Đại hào môn tiêu phàm. chương 1491, tự chui đầu vào lưới. Huyết quang thiếu niên đương nhiên có thể cảm ứng được, lần này trừ màu đỏ không gian vòng xoáy cùng lần trước tại cửu âm quốc trên không cứu đi cửu âm thiên vương trừ vòng xoáy màu đỏ, giống nhau như đúc, hệ ra đồng nguyên. Tiểu bối này ỉ vào hiểu được điểm không gian chi đạo, thế mà nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt, quả thực chính là sống được không kiên nhẫn. Lão ma, tiêu mỗ cung kính bồi tiếp các hạ đã lâu. Thiên tôn lĩnh trên không, hư không một trận gợn nước vặn vẹo, một nói bóng người màu trắng nổi lên, chính là Tiêu Phàm. "Là ngươi, lần này, huyết quang thiếu niên là thật lấy làm kinh hãi, lập tức trên dưới dò xét Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là không muốn tin thần sắc." Không hề nghi ngờ, hắn đã nhận ra Tiêu Phàm, chính là nhiều năm trước tại Long Thần đảo xuất hiện qua nhân loại kia tu sĩ, Tiêu vô cực hậu nhân, hỗn độn linh thể người sở hữu. Chỉ là, khi đó tiểu tặc này bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi làm sao một hai trăm năm không gặp, vậy mà liền đến hiểu linh trung kỳ cảnh giới, mà lại pháp lực thâm hậu, thần hoàn khí túc, nhiễm nhưng đã củng cố trung kỳ tu vi, không giống như là vừa mới tiến cấp dáng vẻ. Nhưng cái này sao có thể? Hai trăm năm không đến, từ Nguyên Anh trung kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ, đều còn chưa nhất định có thể xung kích bình cảnh thành công, tiểu tặc này lại ngay cả vượt mấy cái bậc thang, trở thành dưới cùng giao diện cao thủ đứng đầu nhất một trong. Mặc dù chỉ là ngộ linh trung kỳ tu sĩ, đồng dạng không để tại thất giả mãng trong mắt, nhưng là như vậy tiến dai tốc độ, không khỏi quá khủng bố chút. Audio điện tử võ tấn bền Thất giả mãng kiến thức rộng rãi, đừng bảo là dưới cùng giao diện, liền xem như linh khí xa xa muốn sung túc được nhiều huyền linh thượng giới, cũng rất ít nhìn thấy như thế nghịch thiên tình hình. Đây cũng là thất giả mãng lần trước tại cửu âm quốc trên không mặc dù cảm thấy cứu đi cửu âm thiên vương không gian chi thuật cùng nhiều năm trước tiêu phàm thi triển không gian chi thuật có chút tương tự, lại mảy may đều chưa từng lòng nghi ngờ đến tiêu phàm trên người nguyên nhân. Song phương tu vi cảnh giới, thực tế cách biệt quá xa. Tiểu tiểu một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể nào ở trước mặt hắn dở trò gian? Ai ngờ thật đúng là nhìn lầm, lão ma, người bản tồn tại thượng giới bị bản môn thủy tổ diệt sát đi, chỉ là một cái phân thân liền dám ở hạ giới hoành hành không sợ liền không sợ bị triệt để diệt sát vĩnh thế không được siêu sinh a à. tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua huyết quang thiếu niên cười lạnh nói trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý tiểu tặc nói hưu nói vượn ai nói bản nguyên tổ chân thân bị diệt rồi thất dạ mãng giận tím mặt quát tiêu phàm khóe miệng mỉa mai chi ý càng đậm từ tốn nói các hạ liền không nên ở chỗ này giả vờ giả vịt coi là thượng giới sự tình thật liền không người biết được a à. Người bản tôn bị bản môn thủy tổ thiên tôn diệt sát, kim sĩ sí đại bằng điều đã từng tận mắt nhìn thấy. Mọi người cùng là trời sinh thánh linh, chắc hẳn hắn không sẽ nói láo a. Ban đầu ở mê hồn đảo, kim bằng tôn giả đúng là đã nói. Tại huyền linh thượng giới, thất giả mãng bị tiêu vô cực đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù kim bằng tôn giả cũng không có nói thất giả mãng phải trang bị vô cực thiên tôn triệt để diệt sát, nhưng đã là tử địch, nghĩ đến vô cực thiên tôn sẽ không hạ thủ lưu tình kim xí đại bằng, ngân dực lôi bằng những này trời sinh thánh linh. Đều bị vô cực thiên tôn diệt sát, không có lý do ngược lại lưu lại thất giả mãng tính mệnh. Đây cũng là thất giả mãng luôn mồm tự xưng, thánh linh chân thân, nguyên nhân. Bản tôn đã diệt, lưu lại đạo này phân hồn, một lần nữa ngưng tụ nhục thân thành công. Xác thực có thể tự xưng là thánh linh chân thân. Tiểu tặc, muốn chết, trong chốc lát, thất giả mãng giận phát như cuồng, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nhấc tay vạch một cái, một đạo nhàn nhạt tơ máu. Nổi lên, như thiểm điện hướng đứng tại cách đó không xa tiêu phàm cắt mà đi. Đạo này tơ máu uy lực, tiêu phàm là sớm nhất tiếp xúc, cũng là biết được rõ ràng nhất người, năm đó thất giả mãng chưa ngưng tụ nhục thân, chỉ là một bộ linh thân thời điểm, tơ máu cuồn cuộn bao quát danh xương Nam Châu Đại Lục Đại Tu Sĩ thứ nhất Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong, đều không người có thể ngăn cản được. Bây giờ nhục thân ngưng tụ, đạo này tơ máu càng là sắc bén vô luân. Tiêu phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, đã không xuất thủ chống đỡ, cũng không vội né tránh tránh, suy, một tiếng vang nhỏ, nhàn nhạt tơ máu đánh trúng tiêu phàm, nhưng thật giống như chuyện gì đều chưa từng phát sinh, cứ như vậy từ tiêu phàm bên người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không gian chi thuật, thất dạ mãng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới tiểu tặc này tu vi phóng đại về sau, đối không gian chi lực trưởng khống, cũng đến một cái cảnh giới toàn mới. Năm đó ở Long Thần Đảo, cần toàn lực kích phát, càn khôn đỉnh, uy năng, mới có thể trước mặt đối kháng nơi đó không gian kết giới, dưới mắt đối với hắn tấn công chính diện, thế mà cũng là như thế cử trọng nhược khinh, dễ như trở bàn tay liền đem hắn một kích đạo vào đến vết nứt không gian bên trong, quy về hư vô. Lão ma, đã muốn đánh, vậy liền nghiêm túc một điểm. Giống như người chơi nhà tròi, coi như cuối cùng giết ngươi, đó cũng là thắng mà không võ. Tiêu phàm cười ha ha một tiếng, mang theo hết sức rõ ràng chiêu tức trị ý. Điều tặc, ta biết ngươi tại nơi này thiết mai phục, cũng biết ngươi là muốn chọc giận ta, để ta trúng kế mắc lừa. Thất dạ mãng đến cùng không hổ là trời sinh thánh linh hạ giới, rất nhanh liền đem lửa giận của mình cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Nhưng vậy thì thế nào, ta đang lo không thể đem các ngươi Nam Châu đại lục những này sâu kiến tất cả đều tập hợp một chỗ, nhất cử tiêu diệt. Hiện tại chính các ngươi đưa tới cửa, kia là không thể tốt hơn. Liền để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thánh linh thần thông. Tiểu tặc, người nhất định sẽ hối hận, huyết quang thiếu niên nói, miệng hơi mở, một viên xanh tươi ướt át ấn tỉ, xoay tiết bay ra. Viên này màu xanh ấn tỉ, chỉ có hai thốn lớn nhỏ, đón gió căng phồng lên, đảo mắt liền biến thành mấy trượng chi cự, trong chấp nhoáng bay đến tiêu phàm trên không, oanh, một tiếng vang thật lớn, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng hủy diệt, hướng tiêu phàm mãnh kích mà hạ. Dạng này cự lực, dù là tiêu phàm không gian thuật lại tinh, cũng rất khó lấy không gian chi lực đem nó chôn vùi. Cự lực trước mắt, Thái Sơn áp đỉnh. Ba, người áo bào trắng ảnh như là bọt biển, bạo liệt mà ra, từng khúc phiêu tán vào hư không bên trong. Tiêu phàm như vậy tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao phủ tại thiên tôn lĩnh trên không màu ngà sữa tầng mây, như vậy tản ra, lộ ra thiên tôn lĩnh toàn cảnh. Hỗn độn chi khí, thất dạ mãng ở trên cao nhìn xuống, quan sát vô cực sơn toàn cảnh, miệng bên trong hắc hắc cười lạnh không thôi. Nhìn tới đây chính là tiêu vô cực những cái kia đồ tử đồ tôn phồn diễn sinh sống chi địa. Rất tốt, hôm nay bản nguyên tổ liền muốn đại khai sát giới, đem cái này tạc qua tử san thành bình địa, để tiêu vô cực đồ tử đồ tôn, triệt để trên thế gian biến mất, hôi phi yên diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh, lúc này không chút do dự, siêu, một tiếng, một đạo huyết quang, hướng thiên tôn lĩnh vô cực điện kích bắn đi. Viên kia màu xanh ấn tỉ, càng là hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, gào thét lên chân áp mà hạ. Oanh, vô cực điện chỉnh thể sụp đổ, tường đổ vách siêu văng tứ phía, bị màu xanh ấn tỉ mang theo cự lực trong nháy mắt san thành bình địa. Tiểu tặc, các ngươi không phải là muốn giết ta a? À? Bản nguyên tổ đã tới, có gan đều cút ra đây đi. Để bản nguyên tổ kiến thức một chút, đều là chút không sợ chết sâu kiến. Sâu kiến, các hạ không khỏi tự cho mình quá cao, lời còn chưa dứt. Duy Ma Thái Tử liền tại cách đó không xa hiện thân mà ra. Bất quá lúc này Duy Ma Thái Tử đã hóa thân thành cao hơn 10 trượng màu đen cự nhân. Tay cầm một thanh dài mười mấy trượng tuyên hoa đại phủ, uy phong lẫm lẫm đứng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt nhìn huyết quang thiếu niên, tựa như ma thần địa ngục. Tiểu bối, từ thiên thọ năm đó đều không phải là đối thủ của ta. Người đợi sao, huyết quang thiếu niên mắt cũng không nhìn thẳng Duy Ma Thái Tử một chút, cười lạnh nói. Giết! duy ma thái tử cũng không cùng hắn nói nhảm hai tay giơ cao tuyên hoa đại phủ một đạo dài đến mấy trượng búa ảnh hướng thất dạ mãng vào đầu mãnh bổ xuống hư không xé rách thanh âm cực kỳ chói tai a à, huyết quang thiếu niên sau nghi có chút một dương tựa hồ có phần hơi kinh ngạc duy ma thái tử cái này một búa cố nhiên uy mãnh việt luân nhưng cũng không thế nào đặt ở huyết quang thiếu niên trong mắt hắn kinh ngạc là cái này một búa bên trong ẩn chứa thuần khiết rợi kim chi lực dạ xoa là hải tộc cường giả tu luyện duệ kim chi lực tương đối hiếm thấy. Trăm năm trước huyết quang thiếu niên diệt sát thiên thọ vương, cũng không phải là duệ kim thuộc tính công pháp. Không nghĩ tới cùng bào huynh đệ linh căn có rõ ràng như vậy khác biệt. Búa ảnh thế tới cực nhanh, nháy mắt liền tới trước mắt, huyết quang thiếu niên lúc này mới dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, phía bên phải bên cạnh trượt ra ngoài, khó khăn lắm tránh đi một kích này. Lại đột nhiên tay phải tìm tòi, bỗng nhiên hướng trong hư không bắt tới. Hoác suy, một tiếng vang nhỏ, một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, bị huyết quang thiếu niên từ trong hư không bắt ra. Tiểu tặc, còn dám ngầm thi đánh lén. Huyết quang thiếu niên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên huyết quang đại phóng, nguyên bản hàn lóng lánh linh tính 10 phần trường kiếm, phảng phất nhận một loại nào đó trọng kích, bỗng nhiên giấy rụa bắt đầu vặn vẹo, phát ra trận trận kêu to thanh âm. Ngay tại huyết quang thiếu niên chuẩn bị lại thêm một thanh kình, triệt để hủy đi thanh trường kiếm này thời điểm, lại chỉ nghe, phanh, một tiếng, Trường kiếm nổ bể ra đến, hóa thành 10 triệu điểm hàn tinh, hướng huyết quang thiếu niên kích bắn đi, nháy mắt liền đem cả người hắn đều bao khỏa trong đó. Huyết quang thiếu niên lạnh, hừ, một tiếng, bỗng nhiên toàn thân máu sáng lóng lánh, như là có hình có chất thực thể, huyết quang những nơi đi qua, vạn điểm hàn tinh đều hóa thành hư không. Không biết sống chết tiểu tặc, huyết quang thiếu niên cười lạnh, nhấc tay vừa nhấc, một đạo tơ máu cuồn cuộn phía bên phải bên cạnh cắt mà đi. Không biết lúc nào thất tình các nam tử tóc bạc đã xuất hiện tại huyết quang thiếu niên sau lưng trong tay chính cầm chuôi này hàn lóng lánh trường kiếm bất quá linh khí có chút ảm đạm cho thấy phải vừa rồi bị thương không nhẹ mắt thấy tơ máu cuồn cuộn cắt tới nam tử tóc bạc nhấc tay bắn ra một viên ngón tay từ trên bàn tay của hắn rụng xuống hóa thành một thanh sắc bén dài hơn thước đoản đao hướng về kia đạo huyết tuyến nghênh kích đi lên suy một tiếng vang nhỏ nhìn như cứng rắn vô so ngân sắc đoản đao bị tơ máu từ đó hết thảy vì hai thậm chí ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Nam tử tóc bạc lấy làm kinh hãi, hắn là khôi lỗi thân thể, cái này một viên đoản đao, kỳ thực là lấy cực kỳ cứng rắn rưỡi kim chi tinh luyện chế mà thành, mặc dù không nói là cái này một giới cứng rắn nhất chi vật, cũng rất ít có cái khác vật liệu có thể vượt qua. Ai ngờ không có chút nào sức lực chống đỡ, bị hết thảy hai đoạn. Vừa hết thảy đoạn đoàn đao, tờ máu bỗng nhiên ra tốc, nháy mắt liền tới nam tử tóc bạc phụ cận, bất ngờ không đề phòng, nam tử tóc bạc căn bản liền không kịp né tránh. Mắt thấy là phải cùng hắn đoạn đao đồng dạng, gặp nhất đao lưỡng đoạn vận rủi, trong hư không bỗng nhiên toát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, bỗng nhiên liền ngăn tại tơ máu trước đó, suy suy âm thanh không dứt bên tai, tựa hồ nháy mắt liền có vô số đồ vật bị cắt nát. Mà cái kia đạo nhìn như không gì không phá huyết tuyến, cũng tại cắt đến nam tử tóc bạc trước người hơn một xích chỗ lúc, hao hết cuối cùng một tia lực lượng, chôn vùi vào vô hình. Pháp trận chi lực, huyết quang trên mặt thiếu niên rốt cục lộ ra vẻ giật mình. chương 1492, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lấy thất giả mãng lịch duyệt, các loại pháp trận được chứng kiến vô số, trên cơ bản dưới cùng giao diện pháp trận, đều không thế nào thả trong mắt hắn. Thiên thọ cung cũng tốt, cửu âm quốc cũng tốt, hộ vệ đại trận gì cùng tinh vi ảo diệu, trong mắt hắn, đều chẳng qua là gà đất chó sành thôi, mảy may không đáng để lo. Nhưng nơi này vô hình pháp trận chi lực, lại làm cho ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn một kích, mặc dù vẫn chưa dốc hết toàn lực, cũng đã đầy đủ khiến người kinh ngạc. Dù là như thế, bên kia toàn nam tử tóc bạc hay là quá sợ hãi, nếu không phải hắn là khôi lỗi thân thể, chỉ sợ đã mồ hôi đầm đìa. Nếu không có pháp trận chi lực, có lẽ chỉ trong một chiêu, hắn khôi lỗi thân thể liền muốn bị trọng thương. Cứ việc chỉ cần khôi lỗi không toàn bộ làm tổn thương, hắn nguyên thần liền có thể bảo toàn, nhưng mà bị thương quá nặng, khôi lỗi liền sẽ mất đi sức chiến đấu, Tại dạng này trong lúc kích chiến, mất đi sức chiến đấu hậu quả gì cùng nghiêm trọng, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc này, nhưng không có người sẽ chuyên môn đến bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, có thể không có thể sống sót, muốn nhìn ngươi vận khí của mình. Cái này pháp trận còn có chút ý tứ, khó trách các ngươi hai cái tiểu tặc, trăm phương ngàn kế muốn đem bản nguyên tổ dẫn tới nơi này. Thất Dạ Mãng Nhãn Châu xoay động, đã trong lòng hiểu rõ. Lão ma, ngươi nếu là sợ, hiện tại chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Duy ma thái tử lạnh lùng nói, hắn cũng không có dừng lại trong hư không không nhúc nhích, mà là chậm rãi thay đổi vị trí, bất quá từ đầu đến cuối chính diện đối mặt thất giả máng. Vô hình trận pháp chi lực, dần dần tràn ra, đem toàn bộ thiên tôn lĩnh đều bao phủ nó dưới, thất giả máng có thể rõ ràng cảm thụ được. Hư, tiểu tặc, nói sớm ngươi không cần dùng phép khích tướng, đã các ngươi những này sâu kiến đều tập trung ở đây, bản nguyên tổ như thế nào lại tùy tiện rời đi đương nhiên phải đem các người một mẻ hốt gọn, cũng giảm bớt rất nhiều tay chân. Thất xạ mãng cười lạnh, bốn phía bắt đầu đánh giá, nghiêm túc cảm ứng đến trong hư không đâu đâu cũng có pháp trận chi lực. Năm đó ở thượng giới, tiêu vô cực kia tiểu nhân hèn hạ liền thích lấy trận pháp ngầm thi đánh lén, xem ra pháp trận này, khẳng định cũng là kia tiểu bối lưu ở chỗ này. Hư hư, coi như như thế, vậy thì thế nào, chẳng lẽ chỉ là một cái pháp trận, liền có thể giữ được các người bất tử lão ma, nói hưu nói vượt, trong hư không truyền đến tiêu phàm quát khẽ, nhưng lại chưa hiện thân, cũng chưa từng làm nhiều giải thích. Vô cực thiên tôn tại toa ma giới thanh danh hiển hách, bị vô số người kính ngưỡng, đại danh lưu truyền thiên cổ. Tuyệt không phải thất giả mãng thuận miệng vài câu nói xấu có thể thay đổi được. Cái này thất giả mãng đối vô cực thiên tôn càng thống hận, liền càng chứng minh hắn ban đầu ở vô cực thiên tôn thủ hạ bị nhiều thua thiệt. 78 phần 10 hắn bản tôn chính là bị vô cực thiên tôn tại thượng giới diệt sát tiểu tặc pháp trận này nếu là tiêu vô cực kia tiểu nhân hèn hạ lưu lại chắc hẳn không chỉ như vậy một điểm uy lực dứt khoát một chút có thần thông gì đều xuất ra để bản nguyên tổ kiến thức một chút cũng tốt để các ngươi đến lúc đó chết được rõ ràng lão ma sắp chết đến nơi còn tại hồ suy đại khí trong hư không bóng đen lóe lên cửu âm thiên vương tại một phương hướng khác hiện thân mà ra trải qua hai năm tính dưỡng lúc trước thương thế rốt cục khỏi hẳn công lực phục hồi ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người trong đó một vị chính là hoàng tuyền chân quân một vị khác người mặc thủy lam sắc bào phục chính là cùng thương ngô lão quái bọn người cùng một chỗ đến đây thiên tôn lĩnh nháo sự lam sam nam tử trăm năm trôi qua hoàng tuyền chân quân pháp lực so sánh với lúc trước càng thêm hùng hậu bất quá vẫn như cũ dừng lại tại ngộ linh sơ kỳ cảnh giới ở vào sơ kỳ đại thành trạng thái còn kém một bước cuối cùng mới có thể đột phá bình cảnh. Ba người vừa mới hiện thân, Hoàng Tuyền Chân Quân không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, một cái đen nhánh bình bát xoay chuyển, trắng bóng dòng nước từ bình bát bên trong đổ xuống mà ra, Lam Sam nam tử ống tay áo lắc một cái, dòng nước nháy mắt hóa thành trùng thiên sóng lớn, gầm thét hướng Huyết Quang thiếu niên càn quét mà đi, trong nháy mắt, Huyết Quang thiếu niên liền phảng phất đưa thân vào Uông Dương Đại Hải bên trong. Cửu Âm Thiên Vương há miệng, một cỗ hàn khí trắng xóa phun ra. Còn không có đám người lấy lại tinh thần, ngập trời sóng lớn bỗng nhiên ngưng lại tất cả hồng thủy nháy mắt ngưng kết thành băng một khối to lớn màu xanh thẳm huyền băng kỳ quỷ vạn phần xuất hiện tại thiên tôn lĩnh trên quảng trường huyết quang thiếu niên bị đông cứng tại huyền băng chính giữa há mồm cứng lưỡi không nhúc nhích cửu âm thiên vương hoàng tuyền chân quân cùng lam sam nam tử tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp thiên về điểm các có khác biệt cái này hay là bọn hắn lần đầu liên hợp xuất thủ phối hợp thêm lại phi thường ăn ý huyết quang thiếu niên thậm chí chưa lấy lại tinh thần liền bị đông cứng thành một cái băng điêu. Quá tốt, cái này yêu ma cũng không gì hơn cái này. Trong hư không một tiếng khen lớn, cũng không biết suốt từ người nào miệng. Mặc dù mọi người đều rất rõ ràng, đơn thuần dựa vào huyền băng chi lực, tuyệt không có khả năng thật có thể đưa cái này yêu ma vào chỗ chết, lại cũng nói, mà đầu kia tuyệt không phải hoàn toàn không thể đối kháng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, lại cho hắn một kích chí mạng. Vừa dứt lời, chỉ thấy huyền băng trung tâm, máu lóng lánh, còn không có đợi mọi người lấy lại tinh thần, to lớn màu lam huyền băng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan giã, bất quá trong chốc lát, liền có bên trong mà bên ngoài hòa tan ra một cái động lớn, chỉ còn lại có một tầng không dày băng xác chỉ cần thở một ngụm quang cảnh, cả khối huyền băng liền sẽ triệt để hóa thành nước chảy. Đúng lúc này, huyết quang thiếu niên dưới chân hoàng quang lóe lên, một đạo thân ảnh thon gầy trong chớp nhoáng chui ra, hai tay nắm một đôi xa so thân thể của hắn phải lớn hơn nhiều thổ hoàng sắc cự truy, nháy mắt liền đến huyết quang thiếu niên đỉnh đầu, hô, nặng nề đến cực điểm tiếng xé gió lên, hai viên thổ hoàng sắc cự truy, vào đầu đánh xuống. Lần này biến khởi khoảng khắc, huyết quang thiếu niên bị đánh trở tay không kịp, căn bản là không kịp có bất kỳ né tránh động tác, hai thanh cự truy, liền trùng điệp đánh vào đỉnh đầu của hắn. ầm ừ, như là một cái dưa hấu nát vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Huyết quang thiếu niên đầu lâu, bị cự truy triệt để đánh nát, không đầu thi thể lung lay hai cái, xoay người ngã quỷ. Cái gì cầu thí thủy tổ đại nhân, không chịu nổi một kích. Thương mô lão quái cười khằng khặc quái dị, thân hình thoát một cái, liền né qua một bên. Tất cả mọi người không chớp mắt tiếp cận cố kia không đầu thi thể, ngược lại muốn xem xem, cái này thủy tổ đại nhân lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Cho dù ai cũng biết, cái này lão ma quyết không có thể nào cứ như vậy bị diệt sát rơi. Dưới mắt kỳ thật còn đang thử thăm dò giai đoạn, nhất định phải một chút xíu đem ma đầu kia thủ đoạn thần thông đều bước đi ra, chờ hắn thi triển ra tất cả vốn liếng thời điểm, mới có thể tìm được hắn chân chính nhược điểm. Tất cả mọi người là chém giết lão người, tranh đấu kinh nghiệm gì cùng phong phú, trong lòng đều rất rõ ràng, tu vi cảnh giới càng cao, càng không dễ dàng bị diệt sát, duy chỉ có từ chân chính nhược điểm tới tay, mới có thể phá hủy cường địch. Người tiểu bối này, tặc nghi thử nhãn, trời sinh liền là một bộ phía sau đánh lén tiểu nhân bộ dáng một cái thanh âm nhàn nhạt, tại thương ngô lão quái sau lưng vang lên, huyết quang thiếu niên bỗng nhiên trong hư không nổi lên, vội vàng lại đi nhìn kia không đầu thi thể thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng. Thương ngô lão quái nhìn như ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, dương dương đắc ý, kỳ thực vẫn luôn đề cao lấy 10 điểm cảnh giác, thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, đem chung quanh mấy chục trượng đều bao phủ nó dưới, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức lui tránh tránh xa. Lão quái này có thể sống đến hai ba thiên tuế, luôn luôn có mấy phân đạo lý. Vừa nghe đến huyết quang thiếu niên thanh âm tại sau lưng vang lên, kinh hãi chi dư, không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng về phía trước kích xạ mà đi. Chỉ nghe, suy, một tiếng, trong hư không hiện ra một đạo huyết hồng lợi trảo, mang theo gai mũi mùi máu tanh, nhanh như thiểm điện hướng thương mô lão quái cỏm nhom thân thể bắt xuống dưới. Thương mô lão quái tốc độ bay dù nhanh, lại nơi nào có thể nhanh hơn được đạo này lợi trảo rồi. Chỉ chợt lóe lợi trảo đã cùng ở phía sau tâm, thậm chí đã có thể cảm ứng được kia cỗ bức người sát khí, chỉ xuyên vào cốt tủy chỗ sâu. Lần này, thương mô lão quái là thật quá sợ hãi. Vô luận né tránh hay là quay người chống đỡ, rất rõ ràng đều có chút không kịp. Cũng may lần này, bọn hắn là liên thủ tác chiến. Suy, một tiếng, trong hư không một thân ảnh tránh hiện ra, chính là kia yêu Mỹ trung niên Mỹ phụ vu sơn phu nhân, khó khăn lắm ngăn tại thương mô lão quái trước người, tiêm tiêm tố thủ vừa nhất, bỗng nhiên hóa làm một con đen nhánh quỷ trảo, không chút do dự hướng kia huyết hồng lợi trảo nghênh kích đi lên. Chỉ nghe, giam giác, không ngừng bên tai, kia là xương vỡ vụn thanh âm, nghe cực kỳ khiếp người. Dù coi như ở đây đều đều là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm cao thủ, cũng không khỏi phải âm thầm nhíu mày. Suốt cục, huyết hồng lợi trảo biến mất, phu sơn phu nhân sinh sắn thân thể, lại bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra bảy tám trượng xa, mới rơi xuống đất, lại lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước mới rốt cục đứng vững thân thể, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Vu Sơn phu nhân vai phải quần áo từng mảnh vỡ vụn, lộ ra trong suốt như ngọc vai, trên bờ vai da chóc thịt bong, số đạo vết thương sâu đủ thấy xương, lại trắng toan toát, không gặp một giọt máu tươi chảy ra. Hắc hắc, bản nguyên tổ còn tưởng rằng có gì đó cổ quái đâu, nguyên lai là một bộ thi tiêu, khó trách dám đón đỡ bản nguyên tổ một kích. Hừ, khẩu vị của ngươi cũng thật là nặng, vậy mà đoạt thi tiêu bỏ, Huyết Quang thiếu niên cũng không có lần nữa truy sát, chỉ là nhìn qua xa xa Vu Sơn phu nhân, cười như không cười nói. Vu Sơn phu nhân sắc mặt trắng bệch, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn Thi Tiêu nhục thân mạnh mẽ, dù coi như là những cái kia lấy nhục thân cường hoành chứ danh thú tộc đại năng, chỉ sợ cũng kém xa tí tắc Thi Tiêu nhục thân kiên cố. Năm đó nếu không phải nhìn vào một điểm này, nàng cũng sẽ không đoạt xá Thi Tiêu. Bây giờ cái này thất giả dạ mãng tiện tay một kích, thế mà liền ngăn cản không nổi, ra chóc thịt bong. Cái này lão ma chi thần thông quảng đại, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Tiểu nha đầu, người cỗ này thi tiêu thân thể, tu luyện trí ít 10.000 năm lâu, tại dạng này dưới cùng giao diện, cũng coi như là rất không tệ. Bất quá dựa vào điểm này, liền dám cùng bản nguyên tổ cứng đối cứng, người cũng thật coi là vô tri không sợ. Huyết quang thiếu niên lập tức cười lạnh, nếu không phải có pháp trận chi lực tương trợ, liền xem như thi tiêu thân thể, bản nguyên tổ cũng đã cho người xé thành mảnh nhỏ. Trung niên Mỹ Phụ không hổ là ngộ linh kỳ siêu cấp cường giả, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, tay trái hướng vai phải một vòng, nứt ra vết thương lặng yên khép lại, vỡ vụn y phục khôi phục như lúc ban đầu, nhếch miệng lên, lại mang lên kia kiều mị tiếu dung. Biết rõ thiếp thân là nhược nữ tử, cũng dưới dạng này ngoan thủ, thủy tổ đại nhân cho dù thần thông cái thế, phong độ bên trên không khỏi thiếu chút hỏa hầu trung niên Mỹ phụ kiều thanh nói, mị nhãn như tơ. Thật sao, thất giả dạ mãng ngửa mặt lên trời cười ha hả tiểu nha đầu, không nên trách bản nguyên tổ không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi, lập tức rời đi nơi này, cao chạy xa bay, bản nguyên tổ có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Bằng không mà nói, kia liền là chính người muốn chết, nhưng không trách được bản nguyên tổ không có phong độ. chương 1493, một trận thất sát trung niên Mỹ phụ cười khanh khách không thôi. Thủy tổ đại nhân, thiếp thân kỳ thật cũng rất muốn cao chạy xa bay, nhưng là bằng hữu của ta đều ở nơi này, ta một người bỏ trốn mất dạng, tương lai liền không tốt gặp mặt. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thất giả dạ mãng gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, hướng trung niên Mỹ phụ kích bắn đi, bấm tay thành câu, vồ mạnh mà hạ. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, huyết quang thiếu niên trên bàn tay, chỉ có bốn ngón tay. Trong truyền thuyết, máu vảy long cùng cái khác thiên long dòng dõi khác nhau, nó một chính là bốn chảo. Mà đa số thuần chính thiên long dòng dõi, đều là ngũ chảo. Cũng chính vì vậy, máu vảy long lại được xưng là, máng, không ít người thậm chí dưới đây nhận định, máu vảy long không phải thuần khiết thiên long dòng dõi, mà là di chuyển có bộ phân thiên long huyết mạch ác linh. Mà ở trời sinh thánh linh xếp hạng bên trong, máu vải long lại một mực bị đưa về thiên long chi thuộc, ở vào hàng trước nhất. Suy, một tiếng, Thất giả Mãng Uy mãnh vô luân một trảo, chộp vào không trung. Một mảng lớn xanh ngắt rừng rậm nguyên thủy, bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng trưởng, nháy mắt liền đem Thất giả Mãng thân thể thấp thoáng trong đó. Một tên người mặc xanh biết cung trang váy dài, búi tóc cao ngất, thanh lệ khó tả mỹ mạo thiếu phụ, trong hư không hiện thân mà ra, trong tay nâng một gốc lưu ly li bảo thụ, xanh ngắt ướt át, vô số màu xanh biếc linh văn từ lưu ly bảo thụ bên trong cuồn cuộn mà ra, dung nhập vào rừng rậm nguyên thủy. Triệt để đem thất dạ mãng giam cầm lại, ngàn trướng thúy, có người trầm thấp kinh hô một tiếng, tên này xanh biếc cung trang nữ tử, nhìn qua kiều kiều sợ hãi, yếu đuối, thần niệm chi lực đảo qua đi, lại là sâu xa như biển, chính không biết tu vi sâu bao nhiêu. Vốn cho là, thất sát trận mộc linh giết người chủ trì, tiêu phàm sẽ cắt cử cho từ cao cổ giới đường xa mà đến cửu lê tiên tử, vị này cửu lê tiên tử tinh thông một thuộc tính công pháp, tu vi cực cao, không tại ngọc hư đạo nhân phía dưới. Nhưng bây giờ ra mặt lại là vị này kiều khiếp e sợ mỹ mạo thiếu phụ. Lại không biết lại là từ nơi nào đến. Ở đây cái này rất nhiều mộ linh kỳ lão quái vật, trước đó vậy mà ai cũng chưa thấy qua vị này cung trang mỹ phụ. Xem ra tiêu phàm còn ẩn giấu đi không ít chuẩn bị ở sau. Mà đứng tại xanh biết cung trang mỹ phụ bên người, kiệp trợ nàng tác pháp, còn có hai tên nam tu, một tên dâu bạc trắng tóc trắng, tuổi tác cực cao, một tên khác thì là bốn người khen người. Hai vị này, đoàn người đều là nhận biết, đều đều là Nam Châu Đại Lục một phái chi tôn. Lấy một thuộc tính công pháp vang danh thiên hạ ngộ linh lão tổ. Bây giờ lại cam vì Mỹ phụ phụ tá, đủ thấy người này tạo nghệ chi cao, không thể coi thường. Mắt thấy rừng rậm nguyên thủy càng ngày càng mật, cung trang Mỹ phụ thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, miệng lẩm bẩm Chuẩn bị thi triển càng thêm cường đại thần thông, lại chỉ thấy một đoàn huyết quang từ trong rừng rậm lộ ra, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều huyết quang bay bắn ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng máu ngập trời mà lên. Vô số cỏ cây bay tán loạn, cung trang mỹ phụ biến sắc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng một bên bay đi. Nàng hai tên trợ thủ càng là sớm một bước, né tránh đến mấy chục trượng bên ngoài, trong nháy mắt, sóng máu liền triệt để đem rừng rậm nguyên thủy bao phủ, huyết quang thiếu niên lớn bước ra ngoài, một đôi con người màu đỏ ngòm Thằng táp rơi vào cách đó không xa cung trang mỹ phụ trên mặt, thần sắc trở nên cực kỳ vẻ lo lắng. Mộc Linh phu nhân, rất tốt, không nghĩ tới ngay cả người cũng dám âm thầm cùng Nam Châu đại lục những tiểu tặc này cấu kết. Xem ra các ngươi Thiên Mã đại lục tu sĩ chính đạo là đã sớm sinh ra dị tâm. Chốc lát, huyết quang thiếu niên lạnh như băng nói, "Mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, vị này được xưng là Mộc Linh phu nhân, cung trang mỹ phụ, vậy mà là từ thất giả dạ giới Thiên Mã đại lục đường xa mà đến." minh bạch điểm này về sau, tất cả mọi người kìm lòng không đặng mừng rỡ. Bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, ngay cả thất giả giới đỉnh tiêm cao thủ, đều liên thủ với bọn họ nhất trí tới đối phó thất giả máng, có thể thấy được cái này yêu ma thực tế là làm cho người người oán trách, người người có thể chu diệt. Cùng thất giả giới giao chiến nhiều năm, mọi người tự nhiên biết, thiên mã đại lục chính là thất giả giới tu sĩ chính đạo tụ cư đại lục, tại thất giả giới, mà đạo tà tu lực lượng xa xa so tu sĩ chính đạo lực lượng phải cường đại hơn nhiều, tất cả chính đạo tông môn đều tập trung ở thiên mã đại lục, liên thủ tự vệ. Bất quá tại giao diện đại chiến bên trong, thất giả giới chính đạo tông môn cũng phái ra đại lượng tu sĩ, theo thất giả giới ma tộc đại quân cùng một chỗ tác chiến. Mộc linh phu nhân cũng lạnh lùng nhìn xem huyết quang thiếu niên, từ tốn nói các hạ danh xưng là thất giả giới thủy tổ, lại cực kỳ thiên vị ma đạo tà tu, chẳng những không ngăn lại bọn hắn hướng chúng ta thiên mã đại lục gây hấn gây chuyện, còn tự thân xuất thủ triệt để đồ diệt nặng hoa môn cùng bảy tám cái tông môn như thế thủy tổ chẳng lẽ không làm ta cùng tâm hàn a à? Hừ, kia là bọn hắn không biết điều bản nguyên tổ bất quá hướng bọn hắn muốn ít đồ bọn hắn lại đẩy ba ngăn bốn kia không phải mình muốn chết sao thất giả mãng cười lạnh nói tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên phàm là có can đảm chống lại hắn ra lệnh mặc kệ là ma đạo tà tu cũng được, là chính đạo tông môn cũng tốt, trong mắt hắn đều toàn không khác biệt, một mực diệt sát xong việc. Lão ma, người tàn bạo bất nhân, sớm đã chúng bạn xa lánh. Hôm nay ta cùng liền muốn trừ hết người cái này ác ma. Duy ma thái tử nghiêm nghị quát, thất xạ dạ mãng nhìn đều không hướng na bên cạnh nhìn lên một cái, chỉ là tiếp cận một linh phu nhân, ánh mắt càng thêm âm lãnh, rất tốt. Cùng bản nguyên tổ đem các người nhóm này tiểu bối đều thu thập sạch sẽ, lập tức liền hồi vốn giới, đem các ngươi thiên mã đại lục nhổ tận gốc, đem tất cả loạn thần tạc tử đều giết sạch. Bản nguyên tổ thống hận nhất, chính là bị người một nhà phản bội. Người cái này lão ma, còn tại hồ suy đại khí. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, chính là trương ngũ tiên sinh thanh âm, ngay sau đó, cuồng phong chợt nổi lên, vô số phong nhận từ trên trời giáng xuống, như là thực thể, nhao nhao hướng thất giả mãng cắt mà tới. Thất giả mãng giận dữ, toàn thân máu lóng lánh, hóa thành từng đạo nhàn nhạt tơ máu, hướng về 10 triệu phong nhận nghinh kích mà lên, một trận kịch liệt giao minh về sau, phong nhận tán loạn chôn vùi, tơ máu cũng tan biến tại vô hình. Nhìn qua xuất hiện tại cách đó không xa không trung trương ngũ tiên sinh cùng bên cạnh hắn hai tên ngộ linh kỳ tu sĩ, thất giả mãng khẽ gật đầu một cái. Kim mộc khí hậu gió, đều lộ diện, còn có liệt hỏa lôi điện đâu. Đều cùng nhau lộ ra đến tốt, để bản nguyên tổ nhìn xem, các ngươi đến cùng có thứ gì năng lực. Giao thủ sau mấy hiệp, thất giả mãng cũng dần dần nhìn ra một chút đoan nghê. Thất sát trận quả thật có chút môn đạo, những tiểu tạc này chính là dựa vào đại trận này mới có như thế lực lượng. Kim một thủy hỏa thổ liệt hỏa kinh lôi, một trận thất sát. Mỗi một dạng thuộc tính trận nhãn, đều từ tinh thông nên thuộc tính tu sĩ cấp cao tự mình chủ trì, mỗi một cái trận nhãn, ít nhất có một tên mộ linh trung kỳ tu sĩ tỏa chấn, có khác hai tên mộ linh sơ kỳ tu sĩ hiệp trợ. Trong đó mấy cái trận nhãn, thậm chí là hai tên ngộ linh trung kỳ tu sĩ liên thủ. Tỷ như cửu âm thiên vương cùng Lam Sam tu sĩ, lại tỷ như Duy Ma Thái Tử cùng Nam Tử Tóc Bạc, thương ngô lão quái cùng Vu Sơn Phu Nhân, đều là cực kỳ cường đại siêu cấp cao thủ. Trước mắt còn không hề lộ diện, cũng chỉ có hỏa thuộc tính trận nhãn cùng lôi điện trận nhãn người canh giữ. Tại cao cổ giới thời điểm, thất giả máng cũng trải qua một trận đại chiến như vậy, cao cổ giới tập trung mười mấy tên ngộ linh kỳ cường giả, đối với hắn hợp nhau tấn công kết quả sau cùng là hắn đại hoạch toàn thắng, cao cổ giới trí cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Tương đối mà nói, Nam Châu đại lục những bọn tiểu bối này tụ tập nhân thủ, thực lực cũng không sánh vai cổ giới ngộ linh kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu. Đây cũng là thất giả mãng mảy may cũng không đem cái gọi là mai phục để ở trong lòng nguyên nhân. Không phải những bọn tiểu bối này không nguyện ý tụ tập càng nhiều nhân thủ, tập kết mạnh hơn chiến lược tới đối phó hắn, thực tế là bất lực. Chỉ là một cái giới cùng giao diện, nam châu đại lục còn chỉ chiếm toa ma giới một nửa có thể có bao nhiêu mộ linh tu sĩ lại càng không cần phải nói thời gian vội vàng một chút mộ linh lão quái ép căn bản không hề đạt được triệu hoán cũng không biết tiêu phàm bọn hắn ở đây phục kích thất dạ mãng nhưng mà thất sát trận thực tế không thể coi thường nhất là lực phòng ngự kinh người thất dạ mãng liên tiếp mấy lần xuất thủ cơ hồ đều là tay không mà về mỗi lần đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải rõ ràng chỉ là một chút dưới cùng giao diện sâu kiến lại nhiều lần ở trước mặt hắn khiêu khích, hết lần này tới lần khác còn không làm gì được, lần này thứ, sao một cái, sinh khí cao minh. Vừa dứt lời, bốn phía thiên địa nguyên khí liền bắt đầu tuôn ra động, mặc dù thương thiên phía trên hay là Tình Không nhìn dặm, thân ở trong trận mỗi người đều cảm ứng được gió nổi mây phun, mây đen ép thành khí thế cường đại. Suy Ma thái tử, Thương Mô lão quái, Cửu Âm Thiên Vương cùng siêu cấp cao thủ, phân trạm phương vị, theo thiên địa nguyên khí phun trào không ngừng biến đổi vị trí. Đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ đối địch, nhưng thuộc tính khác nhau thiên địa nguyên khí, cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người rất tự giác, không có người nào lập dị. Đối mặt thất giả mãng dạng này diệt thế hung ma, bất kỳ cái gì lập dị, cũng có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch sắp thành lại bại. Vậy liền chẳng những là toàn bộ giao diện tội nhân lớn, chỉ sợ mình đầu tiên liền tính mệnh khó đảm bảo. Cái này hung ma thế nhưng là lấy thị sát nghe tiếng, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều như vậy ngộ linh kỳ tu sĩ hội tụ một đường. Huyết quang thiếu niên lẳng lặng đứng ở pháp trận trong ương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tại hắn xung quanh quay tròn chuyển động một đám ngộ linh tu sĩ, không rên một tiếng. Dần dần, thiên địa nguyên khí hội tụ, đạt tới trạng thái bão hòa, thất sát trận toàn lực vận chuyển lại. Giết, một tiếng quát lớn, kim mộc thủy hỏa thổ phong đao phích lịch, các loại pháp quyết chi lực, từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít hướng chính trung tâm thất giả mãng mãnh kích mà đi. Thất giả mãng cười lạnh một tiếng, từng đạo huyết quang, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn toát ra, đảo mắt hóa thành từng đạo sáng tỏ huyết tuyến, không ngừng xoay tròn lấy, biến thành một cái đỏ tươi vòng xoáy, cuồn cuộn hướng bốn phía cắt mà đi. Oanh, hai loại tựa là hủy diệt cự lực, bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Phốc, một kiện bảo tháp hình pháp bảo, bỗng nhiên trong huyết quang vỡ ra, hình thành một cỗ mạnh mẽ gió lốc, xoáy gió lướt qua, từ sáng tỏ tơ máu dệt thành vòng xoáy, lập tức bị xé mở một đường vết rách, bảy tám món pháp bảo thừa cơ từ cái này lỗ hổng bên trong chui vào, trực kích thất dạ mãng bản thể. Thất dạ mãng lại là hừ lạnh một tiếng, đang muốn tác pháp chống cự, lại chỉ nghe phốc phốc thanh âm, không dứt bên tai, những này pháp bảo từng kiện lăng không nổ tung, vô số bảo vật mảnh vỡ nương theo lấy to lớn sóng xung kích, nháy mắt liền đem thất dạ mãng hoàn toàn bao phủ trong đó. Máu tươi văng khắp nơi, huyết quang trùng thiên. chương 1494, chiến trận trị uy. Vòng thứ nhất toàn lực công kích, chỉ tiếp tục thời gian uống cạn chung trà liền tuyên bố kết thúc, pháp trận chi lực bắt đầu yếu bớt. Sáng tỏ tơ máu tạo thành vòng xoáy tiêu tán thành vô hình, huyết quang thiếu niên lần nữa hiện thân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá thời khắc này thất dạ giới thủy tổ, toàn thân máu me đầm địa, mặc dù hắn toàn thân cao thấp vốn là máu lóng lánh, nhưng chảy xuôi máu tươi cùng trói mắt huyết quang, còn là có hết sức rõ ràng khác nhau. Thương mô lão quái bọn người tương hỗ đối mặt, đều đều vui động nhan sắc. Cái này lão ma thuộc thương, mặc dù tự bạo pháp bảo loại này đấu pháp cực kỳ, xa xỉ, tự bạo đều đều là thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, dù coi như tại ngộ linh lão tổ trong mắt, cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng là chỉ cần hữu hiệu quả, vậy liền không uổng phí. Tại tận mắt chứng kiến qua cái này lão ma hiển hách hung uy về sau, mọi người trong lòng kỳ thật đều không nhỏ bóng tối. Chém giết, bọn hắn không sợ, dù sao đều là chém giết lão người, cả đời này cũng không biết tranh đấu qua bao nhiêu lần. Nhưng là biết rõ đối thủ là giết không chết, cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Mà bây giờ xem ra, cái này thất dạ giới thủy tổ hóa thân, cũng không bằng theo như đồn đại như vậy có được kim cương bất phôi thân thể. Mặc kệ hắn bản tôn là cỡ nào khó lường, cũng mặc kệ hắn tại Huyền Linh thượng giới ra sao chờ kiến thức rộng rãi, bây giờ đã lưu lạc đến dưới cùng giao diện như vậy nhất định định lại nhận giao diện chi lực áp chế. Mọi người tại đồng dạng giao diện pháp tắc phía dưới, liền không có ai là bất tử thân. Đối mọi người mừng rỡ như điên thần sắc, huyết quang thiếu niên không chút nào để ý, ánh mắt nhất chuyển, liền nắm chặt cách đó không xa Ngọc Hư đạo nhân, ánh mắt sáng ngời. "Tiểu đạo sĩ, đây là chủ ý của ngươi a? Tại cao cổ giới thời điểm, Ngọc Hư đạo nhân đã từng chủ trì qua vây quét hắn đại chiến, hai người tính được là quen biết đã lâu." lấy tự bảo pháp bảo phương thức, xé mở hắn hộ thể linh quang, trực tiếp công kích nhục thân. Quả nhiên thấy hiệu quả, một người như thế đánh, còn có thể nói là ngẫu nhiên, tất cả mọi người như thế đánh, không hề nghi ngờ đây chính là bọn họ chiến thuật. Cái này chiến thuật, khẳng định là, người quen, nói ra. Ngọc Hư Đạo Nhân đứng tại lôi điện trận nhãn vị trí bên trên, sớm đã không phải ngày bình thường ôn tồn lễ độ cao nhân đắc đạo bộ dáng, Mà là người mặc ngân sắc chiến giáp, toàn thân lôi lóng lánh, trong tay giơ cao một thanh lôi chùy cùng một viên lôi công đục, mặt mũi tràn đầy sát khí, uy phong lẫm liệt. Âu Dương Minh Hạo cùng một tên khác đại hán vạm vỡ, một trái một phải, phân chạm ngọc hư đạo nhân hai bên. Không thể nghi ngờ ba người bọn họ là lôi điện chiến tướng. Kỳ quái là, ở đây cũng không có nhìn thấy vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão, đồng dạng tinh thông lôi điện chi lực Âu Dương Minh Nguyệt. Thậm chí ngay cả tiêu phàm đều không thấy bóng dáng. Lão ma, ngươi làm nhiều việc ác, không nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay a à. Ngọc hư đạo nhân gắt gao tiếp cận huyết quang thiếu niên, hận hận nói. Hắc hắc, tiểu đạo sĩ, đã ngươi năm đó may mắn trốn được tính mệnh, vì cái gì không thành thành thật thật trốn đi, cuối cùng này quãng đời còn lại. Lại vẫn cứ còn muốn ba ba chạy đến Nam Châu đi tìm cái chết. Tung coi như các ngươi tiểu thủ đoạn có thể được xính nhất thời, một chút ra thì tổn thương. Lại có thể đem bản nguyên tổ như thế nào? các ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là dạng này liền có thể đưa bản nguyên tổ vào chỗ chết ga. Huyết quang thiếu niên không hề lo lắng nói, toàn thân một trận máu sáng lóng lánh, vết thương ra thịt ngấn lập tức khép lại như lúc ban đầu, một điểm vết tích đều không nhìn thấy. Lão ma, lúc này còn đang hư trương thanh thế, duy ma thái tử một tiếng quát lớn, đoàn người không muốn nghe hắn nói hưu nói vượt, lại thêm một thanh kinh, xử lý cái này hung ma. Bốn phía thiên địa nguyên khí lần nữa cuồn cuộn, thất sát đại trận lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ sức mạnh hư huyết quang thiếu niên cười lạnh một tiếng cổ tay khẽ đảo một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nổi lên hai tay vừa nhấc liền một mực cầm chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm bộ dáng kỳ lạ liền phảng phất máu tươi ngưng kết mà thành lại lại không phải loại kia máu tươi ngưng kết sau màu đỏ sập mà là màu đỏ tươi thậm chí lưới kiếm phía trên còn có máu tươi đang không ngừng chảy xuôi đỏ thắm ướt át tựa như vật sống lưới kiếm mặt ngoài Dậm dạp phù văn không ngừng lấp lánh, một cỗ trí cường linh khí thấu thể mà ra. Thông Huyền Linh Bảo, không biết là ai lên tiếng kinh hô, ở đây đều đều là Ngộ Linh lão tổ, kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc ác cực kỳ, lập tức liền từ chuôi này máu trên thân kiếm cảm ứng được không tầm thường khí thức cường đại. Tại dạng này dưới cùng giao diện, Thông Huyền Linh Bảo chính phẩm toàn bộ giao diện cũng bất quá là vài kiện mà thôi. Vô cực môn, Càn Khôn đỉnh, là công nhận Thông Huyền Linh Bảo chính phẩm, nhưng là phụ trợ tính chất vô luận công kích phòng ngự, đều không thể giúp quá lớn bận bịu Huyết quang thiếu niên chuôi này huyết kiếm, lại vừa nhìn liền biết là tính công kích thông huyền linh bảo, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Thông huyền linh bảo, huyết quang thiếu niên cười lạnh, các ngươi những này dưới cùng giao diện sâu kiến, gặp qua cái gì trí bảo. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều đều biến sắc. Chiếu ý tứ này, chuôi này huyết kiếm thậm chí so thông huyền linh bảo càng mạnh, chẳng lẽ vẫn là tạo hóa chi bảo không thành nhưng kia hoàn toàn không thể nào. liền cùng trưởng thành trời sinh thánh linh bản tôn đồng dạng, tạo hóa chi bảo tại hạ cùng giao diện cũng là không cách nào tồn tại, trừ phi là tàn thứ phẩm hoặc là bị phong ấn đại bộ phận phân uy năng. Nhưng bởi như vậy, liền cùng phổ thông bảo vật không kém bao nhiêu, không có gì có thể sợ. Còn không có cùng đoàn người nghĩ được rõ ràng, chỉ nghe, suy, một tiếng vang nhỏ, thật giống như hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo sáng tỏ lóa mắt huyết tuyến, từ máu trên thân kiếm trực thấu mà ra, bốn phía thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên lăn lộn sôi trào, nhao nhao hướng huyết kiếm vào tới. Những thiên địa này nguyên khí, vốn đã bị thất sát trận điều động, vì trận pháp sử dụng, bây giờ lại ngạnh sinh sinh bị cái này huyết kiếm cướp đi không ít. Đại lượng thiên địa nguyên khí điên tuôn ra mà vào, tơ máu càng thêm chói mắt, huyết quang thiếu niên hai tay nhẹ nhàng vung lên, thật dài tơ máu trực tiếp hướng Duy Ma Thái Tử quét tới. Lúc này, thất sát trận cũng đã lần nữa toàn lực vận chuyển lại thấy kia tơ máu uy thế, suy Ma Thái Tử cũng biết tình hình không đúng, nhưng hắn phụ trách chấn thủ kim thuộc tính trận nhãn, lại là không thể tùy tiện lui lại, lập tức khoát tay chặn lại bên trong tuyên hoa đại phủ, chém ra trồng chất như núi búa ảnh, không sợ hãi chút nào hướng về tơ máu nghênh kích đi lên. Suy suy, không ngừng, nhìn như uy mãnh vô luân như núi búa ảnh, vừa vừa cùng tơ máu tiếp xúc liền phảng phất ngưng kết mỡ bỏ gặp nung đỏ lưỡi dao ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có nháy mắt liền bị tơ máu giảo diệt sụp đổ chôn vùi, tan biến tại vô hình. Cẩn thận, nam tử tóc bạc quát khẽ một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, hai viên ngón tay thoát thể bay ra, hóa thành hai đạo ngân sắc lợi kiếm, đón lấy cuồn cuộn mà đến tơ máu. Kết quả không có gì khác nhau, danh xưng thiên hạ chí kiên rưỡi kim chí bảo, tại sáng tỏ tơ máu trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngay cả thoáng chỉ trệ một chút tơ máu tốc độ đều làm không được, liền bị cắt làm hai đoạn. Hai người quá sợ hãi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, song song về sau chấp nhoáng lại là chẽ nửa bước tơ máu đảo mắt liền cắt đến phụ cận dưới tình thế cấp bách hai người phân biệt tế ra pháp bảo ầm vang tự bảo, hy vọng có thể ngăn cản một chút suy duy ma thái tử rên lên một tiếng máu tươi vẩy ra một cánh tay đã ly thể bay ra đằng lên trên trời may mà lúc này trận pháp chuyển đổi nháy mắt liền đem hai người bọn họ chuyển qua nơi khác tơ máu không thèm để ý chút nào tiếp tục cuồn cuộn hướng một bên chém tới lập tức tiếng hò hét tiếng bạo liệt tiếng rên rỉ tiếng kêu thảm thiết nhao nhao vang lên liên miên bất việt thiên địa nguyên khí cuồn cuộn sôi trào gào thét không thôi trọn vẹn một chén trà quang cảnh quá khứ sáng tỏ lóa mắt huyết tuyến mới rốt cục lóe lên về sau biến mất không thấy gì nữa vây công huyết quang thiếu niên hơn hai mươi người ngộ linh lão tổ sớm đã thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài từng cái tay gãy gãy chân cơ hồ một nửa đều trên thân mang thương mà lại bị thương không nhẹ nhìn về phía huyết quang thiếu niên ánh mắt, tự nhiên là vừa sợ vừa giật, đồng thời cực nhanh hiện lên một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Kia huyết kiếm quả nhiên không hổ là chí bảo, một chảm chịu uy, quả là tại tư. Bất quá bọn hắn cố nhiên trong lòng bất an, huyết quang thiếu niên nội tâm lại càng là vừa sợ vừa giật. Một kiếm chém ra về sau, thậm chí ngay cả một tên địch nhân đều chưa từng chém giết, chỉ là làm bị thương hơn 10 người, thậm chí còn có một nửa người tránh thoát một kiếp, đối với hắn mà nói, đây quả thực khó có thể tin. Những này hạ giới sâu kiến, lúc nào trở nên như thế khó chơi rồi. Xem ra nơi đây pháp trận chi lực, quả nhiên không thể coi thường, xa không phải hắn trước kia gặp phải hộ vệ đại trận có thể so sánh. Nếu không phải có pháp trận bảo hộ, dù coi như những này ngộ linh tu sĩ từng cái thân kinh bách chiến, thần thông bất phàm, cũng quả quyết không có khả năng tại máu của hắn kiếm nhất trảm phía dưới, từng cái đều có thể giữ được tính mệnh rất nhỏ tiếng ông ông bên trong, thất sát đại trận lần thứ ba vận chuyển lại. Ngọc hư đạo nhân kêu lên, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, dạng này lớn uy lực sát chiêu, cũng không phải là tùy thời đều có thể thi triển. Cái này hung ma vừa rồi một kích, đã tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực. Mọi người chỉ cần thủ vững vị trí của mình, một mực đánh xuống, cuối cùng duy trì không được, nhất định là hắn, không phải chúng ta. Vừa rồi máu kiếm nhất chảm, Ngọc Hư đạo nhân kịp thời né tránh, tránh thoát một kiếp, vẫn chưa thụ thương. Ngọc Hư đạo hữu nói rất có lý, chúng ta có pháp trận chi lực gia trì, cái này hung ma lại muốn tiêu hao mình chân nguyên pháp lực. Này lên kia xuống, đánh tới cuối cùng, khẳng định là hắn duy trì không được. Duy ma thái tử lập tức phụ họa theo đuôi, hắn mới vừa rồi bị huyết kiếm chặt đứt cánh tay trái, bất quá dạng này ra thì tổn thương đối với hắn mà nói, tự nhiên không tính là gì, nuốt vào một viên thuốc về sau, một đầu hoàn chỉnh cánh tay trái rất nhanh liền sinh ra lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù thoảng qua cảm thấy có chút khó chịu, lại cũng chưa từng để ý. Thật sao, các ngươi những này sâu kiến, lại muốn cùng bản nguyên tổ đọ sức đối với thiên địa nguyên khí vận dụng. Huyết quang thiếu niên cười lạnh thành tiếng, trung niên Mỹ phụ lạc lạc cười khẽ, nói thủy tổ đại nhân, cái này sẽ rất khó nói. Nếu như tại địa phương khác, luận đến đối với thiên địa nguyên khí vận dụng, chúng ta đương nhiên là kém xa tít tắp ngươi. Nhưng ở cái này thiên tôn lính, nhưng lại coi là chuyện khác cái này nhưng mà năm đó vô cực thiên tôn tự mình tuyển định địa phương chẳng những là chúng ta nam châu đại lục linh khí nhất sung túc chỗ cũng có thể nhất tẩm bổ hạo nhiên chính khí người chẳng lẽ không có cảm ứng được nơi này thiên địa nguyên khí có chút không giống bình thường a à? điều động không phải như vậy thuận buồm xuôi gió ha à? huyết quang thiếu niên sắc mặt chìm xuống dưới rất hiển nhiên trung niên mỹ phụ nói đến điểm mấu chốt bên trên huống chi chúng ta ở đây kiến tạo thất sát đại trận, sớm đã cùng nơi đây địa mạch linh nhãn hòa làm một thể, trừ phi ngươi có thể lấy sức một mình, triệt để vượt trên đại trận, nếu không nơi này thiên địa nguyên khí, luôn luôn sẽ trước thỏa mãn đại trận cần thiết, các hạ nhiều nhất liền có thể đạt được một điểm tàn nước lạnh canh, ai có thể chống đỡ đến cuối cùng, thật đúng là khó mà nói đâu. chương 1495, Thất Hải Xã Tắc Đại chiến tái khởi, đánh cho long trời lở đất, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ù uh, ù không dứt toàn bộ đô lương thành đều bị kinh động vô số tu sĩ từ các nơi chen chúc mà ra bay trên không trung muốn xem xét cho rõ ràng nhưng mà một cảm ứng được thiên tôn lĩnh bên trên truyền đến khủng bố đến cực điểm khí thức lập tức liền từng cái dọa đến kinh hồn táng đảm đa số gan tiểu nhân lập tức chuồn đi đảo mắt đã chạy ra đô lương thành ngựa không dừng vó hướng phương xa mà đi chỉ có cực thiểu số lá gan rất lớn tu vi cũng tương đối cao tu sĩ cấp cao top 5 top 3 xa xa nhìn chầm chầm bị sương mù hoàn toàn bao phủ thiên tôn lĩnh, mặc dù không dám tới gần đi xem rõ ngọn ngành, lại cũng không chịu cứ thế mà đi. Những người này tuyệt đại đa số đều là đô lương thành địa đầu xa, rất muốn làm rõ ràng thiên tôn lĩnh đến cùng phát sinh loại nào biến cố. Thực tế vô cực môn tiến thối cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, cứ việc lúc trước vô cực môn nặng dựng sơn môn thời điểm, bọn hắn đều không phải rất tình nguyện, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đoàn người đã dần dần quen thuộc cái này mới bố cục cũng quen thuộc đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, bỗng nhiên ở giữa, thiên tôn lĩnh bên trên phát sinh loại này kinh thiên động địa kịch biến, thật khiến cho người ta trong lòng cảm thấy bất an. Chỉ bất quá từ trong xương mù dày đặc lộ ra khí tức xác thực quá mức khủng bố, ai đều không dám vượt qua giới hạn. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn im bặt mà dừng, pháp trận chi lực dần dần tiêu tán, duy ma thái tử, ngọc hư chân nhân, thương ngô lão quái bọn người nhao nhao hướng phía sau nhanh chóng thối lui, mặc kệ đánh được bao nhiêu kịch liệt, mọi người luôn luôn cẩn thận cẩn thủ mình trận nhãn. Ngay tại lần thứ ba xuất kích thời điểm, một tên ngộ linh lão quái không có thủ vững mình trận nhãn, kết quả không chiếm được pháp trận chi lực che chở, bị huyết quang thiếu niên một kiếm chém làm hai đoạn, ngay cả nguyên thần đều bị huyết kiếm kiếm mang triệt để diệt sát. Đám người thất kinh thất sắc chi dư, cũng không dám lại lỗ máng. Đối mặt dạng này không ai bị nổi hung ma, bất kỳ cái gì đơn độc hành động đều là từ nhanh nó chết. Dù là có pháp trận che chở, Mấy lần công thủ xuống tới, mọi người hay là khác biệt trình độ bị thương, chân nguyên pháp lực cùng pháp bảo pháp khí đều tiêu hao không ít. Dù sao thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, cũng là cực kỳ hiếm thấy chi vật, cho dù thân là Ngộ Linh lão tổ, cũng không thể vô hạn độ tự bảo. Cho dù ai đều chịu không được tiêu hao như thế, lại nhìn huyết quang thiếu niên, lại bình chân như vậy. Trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không nhìn thấy, tựa hồ liên tiếp mấy lần toàn lực tiến công đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng ở trận đều là thành tinh lão quái vật làm sao có thể bị loại này biểu tượng làm cho mê hoặc các vị đạo hiếu cái này hung ma đang dáng chống đỡ ngược lại con lừa không ngã đỡ kỳ thực chân nguyên tiêu hao phải hết sức lợi hại đoàn người không ngừng cố gắng hắn lập tức liền muốn chống đỡ không nổi chốc lát vang lên bên tai mọi người duy ma thái tử truyền âm thanh âm duy ma đạo hiếu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt cái này hung ma chân nguyên tiêu hao đến kịch liệt khó nói chúng ta liền rất nhẹ nhàng ha một tên ngộ linh lão tổ cười khổ nói phù diêu đạo hữu không cần phải lo lắng nếu thật là cảm thấy chân nguyên pháp lực tiêu hao lợi hại có thể lập tức nuốt tiêu đạo hữu cho mọi người phối trí đan dược đây chính là lấy thánh linh nguồn suối luyện chế mà thành linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực có phần có hiệu quả duy ma thái tử lập tức nói lần này luyện chế đan dược thánh linh chi nguyên lại là từ hắn tự mình cung cấp cũng may mà tiêu phàm hào thủ đoạn, trong quá trình luyện chế chẳng những không có hao tổn bao nhiêu linh lực. Tỷ lệ thành đan cũng là cực cao, dù coi như là công nhận luyện đan tông sư, chỉ sợ cũng không có loại này bản sự. Đa tạ duy ma đạo hữu nhắc nhở, ngược lại còn không đến mức như thế không tốt. Đất trời bốn phía nguyên khí phun trào, thất sát đại trận lại một lần nữa khải động, bỗng nhiên ở giữa, trước mắt mọi người một hoa, liền không đổ máu quang thiếu niên thân ảnh, Thậm chí ngay cả khí tức đều trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. A, à, người đâu, đi nơi nào, hẳn là cái này hung ma mắt thấy không ổn, bỏ trốn mất dạng rồi. Mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng các nơi tìm kiếm, lại là không thu được gì, trong lúc nhất thời người trong lòng người khẩn trương không hiểu, đồng thời đem cảnh giác đề cao đến 12 phân. Chỉ thấy vừa rồi huyết quang thiếu niên đứng thẳng chỗ, mơ hồ có quyển chụp cái bóng lóe lên, sau đó một giọt nước liền rất đột ngột xông ra. Ngay sau đó, giọt này giọt nước liền bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, còn không có đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ nghe hải đào bành trướng, một mảnh uông dương cự thấm bỗng nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người, tiếng sóng trận trận, gió biển gào thét, dõi mắt chỗ đến, khắp nơi đều là xanh thẳm mặt biển. Đây là có chuyện gì? Vùng biển này như thế nào? Ừm, giống như có không gian chi lực, chư vị cẩn thận, cái này hung ma kích phát một kiện không gian chi bảo. Cùng lúc đó, bên người mọi người cũng toát ra không gian chi lực, may mà là bọn hắn tương đối quen thuộc. Mọi người không cần kinh hoàng, tiêu chân nhân tinh thông không gian chi đạo, nhất định có thể đối phó được hung ma không gian chi bảo. Vu Sơn phu nhân nũng nịu thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Những ngày này, bởi vì muốn để thi tiêu chi thân huyết nhục tái sinh, nàng cơ hồ vẫn luôn ở tại thiên tôn lĩnh, đối tiêu phàm hiểu rõ, tự nhiên cũng so những người khác càng xâm nhập thêm mấy phân. Hiểu càng nhiều, trong lòng liền càng là giật mình, Vị này vô cực môn đương đại trưởng giáo, quả thật không hổ là kỳ tài ngút trời, trong truyền thuyết cửu linh thể hỗn độn chân thân, đối các loại công pháp đều tinh thông đến 10 điểm. Thật sao? Vậy liền tốt nhất, không qua mọi người vẫn là phải cẩn thận chút, coi chừng cái này hung ma mượn nhờ không gian chi lực, đột thi đánh lén. Cái này hiển nhiên, huyết quang thiếu niên kỳ thật vẫn luôn đứng tại chỗ, căn bản cũng không có xê dịch qua vị trí, chỉ bất quá trước người nhiều một bước quyển trục, nhìn qua không phải thường trần cũ, quyền trục bên trong phát họa lấy sông núi biển cả cả bức quyển trục đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam như có lẽ đã cùng uông dương đại hải hòa làm một thể không phân khác biệt huyết quang thiếu niên lạnh lùng nhìn qua bốn phía loạn thành một bầy đối thủ nhóm bỗng nhiên đâm rách ngón trỏ trái nhỏ một giọt máu tươi tại quyển trục phía trên rất nhanh máu tươi liền bị cuốn trục hấp thu không còn một trận gợn nước ba động chỉ thấy một đạo bóng người nhàn nhạt từ quyển trục bên trong nổi lên dần dần trở nên rõ ràng lại là một tên mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, lại mơ hồ một cái, lại biến thành một tên khoảng 30 tuổi thiếu phụ, thân mặc màu đen váy lụa, rất có mấy phần tư sắc, chỉ bất quá sắc mặt quá mức trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, khiến người gặp một lần phía dưới, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Váy đen thiếu phụ vừa mới hiện thân mà ra thời điểm, ánh mắt hơi có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền trở nên trong suốt, liếc huyết quang thiếu niên một chút, hơi kinh ngạc nói: "Thất dạ, khí tức của ngươi làm sao trở nên yếu như vậy rồi?" đến cùng xảy ra chuyện gì ngữ khí rất là tùy ý thật giống như hai người là nhận biết bạn cũ lâu năm hừ tại địa phương quỷ quái này đợi nhiều năm như vậy có thể có cái dạng này cũng không tệ người còn không phải như vậy huyết quang thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói ta biến thành dạng này còn không phải là bởi vì ngươi ngươi nếu không dùng cái này thất hải xã tắc đồ giam cầm ta như ý thân thể ta sẽ trở nên như thế suy yếu a à. váy đen thiếu phụ không nhanh không chậm nói Nhìn không ra nàng đến cùng cùng thất dạ mãng là loại quan hệ nào Ta nếu không lấy thất hải xã tác đồ che giấu khí thức của ngươi Ngươi sát quỷ thân thể Lại có thể nào giấu giếm được tiêu vô cực Về phần bảo vật này sẽ suy yếu ngươi nguyên thần Ta lúc đầu cũng không biết Mà lại, không có cái này thất hải xã tác đồ Ngươi căn bản liền không khả năng về đến hạ giới đến Chỉ cần tại thượng giới Cuối cùng có một ngày sẽ bị tiêu vô cực tìm tới Dù nói thế nào, cũng tốt hơn bị diệt sát A Hừ, không muốn ở trước mặt ta nâng lên người kia, váy đen thiếu phụ biến sắc, song nghi dương lên, thần sắc cực kỳ không vui, đủ thấy cùng tiêu vô cực thù sâu như biển. Tốt, chúng ta liền nhàn thoại nói ít, dưới mắt ta gặp được chút phiền toái nhỏ, người giúp ta một chuyện đi. Huyết quang thiếu niên có chút bực bội nói, hỗ trợ, hỗ trợ cái gì, người không phải đã về đến hạ giới rồi sao? Chẳng lẽ tại cái này giới, còn có chuyện gì làm khó được ngươi? Váy đen thiếu phụ lại kinh ngạc, Hừ, mặc dù là tại hạ giới, nhưng giao diện chi lực không thể coi thường, người cũng không phải không biết. Người nhìn chung quanh một chút, đây là trận pháp gì? Váy đen thiếu phụ mí mắt đều không nhấc một chút, từ tốn nói, không cần đến nhìn, đây là thất sát trận. Huyết quang thiếu niên liền do trung tán thán nói, quả nhiên không hổ là sát quỷ địa ngục đại danh đỉnh đỉnh trận pháp sư, một chút liền có thể đem trận pháp này nhận ra. Váy đen thiếu phụ quan sát bốn phía một cái, nói, đây không phải chính tông thất sát trận, đơn giản hóa rất nhiều. Uy lực rất có hạn, nếu là chính tông thất sát trận, thất hải xã tác đồ không gian chi lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Huyết quang thiếu niên liền nói, người không muốn luôn trở lên dưới ánh mắt đến đối đãi nơi này hết thảy, cái này thất sát trận cố nhiên uy lực không mạnh, nhưng chúng ta nhận giao diện chi lực áp chế càng thêm lợi hại. Phái đen thiếu phụ khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tiên nụ cười chế nhạo, nói, người muốn cho ta hỗ trợ, phá cái này thất sát trận. Đúng vậy, váy đen thiếu phụ khóe miệng mỉa mai chi ý càng đậm, không chậm không nhanh nói ta tại sao phải giúp ngươi. Huyết quang thiếu niên cả giận nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn dùng tinh huyết của mình chân hồn đang đút nuôi ngươi, bằng không mà nói, dù coi như có thất hải xã tác đồ không gian che chở, ngươi cũng sớm đã bị giao diện chi lực diệt sát đi, còn có thể sống đến bây giờ. Lý do này có đủ hay không? Không đủ, váy đen thiếu phụ không nhúc nhích chút nào, trực tiếp đáp. Cốt à, nơi này gọi Thiên Tôn Lĩnh là Tiêu vô cực tại hạ giới lúc sáng tạo dựng sơn môn chỗ. Bây giờ đang chủ trì cái này thất sát trận gọi Tiêu Phàm là Tiêu vô cực hậu nhân cũng là cửu linh thể hỗn độn chân thân, lý do này có đủ hay không? Tiêu vô cực hậu nhân cửu linh thể hỗn độn chân thân, váy đen thiếu phụ sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Ngươi nếu là không tin, mình đi tìm tới hắn nghiệm chứng một chút chính là váy đen thiếu phụ lập tức lại khôi phục lại loại kia chẳng hề để ý thần thái nói dù coi như hắn là cửu linh thể hỗn độn chân thân vậy thì thế nào ta lại không dùng được chân chính cần dùng đến chính là ngươi có cỗ này cửu linh thể hỗn độn chân thân huyết tế có lẽ ngươi liền có cơ hội lần nữa ngưng tụ thánh linh thân thể chỗ tốt đều là ngươi không có quan hệ gì với ta vậy ngươi muốn chỗ tốt gì huyết quang thiếu niên nhìn chằm chằm hỏi váy đen thiếu phụ cười cười nói rất đơn giản người ngày sau nếu như thành công trở lại thượng giới, phải trả ta tự do, thất hải xã tác đồ cũng phải trả cho ta. Nếu như người nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, vậy ta liền ra tay giúp ngươi một lần. Tốt, chính là như vậy, ta nguyên bản không có ý định thật giam cầm ngươi, cái này thất hải xã tác đồ vốn cũng là ngươi, trả lại cho ngươi thiên kinh địa nghĩa. Huyết quang thiếu niên không chút do dự, lúc này liền lấy tâm ma lập xuống lời thề. Ừm, đã ngươi như vậy sảng khoái, vậy ta liền đi một chuyến đi. Cái này thất sát trận, một cái trận nhãn một cái trận nhãn đi phá, là không được. Kia là ngốc nhất biện pháp, phí sức không có kết quả tốt. Chỉ có trực tiếp phá mất tổng khống thất sát trận nhãn, mới là trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Váy đen thiếu phụ Khanh khách một tiếng, bóng đen lóe lên, gợn nước vặn vẹo lướt qua, cứ thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1496, Thiên quỷ nhất tộc thất sát trận tổng khống trận nhãn, chôn sâu dưới mặt đất. Còn tại linh nhãn chi địa phía dưới, thất sát trận mỗi một cái trận cước, đều chôn xuống dưới đất linh mạch chỗ sâu, cùng địa quáng linh mạch hòa làm một thể, mà thất sát trận cước vây quanh chính giữa, thì là tổng khống trận nhãn. Một chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn cùng điện dưới đất, trung ương mật thất, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy bảy viên ngũ thải tinh thạch, đem trên mặt đất đại chiến, toàn phương vị bảy biện ra đến, một tia không lọt, thu hết vào mắt, bảy viên ngũ thải tinh dưới đá thì khảm nạm lấy bảy mặt cổ pháp ngọc bài tản ra màu ngà sữa nhu hòa quang trạch chính là thất sát lệnh bài cũng là thất sát trận tổng khống nơi mấu chốt tiêu phàm cùng mặc phải ngũ thải tân phân cửu lê tiên tử lẳng lặng đứng ở trong mật thất mật thiết chú ý trên mặt đất chiến sự tùy thời điều khiển thất sát trận cùng mọi người công thủ tướng nhất trí nếu không có pháp trận chi lực đại chiến đến tận đây lại đâu chỉ một tên ngộ linh tu sĩ vẫn lạc chỉ sợ tu vi hơi thấp ngộ linh sơ kỳ lão tổ sớm đã không chết cũng bị thương. Cao cổ giới vây quét chi chiến chính là như vậy, giao thủ không bao lâu, tu vi hơi thấp mộ linh sơ kỳ tu sĩ, trên cơ bản liền rời khỏi chiến đấu, chỉ còn lại có mấy tu vi cao nhất trung kỳ trở lên tu sĩ, còn tại liều chết đến cùng. Năm đó thương mô lão quái những người này, tại vô cực môn tổ địa kiến tạo cái này tuyệt trận, tự nhiên không có ý tốt, nhưng tiêu phàm cũng thừa nhận, cái này thất sát trận uy lực xác thực lớn đến kinh người, bây giờ cũng vừa vặn có đất dụng võ. Bất quá thương ngô lão trách bọn họ lúc trước cũng có đoán chừng sai lầm chỗ, đó chính là thiên tôn lĩnh thiên địa linh mạch cùng vương giả chi khí còn lâu mới có được bọn hắn theo dự liệu yếu ớt như vậy. Địa quáng linh mạch ẩn chứa linh lực độ dày đặc, thiên địa linh khí số lượng khổng lồ, đều viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, đủ để trèo chống thất sát trận có dư. Vô cực thiên tôn tự mình tuyển định tông môn tổ địa, há lại bình thường. Sở dĩ cuối cùng xác định từ cửu Lê Tiên Tử làm tiêu phàm phụ tá, cùng một chỗ tỏa trấn tổng khống trận nhãn. Nguyên nhân có ba, nó một là cửu lê tiên tử bản thân tinh thông trận pháp chi đạo, đủ để gánh chịu dạng này trọng trách, hai thì là cửu lê tiên tử tham gia qua cao cổ giới vây quét chi chiến, đối thất giả mãng so đừng người hiểu phải càng nhiều, cái cuối cùng nguyên nhân, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là lâm kỳ cần từ nàng đến bố trí huyễn trận. Thấp thoáng khí tức, cửu lê tiên tử không hổ cũng là ngộ linh trung kỳ đại cao thủ, mặc dù đơn thuần luận chiến đấu chém giết thần thông, có thể là tất cả ngộ linh trung kỳ tu sĩ bên trong yếu nhất một vị, nhưng đối trận pháp chi đạo tinh thông, trừ tiêu phàm bên ngoài, lại là không người có thể so. Đối thất sát trận điều khiển, phi thường đúng chỗ, tiêu phàm bởi vậy dùng ít sức không ít, dưới mắt, hai người liền chăm chú nhìn trên tấm hình kia một mảnh xanh thảm buông dương đại hải, sắc mặt nghiêm túc. Đây là bảo vật gì? Không gian chi lực cường đại như thế, cửu lê tiên tử đại mi cao lại, nói, tiêu phàm khẽ vuốt cầm nói, món bảo vật này không gian chi lực xác thực cường đại, dù coi như bị phong ấn đại bộ phận phân huy năng. Cũng vẫn là khó gặp trí bảo, cửu lê tiên tử kinh ngạc nói, bị phong ấn đại bộ phận phân huy năng. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là kia lão ma phân hồn từ thượng giới dưới đến thời điểm, mang theo bảo vật. Rất có thể cần phải mượn món bảo vật này mới có thể xé rách không gian. Thuận lợi từ thượng giới trở về tổ địa, trí bảo như thế, nếu không phong ấn đại bộ phận phân uy năng. Tất nhiên sẽ cùng giao diện chi lực lên xung đột, tiêu phàm nói, tuy là suy đoán chi từ, lại nói đến 10 điểm chắc chắn. Đoán đúng rồi, một cái kiểu mị thanh âm rất đột một tại trong mật thất vang lên. Ai, cửu lê tiên tử giật nảy cả mình, thần niệm chi lực bốn phía nhô ra. Lại là không thu hoạch được gì, hắc hắc, tiểu nha đầu, ta ngay tại bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta thôi. Kiều Mỹ Thanh âm mỉm cười, càng thêm nhẹ nhõm tự tại. Bá cửu lê tiên tử không nói hai lời, thân thể lắc một cái, người mặc ngũ thải cẩm y lập tức hóa thành vô số sáng long lanh phi đao, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, nháy mắt đem trọn cái mật thất đều bao phủ nó dưới, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, thậm chí ngay cả hư không đều tại có chút vặn vẹo. Nhưng mà ngũ thải phi đao lướt qua, một điểm phản ứng đều không có. Tiểu nha đầu, người cùng người tranh đấu, mỗi lần đều dùng loại này có hoa không quả huyễn thuật chiêu số A đối phó tu vi so người thấp địch nhân, đương nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là một khi đụng phải tu vi tại người phía trên, như người loại này đấu pháp, vậy liền thuần túy là tìm chết rồi. Kiều Mỹ Thanh âm lạc lạc nở nụ cười, nghe rất có mấy phút dây xâm. Cửu Lê Tiên Tử sắc mặt đại biến, dưới chân độn quang cùng một chỗ, kìm lòng không đặng hướng tiêu phàm tới gần. Làm một tên ngộ linh lão tổ, nàng đương nhiên biết nhược điểm của mình ở nơi nào. Tiêu phàm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng một cỗ khổng lồ hạo nhiên chính khí, lại thấu thể mà ra, đem cửu lê tiên tử bao phủ nó hả? Cửu lê tiên tử lập tức trong lòng an tâm một chút. Các hạ là đến phá trận A, tổng khống lệnh bài liền ở chỗ này, các hạ có bản lĩnh, liền hiện thân mà ra, thành những lệnh bài này đều lấy đi. Nếu như chỉ ở đây trình miệng lưới lợi hại, một lúc sau, người vị bằng hữu kia sợ muốn chống đỡ không nổi, duy trì một món đồ như vậy trí bảo, hao phí chân nguyên pháp lực nhưng không phải số ít. Hạo nhiên chính khí bảo vệ cửu lê tiên tử, tiêu phàm cái này mới chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Hi hi, người chính là tiêu vô cực hậu nhân A. Quả nhiên cùng tiêu vô cực đồng dạng, ra vẻ đạo mạo. Thất dạ nói, người cũng là cửu linh thể hỗn độn chân thân, nói thật, ta còn thực sự có chút không tin tưởng lắm. Liên hướng về phía người bố trí tại tổng khống trận nhãn bên ngoài kia không đáng giá nhắc tới không gian cấm chế, cùng hỗn độn linh thể đại danh đỉnh đỉnh liền cách xa nhau cực xa ngươi sẽ không là cái tên giả mạo a à. kiều mị thanh âm cười hì hì nói mang theo hết sức rõ ràng ý nhạo báng ngôn từ ở giữa tựa hồ cùng vô cực thiên tôn hết sức quen thuộc tiêu phàm hào không tức giận chỉ là từ tốn nói có phải là tên giả mạo các hạ hiện thân một trận chiến chẳng phải sẽ biết rồi sao tiểu ca nhi có bản lĩnh ngươi trước hết thanh ta tìm ra nếu không ta xác thực không tin ngươi cùng tiêu vô cực đồng dạng là hỗn độn linh thể chân thân ngươi phải biết coi như tại huyền linh thượng giới, hỗn độn linh thể chân thân cũng là như bức hống hống, không người có thể địch. Tiêu vô cực năm đó ở thượng giới, có thể thực uy phong, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không ngớt sinh thánh linh đều diệt sát vô số. Người muốn thật sự là hỗn độn linh thể chân thân, nói không chừng ta liền một ngụm đưa người ăn, chưa chắc sẽ lưu cho thất giả kia lòng tham không đáy hỗn đản, đại bổ A. À. Kiều Mị Thanh âm hì hì cười không ngừng, cái này cũng dễ dàng. Tiêu Phàm từ tốn nói, nhấc tay vừa nhấc, một đạo phích lịch bay múa mà ra, nháy mắt bay lên trên trời, hóa thành một viên to lớn ngân sắc lôi cầu, ẩm vang, một tiếng, một đạo thô to hồ quang điện, hướng về cửu lê tiên tử lúc trước đứng thẳng chỗ, bỗng nhiên oanh kích mà hạ. a à, kiều mị thanh âm hơi có chút kinh ngạc, lôi quang tan hết, váy đen thiếu phụ hiện thân mà ra, nhìn về phía tiêu phàm trong hai con ngươi, sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười, cũng mang theo một sợi ý tò mò, tựa hồ đối với tiêu phàm có thể dễ dàng như vậy khám phá mình ẩn nấp chi thuật cảm thấy kinh ngạc. Tiểu ca nhi, còn có chút môn đạo nha, tiêu phàm cười cười, lãnh đạm nói các hạ cũng có chút môn đạo, rõ ràng là quỷ vật thân thể, lại không sợ ta hậu thổ thần lôi, cũng coi là thật bản lãnh. Váy đen thiếu phụ sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới, ánh mắt lóe lên một vòng sát cơ, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, cười hì hì nói, hậu thổ thần lôi ta đương nhiên là sợ, chỉ cần là thiên quỷ nhất tộc, liền không có không sợ đến dương thần lôi. bất quá liền tiểu ca nhi người chút tu vi ấy, cái này hậu thổ thần lôi cùng chơi nhà tròi muốn làm bị thương ta, chỉ sợ thật không dễ dàng. thiên quỷ nhất tộc cửu lê tiên tử một tiếng kinh hô, lập tức lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không tin chi ý. kia không có khả năng, người xưa kể lại thiên quỷ nhất tộc chỉ có thượng giới mới có, hạ giới là không tồn tại thiên quỷ tộc. tiểu nha đầu, không đã nói với người rồi, ta là từ thượng giới đến sao? Nếu không phải là bị tiêu vô cực bước đến cùng đường mặt lộ, ta cũng sẽ không theo thất giả cái kia hỗn đản chạy đến cái này chim không thèm ị hạ giới tới. Váy đen thiếu phụ liếc nàng một cái, rất khinh thường nói: "Hừ, người giả thần giả quỷ, muốn lừa gạt ai? Mặc kệ là thiên quỷ cũng tốt, thánh linh cũng được, từ thượng giới đến đến hạ giới, liền tất nhiên sẽ lọt vào giao diện chi lực áp chế. Nếu không đã sớm lộn xộn, các hạ bốc lên dùng thiên quỷ chi danh, là muốn hù dọa chúng ta a?" cửu lê tiên tử cả giận nói thật sao chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta bây giờ bị giao diện chi lực áp chế đến kịch liệt không phải ta khoát tay đầu ngón tay liền đem các ngươi hai cái này tiểu bối đều ép chết rồi cần phải ở đây cùng các ngươi nói nhảm phái đen thiếu phụ nhíu mày nói tiêu phàm liền cười lạnh nhạt nói các hạ ở đây kéo dài thời gian chỉ sợ cũng là sự tình ra có nguyên nhân a à? ngay tại cái này đang khi nói chuyện phái đen thiếu phụ trên thân nguyên vốn có chút hư nhược khí tức ngay tại một chút xíu khôi phục. Tại cái này tổng khống trận nhãn bốn phía, tiêu phàm bày ra cường đại không gian cấm chế, tuyệt không giống cái này váy đen thiếu phụ nói như vậy, không chịu nổi một kích, người này có thể phá giải những này không gian cấm chế, vô thanh vô tức lấn đến phụ cận, nhất định hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Váy đen thiếu phụ song nghi một dương, cười nói tiểu ca nhi, nhìn không ra, người thật là có điểm nhãn lực giá, không phải dễ dụ như vậy. Bất quá vậy thì thế nào, các ngươi dù sao không phải là đối thủ của ta, tổng là phải bị ta giải quyết hết. Gì không liền như vậy đầu hàng, ta cùng thất dạ nói một chút, có lẽ còn có thể lưu lại tính mạng của các ngươi. Sõng giạc, cửu lê tiên tử giận dữ, thân thể lắc một cái, trên dưới một trăm chuôi ngũ thải phi đao, ở sau lưng nàng nổi lên, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành một vòng lớn, mỗi một chuôi phi đao đều hà lóng lánh, sắc bén bước người, cùng trước lúc trước cái loại này, huyễn thuật, có bản chất khác nhau mắt thấy người này tràn đầy tự tin, cửu lê tiên tử mảy may đều không dám khinh thường, tế ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, vừa xài bước ra, ngăn ở cửu lê tiên tử trước người, đối mặt váy đen thiếu phụ, cũng không quay đầu lại nói tiên tử, mời ngươi tiếp tục trưởng khống trận nhãn. Vị này gióng giặc thiên quỷ đạo hiếu, liền giao cho tiêu mỗ tới đối phó tốt. Tốt, cửu lê tiên tử không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, lập tức thu bản mệnh phi đao, chậm rãi lui về phía sau. Đối tiêu phàm nói lời, vị này dị giới cao thủ, tựa hồ rất tin được. Lúc này mới đúng, váy đen thiếu phụ liền lạc lạc nở nụ cười. Tiểu ca nhi, ta hiện tại lại tin tưởng ngươi là tiêu vô cực hậu nhân, như vậy như bức hống hống, hi hi. chương 1497, như ý thân thể. Tiêu phàm cũng không để ý tới nàng, nhấc tay nhẹ nhàng một chiêu, hư giữa không chung, vô số màu xanh kiếm ảnh lóe lên, thông thiên kiếm trận nổi lên, phải dùng kiếm mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hàn mang, như độc xà thổ tín. Đã thân ở tổng khống trận nhãn, kiếm trận này là đã sớm mai phục tốt lắm. Hi hi, kiếm trận, váy đen thiếu phụ nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, vẫn như cú cười hi hi, không để ý. Chảm, tiêu phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm tay phải vung lên, 36 chuôi vảy rồng kiếm, hướng về trong kiếm trận ương váy đen thiếu phụ cuồn cuộn cắt quá khứ. Lấy tiêu phàm tu vi hiện tại, cái này Thông Thiên kiếm trận đã tính được là đại thành kiếm trận, tại hạ cùng giao diện, một mình thao tác kiếm trận đến trình độ như vậy, đã là đến hết sạch vậy, miệt lấy thêm vậy. Trải qua 100 năm tế luyện, phải rồng kiếm sắc bén, cũng đến một cái cảnh giới toàn mới, cơ hồ là không gì không phá. Váy đen thiếu phụ lại chỉ là mỉm cười, dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, đối cuồn cuộn mà đến vảy rồng kiếm, nhìn như không thấy. Xuy suy suy, một trận xé vải nhẹ vang lên lướt qua váy đen thiếu phụ bị 36 chuôi vảy rồng kiếm cắt thành mảnh vỡ. Cũng không có máu tươi văng khắp nơi, càng không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ thấy đầy trời màu đen váy áo mảnh vỡ bay múa, như là vô số hắc hồ điệp, đảo mắt hóa thành một cỗ hắc vụ, lại hướng ở giữa hợp lại, váy đen thiếu phụ một lần nữa nổi lên, thanh tú động lòng người đứng ở chỗ đó, mắt đẹp đảo mắt, cười nói tự nhiên. Người bộ phi kiếm này rất không tệ a à, thế mà là lấy ly dao vảy rồng luyện chế mà thành lại dung hợp ngươi tâm thần của mình, điều khiển tùy tâm. Loại này có thể theo chủ nhân tu vi tinh tiến tới cùng một chỗ trưởng thành pháp bảo, thế nhưng là 10 điểm khó mà tế luyện, người vận khí tương đối tốt. Váy đen thiếu phụ đánh giá lần nữa tại bên người nàng nổi lên 36 chuôi vảy rồng kiếm, mỉm cười nói. Nhìn qua, này chỗ nào giống như là đang chém giết lẫn nhau, ngay cả hảo hữu ở giữa luận bàn kỹ nghệ. Đều không mang như thế bình thản, quả thực chính là sư phụ đang chỉ điểm đồ đệ. Chảm, tiêu phàm hai mắt nhíu lại, lại là quát khẽ một tiếng. Tầng thứ hai 36 chuôi vẩy rồng kiếm tiếp tục chém qua. Cùng loại váy đen thiếu phụ loại thần thông này, tiêu phàm cũng được chứng kiến không ít, cũng tịnh không thế nào kinh ngạc. Bất quá tại tầng thứ hai trong kiếm trận, gia nhập đại lượng hạo nhiên chính khí. Đối phương đã tự xưng là thiên quỷ nhất tộc, lấy hạo nhiên chính khí đối phó khẳng định là không sai. Xuy suy suy lại là một trận xé vải nhẹ vang lên, Phái đen thiếu phụ lần nữa bị sắc bén vô song vảy rồng kiếm chém thành vô số mảnh vỡ. Nhưng là hào không ngoài suy đoán, hắc vụ trùng sinh, phái đen thiếu phụ vẫn là như vậy thanh tú động lòng người đứng nhìn về phía tiêu phàm, thần sắc giống như cười mà không phải cười, phảng phất cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị. Tiểu ca nhi, người bộ phi kiếm này quả thật không tệ, luyện chế cũng không dễ dàng. Ngươi là hạ quyết tâm, nhất định phải đưa chúng nó tất cả đều hủy đi mới cam tâm a. Đúng, ta quên nói cho ngươi ta kỳ thật thuộc về thiên quỷ tộc một cái chi nhánh, sát quỷ nhất tộc. Tiêu phàm sau mi có chút nhào lên, tầng thứ ba vảy rồng kiếm ngừng tại giữa không chung, nhẫn mà không phát. Hắn khi nhưng đã cảm ứng được phía trước 72 chuôi vảy rồng kiếm dị thường, mặc dù đồng hồ nhìn trên mặt. Vẫn như cú thanh sáng nóng lánh, linh khí giạt rào. Cùng tiêu phàm ở giữa tâm thần liên hệ, nhưng dần dần trở nên phiêu miểu. Sát thuật, tiêu phàm thấp giọng tự nói một câu. Sát thuật hắn là biết đến, tính được là vô thuật một cái lưu phái, mà lại là trong đó cổ xưa nhất thần bí nhất cũng làm người ta sợ hãi nhất một loại. Tại Nam Châu Đại Lục Cơ Hồ đã sớm tuyệt tích, dù coi như là nguyên linh giáo cùng thất giả giới rất nhiều vô thuật tông phái, đều rất ít gặp qua có tu luyện sát thuật tu sĩ. Mà cái này váy đen thiếu phụ tự xưng là sát quỷ nhất tộc, tiêu phàm lập tức liền liên tưởng đến sát thuật cấp trên. Khó trách ngay cả hắn tế luyện 200 năm lâu, sớm đã tâm ý tương thông vảy rồng kiếm, đều trong nháy mắt liền bị ô nhiễm. Một nghĩ rõ ràng điểm này, tiêu phàm không nói hai lời, nâng tay khẽ vẫy, 108 chuôi vảy rồng kiếm bay vụt mà quay về, bất quá phía trước 72 chuôi rõ ràng có chút không lớn nghe triệu hoán. Tiêu phàm lập tức cưỡng ép đem tất cả vảy rồng kiếm đều thu về. Chật chật, tiểu ca nhi, người thật đúng là tự tin đâu. Nếu biết sát thuật, còn dám như vậy đại đại liệt liệt sẽ bị sát thuật dính qua đoạn kiếm thu hồi đi, chẳng lẽ liền không sợ tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng sao? váy đen thiếu phụ cũng cũng không ngăn cản tiêu phàm, chỉ là lắc đầu liên tục, chật chật liên thanh nói. Tiêu phàm từ tốn nói, các hạ sát thuật cố nhiên lợi hại, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta vô cực môn hạo nhiên chính khí. Đúng nga, ta kém chút quên, ngươi là tiêu vô cực truyền nhân, rất lợi hại. Vậy được rồi, ta liền không khuyên giải ngươi, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng truyền thừa bao nhiêu tiêu vô cực bản sự, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng nha váy đen thiếu phụ mỉm cười nói. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ tức giận, dần dần trong tim bay lên, váy đen thiếu phụ khuôn mặt đẹp đẽ, trong mắt hắn cũng nháy mắt trở nên dữ tợn đáng ghét, cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nổi lên, hẹp dài mũi nhọn đảo mắt biến thành màu lam nhạt, mật thất nhiệt độ không khí, bỗng nhiên lên cao vô số lần. Sớm đã đi một bên cửu lê tiên tử, liên tục không ngừng tế lên hộ thể linh quang, mới ngăn trở cỗ này đột nhiên xuất hiện sóng lửa. Cùng lúc đó, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam, tại tiêu phàm thể đồng hồ bay lên, qua trong dây lát liền biến thành một tên, hỏa nhân. Hách nhưng đã đem, tinh viêm quyết, để tứ trọng tu luyện tới đại thành cảnh giới, cho người uy áp, càng tại bản thân hắn cảnh giới phía trên. Cái này 100 năm ở giữa, tiêu phàm vẫn luôn đang trợ giúp uyển thiên thiên tiến dai, chỉ có bước vào đến hiểu linh kỳ, uyển thiên thiên mới có hy vọng đúc lại nhục thân, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể một mực lấy hỏa linh thân thể sinh tồn tiếp. Muốn trợ giúp uyển thiên thiên tiến dai, tiêu phàm mình nhất định phải tinh thông, tinh viêm quyết. Lấy hắn hỗn độn linh thể tư chất, tăng thêm bản tôn ngộ linh trung kỳ cảnh giới, hơn 100 năm thời gian, đem tinh viêm quyết, đệ tứ trọng tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng liền chẳng có gì lạ. Váy đen thiếu phụ nụ cười trên mặt rốt cục biến mất không thấy gì nữa, hai mắt có chút híp mắt, tiếp cận tiêu phàm trong tay viêm linh chi nhận, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, nàng cảm ứng được viêm linh chi nhận uy hiếp. Mặc kệ là thiên quỷ, sát quỷ hay là âm quỷ, chỉ cần là quỷ vật nhất tộc, liền không khả năng không e ngại trí dương chi lực, khác nhau chỉ là quyết đấu song phương tại tu vi bên trên tranh lệch thôi. Khó trách lần này giới tiểu tử có can đảm một người đối mặt hắn, còn như thế khí định thần nhàn, quả nhiên là có chỗ dựa vào. Bảo bối là bảo bối tốt, nhưng người có thể phát huy ra mấy thành uy lực đến, kia liền không nói được. Chốc lát, phái đen thiếu phụ trên mặt lần nữa hiện ra loại kia chẳng hề để ý tiếu dung, kiều mị nói các hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi tiêu phàm cười lạnh một tiếng hai tay giơ cao viêm linh chi nhật hung hăng một đao chém xuống viêm linh trảm một đạo thật dài màu xanh đậm đao mang thẳng bổ xuống nháy mắt liền đến váy đen thiếu phụ trước mắt liên tục né tránh thời gian đều không có váy đen thiếu phụ liền bị hết thảy hai nửa một trận hắc phụ cuồn cuộn hai cái váy đen thiếu phụ nổi lên cả hai giống nhau như đúc không có gì khác nhau đều đều mang theo mỉa mai ý cười nhàn nhạt nhìn xem tiêu phàm tiểu ca, không gì hơn cái này, ta còn bị ngươi giật nảy mình. Hừ, hạ giới chính là hạ giới, chẳng lẽ còn thực sự có người có thể tu luyện ra trí dương chân hỏa không thành. Tiêu phàm lạnh lùng hừ một cái, thủ đoạn xoay chuyển, đao quang hắc hắc, vô tận màu xanh đậm đao mang bay múa mà ra, nháy mắt liền đem váy đen thiếu phụ bao phủ nó dưới, như ý bát quái đao pháp phát huy đến cực hạn uy lực. Có lẽ cái này váy đen thiếu phụ nói đúng, thượng giới sát quỷ tộc, nhất định phải thượng giới trí dương chân hỏa mới có thể khắc chế, nhưng đây là đang hạ giới, bất kể là ai, nhất định sẽ nhận giao diện chi lực áp chế, rất nhiều thiên phú thần thông đều không thi triển ra được. Tinh viêm quyết, đệ tứ trọng đại thành, đã là giới cùng giao diện có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, bất kỳ cái gì quỷ vật, cũng không thể hoàn toàn không nhìn loại này tinh viêm uy lực. Phái đen thiếu phụ một mực giả ra chẳng hề để ý thần sắc, bất quá là muốn mượn mình thượng giới sát quỷ thân phận, đến cho tiêu phàm tạo thành áp lực tâm lý thôi như thế một điểm tiểu thủ đoạn, làm sao có thể tại vô cực môn trưởng giáo chân nhân trước mặt có hiệu quả. Đao mang lấp lánh, mật thất nhiệt độ không khí tiếp tục thân cao, một cỗ hắc vụ bay lên, dần dần che kín mật thất, sẽ không còn được gặp lại váy đen thiếu phụ bóng người, nhưng như cũng có thể nghe tới nàng nhẹ nhõm tự tại cười khanh khách thanh âm, càng thêm dù bận vẫn ung dung, thật giống như tại cùng tiêu phàm chơi nhà tròi. Tiểu ca nhi, vô dụng, ta sớm đã tu luyện thành như ý thân thể, liền cùng Phật môn kim cương bất phôi thân thể đồng dạng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vô luận người bao nhiêu lợi hại đều là không giết chết được ta hay là đừng uổng phí sức lực hì hì thật sao vậy chúng ta liền thử một chút cái khác tiêu phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng ống tay áo lắc một cái một đoàn cho vân phi bắn mà ra ở giữa không chung quay tít một vòng liền hóa thành một tên sáu bảy tuổi tiểu niếp vui vẻ nhảy vọt trời sinh quỷ linh nguyên bản còn nhẹ tùng vô bỉ kiều mị thanh âm, bỗng nhiên hóa thành rít lên một tiếng, tiếng kêu sắc nhọn vô so, đâm người màng nhĩ. Tất cả quỷ vật nhìn thấy oán linh về sau, phản ứng đầu tiên đều là như thế, tiêu phàm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần này lại tựa hồ như thoảng qua có chút khác thường, váy đen thiếu phụ trong tiếng thét chói tai, tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh hoàng chi ý, ngược lại sen lẫn nói không nên lời cuồng hỉ chi tình, thật giống như bỗng nhiên nhìn thấy cái gì 10.000 năm khó cầu cực phẩm chân bảo. Cùng lúc đó, oán linh cũng là rít lên một tiếng, lại là hoảng sợ dị thường, siêu, một tiếng, liền một lần nữa hóa thành một đoàn mây xám, hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Chủ nhân, đây là vật gì a? À? Thật đáng sợ, trong chất nhóm này, tiêu phàm trong đầu vang lên oán linh thất kinh tiếng gào. Dù là tiêu trưởng giáo gặp chuyện nhất quán chấn định, lúc này cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Oán linh thế mà lại sợ hãi quỷ vật, đây quả thực không dám tưởng tượng. Tại tiêu phàm hình ảnh bên trong, bất kỳ cái gì quỷ vật linh thân loại hình, đối oán linh mà nói, đều là thập toàn đại bổ đồ tốt, một mực miệng lớn thôn vệ sạch sẽ chính là. Cũng chính là tại cái này liên tiếp không ngừng thôn vệ quá trình bên trong, oán linh cũng dần dần trưởng thành. Thậm chí ngay cả kim bằng tôn giả như thế từ thượng giới xuống tới cường đại nguyên thần, đều bị oán linh không khách khí chút nào nuốt vào. Mà bây giờ, oán linh thế mà dọa đến thét lên. Còn không có cùng tiêu phàm kịp phản ứng, đâu đâu cũng có hắc vụ, liền cuồn cuộn mà trước, thoáng qua liền đem mây xám vây vào giữa. Quán linh dọa đến lại là rít lên một tiếng, đen nhánh tụ hồn bát nổi lên, mây xám lập tức hướng tụ hồn bát bên trong co rụt lại, cũng không tiếp tục chịu thò đầu ra. Chương 1498, Thánh linh nguyên thần thân thể. Hay lắm hay lắm, rốt cuộc không nghĩ tới sẽ tại cái này giới nhìn thấy trời sinh quỷ linh. Hôm nay chuyến này, hái hoa được rồi. Hắc phụ vây quanh tụ hồn bát không ngừng cuồn cuộn, váy đen thiếu phụ kinh hỉ thanh âm không ngừng cho thấy phải là thật không tưởng được. Tiêu phàm rên lên một tiếng, một trận lốp bốp khớp xương bạo hưởng thanh âm truyền đến, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ thanh giáp cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, trong hai mắt bắn ra trầm tĩnh tinh quang. Long tượng nặng tay, trong lúc hét vang, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, đánh mạnh mà hạ. Lạc lạc, tiểu ca nhi, người váng đầu rồi sao? Váy đen thiếu phụ vui cười không dứt dùng long tượng nặng tay đánh một đoàn phiêu miểu bất định hắc vụ, đương nhiên là ngốc nhất đấu pháp, không có mảy may hiệu quả. Nhưng dưới mắt, tiêu phàm mục đích, căn bản cũng không phải là muốn đả thương người, mà là cứu người. Hắn muốn đem oán linh cướp về, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, long tượng nặng tay cự lực chỗ đến, tất cả hắc vụ đều đều bị quét sạch sành xanh, thanh giáp cự thần xòe tay trái ra, trong chấp nhoáng liền đem đen nhánh tụ hồn bát nắm ở trong tay, bỗng nhiên thu hồi lại, lập tức khớp xương lại là một trận đôm đốc bạo hưởng, tiêu phàm thu kim thân pháp tướng. Tụ hồn bát, siêu, một tiếng, liền tự động bay vào chữ vật vòng tay, oán linh trốn ở chữ vật vòng tay bên trong, cũng không tiếp tục chịu hiện thân. Đại đoàn hắc vụ cuồn cuộn, váy đen thiếu phụ rất nhanh lại xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt cách đó không xa, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tham lam, nhưng như cũng cười hì hì, hỏi tiểu ca nhi, người cái này thiên sinh quỷ linh là ở đâu ra? Nghĩ không ra tiêu vô cực hậu nhân, đường đường hạ giới vô cực môn trưởng giáo chân nhân, cũng sẽ nuôi dưỡng loại vật này. Thân chính không sợ bóng nghiêng, tiêu phàm từ tốn nói, lại khôi phục chấn định tự nhiên thần thái. Tốt, nói đến quá tốt, váy đen thiếu phụ liền nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức dung mạo nghiêm. Tiêu trưởng giáo, không bằng chúng ta làm cái giao dịch A. Đây là váy đen thiếu phụ xuất hiện về sau, lần đầu đứng đắn 800 xương hô, tiêu trưởng giáo lại không là mang theo rõ ràng chiêu thức cùng miệt thị tiểu ca nhi. Giao dịch gì? Tiêu phàm bất động thanh sắc hỏi. Người đem kia quỷ linh giao cho ta, ta liền giúp người đối phó thất dạ, như thế nào? Váy đen thiếu phụ đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu phàm không khỏi hơi sững sờ. Xem ra cái này sát quỷ cũng là người thông minh, biết loại kia nghĩ một đằng nói một nẻo cái gọi là đàm phán. Căn bản liền không khả năng đả động tiêu phàm, gọn gàng dứt khoát liền đem trung cực điều kiện mở ra, tránh khỏi bị người chê cười. Các hạ là quỷ vật thân thể, nghiêm chỉnh mà nói, cùng quỷ linh là tử địch, người muốn cái này quỷ linh làm cái gì? Tiêu phàm nhịn không được hỏi, cái nghi vấn này quả thực là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Váy đen thiếu phụ kinh ngạc nói, ai nói quỷ linh cùng quỷ vật là tử địch? Quỷ linh chính là chúng ta quỷ tộc trời sinh thánh linh. Chỉ bất quá lấy quỷ tộc làm thức ăn có thể nhanh chóng tăng tiến vào tu vi của nó thôi. Thật giống như các người nhân tộc cường giả, còn không phải cũng là tại đánh bại thậm chí diệt sát rất nhiều đồng loại về sau, mới từng bước một trưởng thành. Tỷ như người tiêu chân nhân mình, chính là như thế, có thể nói ngươi là nhân loại tử địch A. À? Mặc dù trong lòng nghi vấn vẫn không có đạt được giải đáp, tiêu phàm nhưng cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy váy đen thiếu phụ nói đến không phải là không có đạo lý. Tốt muốn biết tiêu phàm trong lòng đang nghi ngờ cái gì, váy đen thiếu phụ tiến một bước giải thích nói, nếu như đây là trưởng thành quỷ linh, thiếp thân đương nhiên là xoay người chạy, tuyệt sẽ không dừng lại nửa khắc, bất quá khi còn bé quỷ linh, vậy liền coi là chuyện khác. Quỷ linh sẽ thôn phệ hết thảy quỷ tộc, cho dù là thiên quỷ cũng không ngoại lệ, nhưng chúng ta sát quỷ nhất tộc, lại là khắc tinh của nó. Nó dám nuốt ta, cuối cùng khẳng định là bị ta phản nuốt. Tiêu Phàm dần dần hiểu được, xem ra đây là quyết định bởi tại sát quỷ tính đặc thù. Cái này sát quỷ rõ ràng tinh thông vô cổ chi lực, tu luyện có cực đặc thù thần hồn chi thuật, Oán Linh tại trưởng thành trước đó, thần hồn chi lực không đủ cường đại, thôn phệ cường đại sát quỷ về sau, chẳng những không thể tiêu hóa, ngược lại sẽ bị sát quỷ thôn phệ nguyên thần, thay vào đó. Khó trách Oán Linh vừa thấy được váy đen thiếu phụ, lập tức liền dọa đến thét lên không thôi. Thật giống như còn lại mấy cái bên kia quỷ vật, vừa thấy được nàng liền dọa đến thất kinh, là một cái đạo lý. Tiêu trưởng giáo chỉ cần ngươi đem quỷ linh giao cho ta chúng ta liền là bằng hữu địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta nói thực ra các ngươi là không có được chứng kiến thất dạ chân chính thủ đoạn thần thông bằng các ngươi chúc thực lực ấy muốn cùng hắn đối kháng quả thực chính là mơ mộng hão huyền ta khuyên ngươi hay là thanh tỉnh một điểm tốt không muốn lấy trứng trọi đá bạch bạch làm hy sinh vô vị váy đen thiếu phụ trịnh trọng kỳ sự nói hắc hắc các hạ khi tiêu mỗ là ba tuổi tiểu hài tốt như vậy lừa gạt ta mặc dù không biết người cùng kia hung ma là loại quan hệ nào, nhưng người cùng hắn cùng một chỗ hạ giới, lại vì hắn đến đây đánh lén trận nhãn, chắc hẳn lẫn nhau ở giữa, quan hệ không ít. người cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi nói hết thảy a. À. ta cùng hắn nói thật với ngươi, ta cùng thất giả chính là là tử địch. tại thượng giới thời điểm bị hắn ám toán, chẳng những đoạt pháp bảo của ta thất hải xã tác đồ, còn đem ta bản tôn giam cầm tại bảo vật bên trong, cùng một chỗ mang về hạ giới bây giờ ta nguyên thần hao tổn đến kịch liệt, không có thất hải xã tắc đồ, là rất khó lại trở về về thượng giới. Cho nên mới không thể không vì hắn làm việc, hy vọng tương lai hắn phi thăng thời điểm, một lần nữa đem ta mang về thượng giới đi. Sự tình chính là đơn giản như vậy, váy đen thiếu phụ rất thành khẩn nói, tựa hồ chính mình đạo mỗi một câu đều là lời nói thật. Đã như vậy, vậy người bây giờ liền không cần phải mượn hắn lực lượng quay về thượng giới rồi sao? Váy đen thiếu phụ nở nụ cười nói có trời sinh quỷ linh ai còn cần phải mượn hắn cái gì lực lượng chỉ cần ta cùng quỷ linh hợp hai là một ta chính là trời sinh thánh linh thân thể thời gian vừa đến tự nhiên sẽ tự động phi thăng lên giới cần gì phải lại dựa vào hắn lại nói chúng ta bắt tay hợp tác đem cái kia hỗn đản diệt sát về sau khác ta cũng đừng thu hồi chính ta thất hải xã tác đồ liền đủ cái khác hết thảy đều thuộc về ngươi nghĩ đến vẻn vẹn một bộ hoàn chỉnh thánh linh nguyên thần thân thể là đủ đền bù tổn thất của ngươi. Thánh linh nguyên thần thân thể, tiêu phàm sau nghi có chút nhau. Đúng, ta liền lại tiết lộ cho ngươi một điểm bí mật đi. Ngươi cũng đã biết, thất giả bản tôn, kỳ thật đã tại thượng giới bị diệt sát. Diệt sát hắn, chính là của ngươi tổ tiên, vô cực thiên tôn tiêu vô cực tiêu đạo hiếu. Bất quá thất giả tại tối hậu quan đầu, không tiếc tự bạo bản mệnh pháp bảo, mới đưa nguyên thần trốn về hạ giới. Cho nên, các ngươi bây giờ thấy, đúng là thất giả bản tôn, không phải phân thân. Chỉ bất quá cỗ này thân thể, là một lần nữa ngưng tụ, thực lực tự nhiên không thể cùng chân chính thánh linh thân thể đánh đồng, nhưng cũng tuyệt không phải các ngươi có thể đối phó được. Hắn chỉ cần không tiếc hao tổn thần hồn chi lực, cưỡng ép đột phá giao diện chi lực đối với hắn áp chế, các người không có nửa điểm cơ hội thắng hắn, thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về hắn. Váy đen thiếu phụ nghiêm nghị nói, tiêu phàm mỉm cười nói, dù coi như người nói là sự thật, thất giả mã nguyên thần hạ giới, Tại xuyên qua giao diện thời điểm, chẳng lẽ có thể không nhận bất kỳ tổn thương gì, hoàn chỉnh không thiếu sót về đến hạ giới. Mặc kệ là nguyên thần hay là nhục thân, chỉ cần mang theo thượng giới chi lực, liền nhất định sẽ nhận giao diện chi lực áp chế, đây là nhất định không thể nghi ngờ. Như thế một bộ nguyên thần thân thể, há có thể xưng là hoàn chỉnh. Váy đen thiếu phụ lắc đầu, nói, nguyên thần chi lực phải trang nhận tổn thương, cùng nó có phải là hoàn chỉnh, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Tỷ như ngươi tiêu trưởng giáo, cùng người động thủ bị đánh thành trọng thương, chỉ cần ngươi không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi chính là hoàn chỉnh, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu phàm nói tốt, liền xem như một bộ hoàn chỉnh thánh linh nguyên thần thân thể, đối ta thì có ích lợi gì chỗ? Hi hi, chỗ tốt lớn đâu, đối với người khác mà nói, thánh linh nguyên thần thân thể có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối ngươi mà nói, liền hoàn toàn không giống. Ngươi là cửu linh thể hỗn độn chân thân, loại này linh thể nhất chỗ cường đại, chính là đồng hóa. Bất luận cái gì năng lượng, đều có thể bị thân thể của ngươi hấp thu cải tạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đừng bảo là một bộ hoàn chỉnh trưởng thành thánh linh nguyên thần thân thể, dù chỉ là một tiểu bộ phân, người hấp thu luyện hóa, lập tức liền có thể đột phá dưới mắt bình cảnh, trực tiếp bước vào mộ linh hậu kỳ, ngồi cùng phi thăng. Đến thượng giới về sau, lại để cho ngươi liên tiếp bước tiến vào mấy cái bậc thang, đều là không có vấn đề gì cả. Ngươi phải biết, dù coi như tại huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh cũng là nhất cường giả đứng đầu. Thánh linh chi lực, cho tới bây giờ đều là tất cả mọi người tranh đoạt đối tượng. Nói đến, quỷ linh đối người tác dụng thật không lớn, tối đa cũng liền có thể giúp người đối phó một chút quỷ tộc. Người là chính đạo lãnh tụ, vốn là trăm tà chớ xâm, sau này chắc hẳn cũng không có gì quỷ tộc dám cùng ngươi đối nghịch. Nhưng thánh linh nguyên thần thân thể đối người liền quá trọng yếu, chỉ ít phi thăng lên giới là khẳng định không thành vấn đề, tác dụng chi lớn quả thực không thể đánh giá ha thế nào tiêu trưởng giáo thành giao a chỉ cần chúng ta một thành giao ta lập tức liền trở về thất xạ bên người thần không biết quỷ không hay chế trụ hắn để hắn không thể động đậy người lại khởi động thất sát trận mọi người hợp lực xuất kích để hắn ngay cả kích phát nguyên thần chi lực cơ hội đều không có tại chỗ diệt sát hắn không nhưng các người đi họa lớn trong lòng ta cũng không còn bị người nô dịch chẳng phải là vẹn toàn đôi bên Váy đen thiếu phụ thanh âm càng thêm kiều mị, từng chữ từng chữ tinh tế chuyển vào tiêu phàm trong tai, tràn đầy cực độ dụ hoặc chi ý. Một cái, tốt chữ, cơ hồ liền muốn thốt ra mà ra. Sát quỷ vu cổ mị hoặc chi thuật, đã giữa bất chi bất giác ảnh hưởng đến tiêu phàm nội tâm ý nghĩ. Cũng may quan trọng trước mắt, hạo nhiên chính khí nháy mắt lưu chuyển toàn thân, tiêu phàm đầu não lập tức thanh minh, trong mắt một màn kia tham lam chi ý, lập tức lui tán, nhìn qua váy đen thiếu phụ lãnh đạm nói các hạ nói có lẽ rất có đạo lý, làm sao tiêu mỗ là nhớ tình bạn cũng người. Quỷ linh đi theo ta nhiều năm như vậy, như là thân nhân của ta, ta là tuyệt sẽ không đưa nàng giao cho ngươi đi thôn phệ. Dạng này chủ ý, người sớm làm không nên đánh, ngôn từ chém đinh chặt sắt, kiên định dị thường, váy đen thiếu phụ đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ rốt cuộc không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, lập tức nụ cười trên mặt liền một chút xíu thu liếm, trở nên âm trầm vô so, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, nói từng chữ từng câu tiêu trưởng giáo, ngươi là nói đùa a à. Quanh mình không khí, nháy mắt liền nghiêm túc, nhiệt độ chợt hạ, đồng hồ thậm chí nổi lên một tầng thật mỏng băng xương. chương 1499, An Hồn Mật Thất Tiêu phàm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ lãnh đạm trong hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, minh bạch không sai lầm nói cho váy đen thiếu phụ, trong lòng mình quyết đoán. Tiểu bối, lão nương kiên nhẫn đã bị ngươi mài đến tinh quang, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, quả nhiên là không biết điều. Chẳng lẽ ngươi không cho, ta liền không chiếm được a? À? Váy đen thiếu phụ thanh tú khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên liền bắt đầu vặn vẹo, trở nên cực kỳ dữ tợn, trong hai mắt dâng lên hai cỗ xanh mơn mởn hỏa diễm, thình thịch nhảy lên, hiển nhưng đã phi thường tức giận. Các hạ có bản lĩnh, cứ việc thử một chút nhìn. Tiêu phàm lạnh lùng nói, toàn thân thanh sáng lóng lánh, cường đại vẩy rồng giáp nháy mắt đem hắn toàn thân bao vây lại. Trước kia vảy rồng giáp, công thủ hòa làm một thể, nhưng tế ra vảy rồng kiếm trận thời điểm, bởi vì vảy rồng kiếm chính là cứng rắn vảy rồng giáp biến thành, bỏ đi 108 chiếc vảy rồng, giáp trụ lực phòng ngự liền xuống đến thấp nhất. Về sau tại hào quang đảo diệt sát một đầu hóa hình hậu kỳ ly dao, thu hoạch đại lượng lân phiến, tiêu phàm liền là đem vảy rồng kiếm trận cùng vảy rồng giáp triệt để tách đi ra, kiếm trận là kiếm trận, giáp trụ là giáp trụ, đoạn không tướng hốn, mặc kệ lúc nào, vảy rồng giáp lực phòng ngự đều có thể ở vào trạng thái mạnh nhất thấy tiêu phàm toàn thân giáp trụ bao khỏa, trận địa sẵn sàng bộ dáng, váy đen thiếu phụ giữ tợn cười một tiếng, thần thái 10 điểm khinh thường, hiển nhiên cho rằng tiêu phàm làm như vậy, không dùng được. Tiểu bối, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là sát quỷ tộc thủ đoạn. Áo đen thiếu phụ cười gần, khóe miệng về sau vỡ ra, một mực nước đến lỗ tai trên căn, đảo mắt hóa làm một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ, điên cuồng gào thét một tiếng, mười đầu ngón tay nhọn, hướng tiêu phàm mãnh nhào tới. Âm ầm nổ vang, một đạo ngân sắc phích lịch, bỗng nhiên từ lòng đất sông ra, trùng điệp đánh vào ác quỷ trên thân. Ác quỷ một tiếng cuồng khiếu, thân thể nhoáng một cái, liền một phân thành hai. Hóa thành hai đầu ác quỷ, đồng dạng mặt xanh nanh vàng, toàn thân sát khí tràn ngập, nhưng liếc tiêu phàm, khạc khạc, quái tiếu. Tiểu bối, lôi điện chi lực đối ta một chút tác dụng đều không có. Lời còn chưa dứt, lại là hai đạo phích lịch từ lòng đất toát ra, chuẩn xác không sai lầm đánh chúng hai đầu ác quỷ kết quả không ngạc nhiên chút nào hai đầu ác quỷ lại biến thành bốn đầu càng nhiều sát khí tràn ngập ra ngay cả sớm đã cách xa xa cửu lê tiên tử cũng thấy kinh hồn táng đảm kìm lòng không đặng lần nữa rời đi phải càng xa một chút trong lòng lại kinh lại đeo cũng may mà là tiêu phàm mới có thể địch nổi cái này thượng giới đến ác quỷ nếu như đổi nàng chỉ sợ đã sớm bị cái này ác quỷ vô cổ chi thuật mê hoặc tâm trí biến thành mặc người thúc đẩy cái xác không hồn tiểu bối biết cái gì là thiên sát như ý thân thể a à. liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút bên kia toa ác quỷ nhe răng cười càng thêm bén nhọn khạc khạc tiếng cười quái dị tràn ngập tại cả gian trong mật thất màu xanh tím sát khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồn cuộn hướng bốn phía tràn ngập mà đi hoàn toàn đem tiêu phàm bao phủ chỉ thấy sát khí bên trong quỷ ảnh lay động tiếng sét đánh âm thanh sớm đã không biết hóa thân ra bao nhiêu sát quỷ triệt để bao vây tiêu phàm nồng đậm màu xanh tím sát khí bên trong tiêu phàm ngạo nghễ mà đứng đối mặt với bên người càng ngày càng nhiều mặt xanh ác quỷ không chút nào vì đó mà thay đổi được chứng kiến thiên ma đạo tổ thiên ma bách biến thần thông về sau cái này sát quỷ hóa thân chi thuật cũng chỉ bình thường mà thôi cũng không so thiên ma đạo tổ cấp bậc cao hơn kinh chiếu yêu sớm đã vận sức chờ phát động chỉ cần những ngày sát quỷ vừa mở ra chân chính thế công tiêu phàm liền muốn giết hắn trở tay không kịp giết sốt cục ác quỷ cũng kìm nén không được tính tình, thét lên một tiếng. Vô số quỷ ảnh, chen chúc hướng tiêu phàm đánh tới. Những này quỷ ảnh thần thông khác cũng liền thôi, nhất khiến người lo lắng chính là kia toàn thân sát khí, mang theo cực kỳ tà mị vu cổ khí tức, một khi bị nó nhiễm phải, vậy liền hậu hoạn vô tận. Tiêu phàm toàn thân thanh lóng lánh, phải rồng giáp lực phòng ngự mở ra đến cực hạn. Trải qua nhiều lần tế luyện bồi dưỡng vảy rồng giáp, sớm đã vượt qua pháp bảo cực phẩm phạm trù, chỉ ít cũng có phỏng chế thông huyền linh bảo uy năng, không những đối với bình thường binh khí cùng pháp bảo có cực mạnh lực phòng ngự, đối sát khí uế khí loại hình đồ vật, lực phòng ngự cũng không thấp. Bất kể như thế nào, Lý Giao cũng là thiên long hậu duệ, mang theo thánh linh huyết mạch, toàn lực kích phát cái này vảy rồng giáp tiềm lực, bản thân liền có chưa tà chớ gần tác dụng. Vô số sát quỷ đảo mắt liền giết tới tiêu phàm phụ cận. Đúng lúc này, chỉ thấy trong hắc vụ, trói mắt lóa mắt kim quang bỗng nhiên nổi lên, một mặt cổ phát hương đồng, chẳng biết lúc nào đã treo tại hắc vụ trên không, đạo kim quang này chính là từ kính chiếu yêu bên trong phát ra, kim quang những nơi đi qua, tất cả sát quỷ hôi phi yên diệt, bị quét dọn không còn, sau đó, định tại một đầu quỷ vật trên thân. Đầu này quỷ vật vẫn như cũ mặc áo đen váy đen, dáng người thướt tha, một cái đầu lại sớm đã biến thành mặt xanh nanh vàng ác quỷ bộ dáng, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị, muốn bao nhiêu khủng bố liền khủng bố đến mức nào. Chính là váy đen thiếu phụ bản tôn. Tại muôn vàn hóa thân bên trong, bị kính chiếu yêu chuẩn xác không sai lầm phân rõ ra, tại vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt, lập tức liền đem nó chằm chằm chết rồi. Ác quỷ ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung kính chiếu yêu, liệt răng âm u tính mịch huyết bồn đại khẩu đại đại mở ra, nửa ngày không khép lại được đến, tựa hồ đối với đây hết thảy rất khó tin. Tiêu phàm tranh, chính là hắn trong chấp nhoáng này kinh ngạc. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, vừa người làm ác quỷ bổ nhào qua, hô, một trường đánh ra long tượng nặng tay, trong thiên hạ, lại không người có thể ngạnh sinh sinh chúng vào long tượng nặng tay một kích, quỷ vật thân thể cũng không ngoại lệ. Phanh, hào không ngoài suy đoán, ác quỷ bị long tượng nặng tay đánh chúng, lập tức giữa trời vỡ ra, bị một trưởng đánh cho cho bụi. Nhưng là sau một khắc, tiêu phàm liền phát hiện, mình hay là đánh giá thấp cái này thượng giới sát quỷ lợi hại. Tại chỗ bị đánh nổ váy đen ác quỷ, cũng không có thật hôi phi yên diệt, mà là hóa thành vô số hắc vụ, nháy mắt liền đem tiêu phàm bao khỏa trong đó, hắc phụ lập tức dính tại vảy rồng giáp phía trên, theo ống tay áo, cổ áo cùng giáp trụ không cách nào hoàn toàn bao trùm địa phương, nhanh chóng vô cùng hướng giáp trụ bên trong chui vào, trực tiếp dính bên trên tiêu phàm da thịt. Trong chốc lát, tiêu phàm mặt đều biến thành màu xanh tím, dính đầy sát khí. Tiểu ca, người mắc lừa, trong mật thất, vang lên váy đen thiếu phụ âm thanh trong trẻo, lạc lạc mỹ tiếu thanh âm, liên miên bất tuyệt. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, chúng ta sát quỷ nhất tộc như ý thân thể, là phá không được, so Phật môn kim cương bất phôi thân thể còn cao minh hơn. Ta không có lửa gạt ngươi chứ, hiện tại chẳng những người tiểu bằng hữu là của ta, ngay cả ngươi cũng là ta, hì hì. Thật sao, các hạ là không phải cảm thấy, ngươi đã thắng rồi. Tiêu phàm cũng mở miệng, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, lại không kinh hoàng chút nào chi ý. Hắc hắc, tiểu ca nhi, ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán, đừng bảo là ngươi như thế một điểm tu vi, năm đó không biết bao nhiêu so ngươi lợi hại hơn nhiều cao thủ cũng chết trong tay ta ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi ta còn muốn bắt ngươi thể xác đi cùng thất dạ làm giao dịch đâu ngươi rất đáng tiền có thể đổi được không ít đồ tốt hắc 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 váy đen thiếu phụ cất tiếng cười to tiếng cười đắc ý vô so đột nhiên tiếng cười im bặt mà dừng thật giống như một đầu thét lên con lừa bỗng nhiên bị một đao cắt đứt hiết hầu đây là cái gì chốc lát váy đen thiếu phụ hét dầm lên thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng không hiểu chi ý. Chỉ thấy tiêu phàm toàn thân ngân quang lóng lánh, từng đạo hồ quang điện từ trong cơ thể hắn toát ra, cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. Cũng thấu thể mà ra, mặc dù tại hắc vụ bên ngoài cửu Lê Tiên Tử không nhìn thấy trong hắc vụ đến cùng phát sinh loại tình hình nào, lại có thể cảm nhận được cỗ này không giống bình thường khí tức cường đại. Thật giống như lúc trước vây quét chi thời gian chiến tranh, huyết quang thiếu niên thi triển hóa dòng chi lực, hóa thành hình rồng thời điểm phát ra khí tức. Cứ việc chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt, cảm giác bên trên không kém bao nhiêu. Thánh linh chi lực, là thánh linh chi lực, cái này sao có thể? Váy đen thiếu phụ thanh âm càng là thất kinh, cũng xen lẫn 10 điểm mê hoặc. Tiểu tử này rõ ràng là thuần chính nhất nhân tộc truyền thừa, cửu linh thể hỗn độn chân thân, làm sao bỗng nhiên sẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thánh linh chi lực. Mà lại cái này thánh linh chi lực thuần khiết vô so, coi như cùng thất giả tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Hoàn toàn làm không rõ ràng, nhưng mặc kệ nàng có hiểu hay không, đều bị tiêu phàm cái này đột nhiên tập kích đánh được, trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Chỉ thấy một cỗ hắc khí, lại tranh nhau chen lấn từ tiêu phàm khôi giáp bên trong chui ra, nguyên vốn đã biến thành màu xanh tím tiêu phàm khuôn mặt, hồ quang điện lập lòe, sớm đã khôi phục như thường. Đại cổ đại cổ hắc phụ, rất nhanh lại ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành váy đen thiếu phụ dáng vẻ, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nghi hoặc, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh loại nào biến cố. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ống tay áo lắc một cái, một kiện pháp bảo kỳ quái bay múa mà ra. Món pháp bảo này bộ dáng hết sức kỳ lạ, nhìn qua giống như là một tòa căn phòng, tường ngoài đen nhánh, hết lần này tới lần khác lại cũng không phải là đen phải bóng loáng tỏa sáng, chỉ cần ánh mắt hơi ngưng lại xem nhà kia, liền phảng phất đang nhìn chăm chú một ngụm thâm thúy giếng cổ tựa hồ ngay cả nguyên thần chi lực đều muốn bị hút vào, vĩnh viễn ra không được. Nhà này kích thước chỉ có cao mấy tấc thấp tiểu hắc phòng ở, chỉ ở đỉnh chóp mở cái lỗ nhỏ, liền không còn có cái khác cửa ra vào, lại không biết là loại bảo bối nào. Ai ngờ vừa thấy được nhà này căn phòng, váy đen thiếu phụ hai con ngươi liền bỗng nhiên co vào, thật giống như oán linh vừa vừa thấy được nàng lúc bộ dáng, lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, âm thanh hét lớn tiểu tặc, người muốn làm cái gì? Mặc dù nàng nhất thời cũng không nhận ra đây là kiện pháp bảo gì, lại từ bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ thứ này chính là khắc tinh của nàng. Tiêu phàm không thèm để ý nàng, tay trái bấm quyết, miệng lầm bẩm tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến kia tiểu trong phòng. Trong khoảnh khắc, màu đen căn phòng hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại đến cực điểm hấp lực phun ra ngoài. Tiêu chân nhân, dừng tay, mau dừng tay, khết thảy dễ thương lượng, váy đen thiếu phụ quá sợ hãi, dốc hết toàn lực hét dầm lên chỉ là lúc này hết thảy đều đã không kịp chỉ nghe siêu một tiếng phái đen thiếu phụ liền biến thành một sợi hắc phụ bị căn phòng hút vào tiếng thét chói tai im bặt mà dừng tràn ngập ở trong mật thất hắc phụ cũng dần dần bắt đầu tiêu tán tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy đem đen phòng ở thu hồi lại thần niệm chi lực vội vàng đi đến tìm tòi liền rất hài lòng gật gật đầu tự nhủ nói kim bằng tôn giả lưu lại cái này an hồn mật thất quả nhiên có hiệu quả ngươi liền chậm rãi ở bên trong ngủ đi, nếu như vận khí tốt, có lẽ còn sẽ có lần nữa thức tỉnh một ngày. Đúng lúc này, trong mật thất chợt vang lên cửu lê tiên tử tiếng kinh hô. Dừng tay, ngay sau đó, mật thất liền ầm vang rung động, bắt đầu lay động mãnh liệt. chương 1500, thổ ma ngấu hiện thân. Trong mật thất, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên thêm ra tới một người. Cái này thân người tài cao lớn, toàn thân màu vàng đất, 10 điểm uy mãnh không quan tâm, đưa tay liền bắt đi một mặt lệnh bài. Cửu lê tiên tử dưới tình thế cấp bách, trên dưới 100 chuôi ngũ thải phi đao không khách khí chút nào bắn ra, hướng na thổ hoàng sắc cự nhân tật chảm mà đi. Trên người người này khí tức cực kỳ cổ quái, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu cảnh giới của hắn, nhưng như thế kỳ quỷ vạn phần chui ra, không có có nhận đến gian ngoài cấm chế mảy may trở ngại, là đủ chứng minh người này thần thông không hề tầm thường kia thổ hoàng sắc cự nhân đối tật trảm mà đến trên dưới 100 chuôi ngũ thải phi đao nhìn như không thấy, xảy bước hướng về phía trước, đưa tay hướng mặt khác lệnh bài chộp tới. Xuy suy suy phi đao gần người không ngừng bên tai, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, thổ hoàng sắc cự nhân bạo liệt mà ra, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, càn quét mà trước, rất nhanh liền tại mặt thứ hai lệnh bài trước mặt hiện thân mà ra, rỗi tay ra, liền đem mặt này lệnh bài cũng lấy đi sau đó cái này cuồn cuộn cát vàng không chút nào dừng lại lại cực nhanh hướng thứ ba mặt lệnh bài càn quét mà đi động tác nhanh như thiểm điện lớn mật cửu lê tiên tử hét lớn một tiếng sau lưng ngũ sắc cầu vòng cùng một chỗ như là mũi tên trực tiếp hướng về phía trước bắn ra dù là như thế cửu lê tiên tử động tác hay là hơi chậm một bước đợi nàng đuổi tới thời điểm cuồn cuộn cát vàng đã cướp lấy thứ ba mặt lệnh bài thổ ma ngẫu Tiêu Phàm bỗng nhiên bên trong nhìn thấy cái này thổ hoàng sắc cự nhân cùng hắn biến thành cuồn cuộn cắt vàng, không khỏi giật nảy cả mình. Lại cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy, lạc đường, nhiều năm thổ ma ngẫu. Mà lại, cái này thổ ma ngẫu rõ ràng bị một lần nữa luyện hóa, hắn lưu tại thổ ma ngẫu thể nội kia sợi thần hồn ấn ký, bị một mực ngăn chặn, trước mắt đang thao túng thổ ma ngẫu, là một cái khác tinh hồn. Cái này tinh hồn khí tức, tiêu phàm cũng hết sức quen thuộc, hách lại chính là thần toán tử, ứng linh trạch Năm đó ở Long thần đảo thất lạc về sau, tiêu phàm liền không còn có thổ ma ngẫu tin tức, sống nhờ tại thổ ma ngẫu thể nội ứng linh trạch nguyên thần, tự nhiên cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã nhiều năm như vậy, lấy dược vật bảo tồn ứng linh trạch nhục thân. Sớm đã mục nát, hóa thành bụi đất, mà sống nhờ tại thổ ma ngẫu thể nội nguyên thần, nếu như không có cái khác kỳ ngộ lời nói, như thường lệ lý phỏng đoán, cũng đã sớm mê thất bản tính, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Thần toán tử ứng linh trạch người này, xem như triệt để trên thế gian biến mất. Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là sẽ ở đây lần nữa nhìn thấy thổ ma ngẫu, đồng thời thừa dịp hắn cùng váy đen thiếu phụ kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên từ dưới đất thoát ra, một hơi không ngừng đoạt ba mặt lệnh bài nơi tay. Không hề nghi ngờ, thổ ma ngẫu năm đó chính là bị huyết quang thiếu niên bắt, sau đó bị một lần nữa luyện hóa trực tiếp sử dụng ứng linh trạch nguyên thần, đem nó một hồn hai phách bóc ra. Còn lại hai hồn năm phách, làm thổ ma ngẫu chủ điều khiển nguyên thần. Từ thổ ma ngẫu bây giờ bày ra thực lực cường đại đến xem. Cái này hơn trăm năm ở giữa, sớm đã tiến dai, từ nguyên anh kỳ bước vào hiểu linh kỳ, hơn nữa còn không chỉ ngộ linh sơ kỳ tiêu chuẩn. Có thể sau so ngộ linh trung kỳ siêu cấp cao thủ, không thể không nói, thất giả mãng thân là trời sinh thánh linh, đến từ huyền linh thượng giới thủ đoạn, thực tế không phải người hạ giới có thể chịu được so sánh. Tại hạ giới, muốn luyện chế một bộ nguyên anh hậu kỳ thổ ma ngẫu đều là muôn vàn khó khăn, cần hao phí vô số tài liệu chân quý, còn muốn cực tốt vận khí mới có thể miễn cưỡng luyện thành. Tại thất dạ mãng mà nói, tại cơ sở này bên trên để thổ ma ngẫu thăng cấp, bất quá là một cái nhấc tay. Trên thực tế lấy thổ ma ngẫu bản thân tiêu hao tài liệu chân quý, nếu như không phải bị quản chế tại giao diện chi lực chỉ sợ thất giả mãng có thể dễ dàng mà luyện chế ra cấp bậc cao hơn ma ngẫu tới. Lấy thổ ma ngẫu cơ hồ đồng đẳng với bất tử thân cường đại thuộc tính, đang chật trội trong không gian giao thủ, cùng giai nhân loại tu sĩ, cơ hồ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, làm ma ngẫu, khuyết điểm lớn nhất luôn luôn đồng dạng, đó chính là xuẩn. Cấp bậc lại cao ma ngẫu, cũng chỉ có thể chấp hành cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. So như bây giờ, thất giả mãng cho hắn nhiệm vụ, chính là cướp đoạt thất sát trận lệnh bài. Nhiệm vụ này đơn giản sáng tỏ, thổ ma ngẫu chấp hành, thuận buồm xuôi gió. trong chớp mắt liền bị nó cướp đi ba mặt lệnh bài. ba mặt lệnh bài hủy đi lời nói, mặc dù còn chưa đủ lấy khiến cả tòa đại trận triệt để sụp đổ, nhưng cũng đủ để suy yếu đại trận hơn phân nửa uy năng, chỉ ít bảy cái trận nhãn phối hợp, tuyệt đối khó mà lại làm được cân đối nhất trí. suy ma thái tử bọn hắn sở dĩ đến bây giờ còn có thể cùng thất giả mãng đại chiến không ngớt thậm chí còn thoảng qua chiếm cứ thượng phong, chủ yếu chính là gậy vào đại trận chi lực. Một khi đại trận uy năng bị nghiêm trọng suy yếu, công thủ chi thế lập tức nghịch chuyển. Liên minh đám người, lập tức liền sẽ xa vào đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Thổ ma ngẫu động tác cực nhanh, không chút nào để ý đã đến phía sau mình cửu lê tiên tử, cát vàng cuồn cuộn, liền hướng thứ tư phía lệnh bài vị trí, càn quét mà đi. Bóng người lóe lên, tiêu phàm liền đến phụ cận, chính chính ngăn ở thổ ma ngẫu trước đó song trưởng vừa nhấc bỗng nhiên hướng về phía trước oanh kích mà ra lập tức cuồng phong gào thét một cỗ hủy diệt lực lượng đập vào mặt theo sát tại thổ ma ngẫu sau lưng cửu lê tiên tử không khỏi quá sợ hãi trong chốc lát liền cảm thấy hô hấp không thông suốt áp lực cực lớn để nàng vị này ngộ linh trung kỳ đại cao thủ ngay cả khí đều không kịp thở lập tức không lo được truy sát thổ ma ngẫu vội vã hướng một bên chớp nhoáng mà đi tại dạng này to lớn cự lực phía dưới thổ ma ngẫu biến thành khát vàng căn bản liền ngăn cản không nổi lập tức bụi đất đầy trời trong lúc nhất thời trong mật thất như là nổi lên một trận to lớn bão cát lập tức liền bị cuồn cuộn cát vàng bao phủ hoàn toàn tiêu phàm không nói hai lời ống tay áo lắc một cái mây sám bắn ra ngược lại hóa thành oán linh bất quá lúc này tiểu niếp lại vẫn chưa tỉnh hồn trốn ở tụ hồn bát bên trong thỏ đầu ra nhìn tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu không có việc gì kia người đã bị ta thu thập tiêu phàm mỉm cười đội oán linh nói. Tiểu niếp tả hữu nhìn một cái, quả nhiên không thấy váy đen thiếu phụ, lập tức hoan kêu một tiếng, từ tụ hồn bát bên trong nhảy ra ngoài, nhảy lên liền đến tiêu phàm trong ngực, cùng hắn chịu rụi sát, mười phần thân mật. Muội muội, đi thôi, đem cái phiền toái này giải quyết hết. Tiêu phàm vuốt vuốt tiểu niếp đầu, vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, trong mật thất lại vang lên cửu lê tiên tử tiếng kinh hô, tiêu chân nhân, không tốt, kia hung ma đã bắt đầu kích phát hóa rồng chi lực mật thất dưới đất ngay tại kịch chiến, gian ngoài thế nhưng không có nhàn rỗi. Sau một lát, thất hải xã tác đồ liền thu thần thông, uông dương đại hải bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích, lộ ra máu quang thiếu niên thân hình. Quả nhiên như là đoán trước như thế, thất giả mãng muốn thời gian dài kích phát thất hải xã tác đồ cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực. Thất sát đại trận lập tức lần nữa toàn lực kích phát, duy ma thái tử, ngọc hư đạo nhân, thương ngô lão quái bọn người, riêng phần mình dựa vào trận nhãn chi lực, đồng loạt hướng huyết quang thiếu niên lướt tới. Nhưng mà lần này, thất sát trận lại xảy ra ngoài ý muốn. Liên thủ công kích phát động đến một nửa thời điểm, ba cái trận nhãn bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển, toàn bộ hành động công kích bỗng nhiên liền lộn xộn. Chuyện gì xảy ra, mọi người tại chỗ, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến, lập tức liền phát giác được dị thường, liên tục không ngừng dừng lại thân hình, nghĩ phải hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng còn có bốn cái trận nhãn lại tại vận chuyển bình thường, đem mặt khác tổ bốn nhân mã tiếp tục dọc theo lúc đầu lộ tuyến hướng về phía trước vận đưa qua, lại ầm vang cùng phía trước ba tổ nhân mã đụng vào nhau. Mặc dù chỉ có 20 người, nhưng lúc trước mấy lần hợp tác, 10 điểm thuận buồm xuôi gió, đoàn người sớm đã quen thuộc loại này tác chiến hình thức, đột nhiên xuất hiện dị biến, dù là mọi người chém giết kinh nghiệm lại phong phú, trong lúc nhất thời cũng có chút lộn xộn. Huyết quang thiếu niên thấy thế, lại là vui mừng quá đỗi. Mặc kệ là váy đen thiếu phụ hay là thổ ma ngẫu công lao, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã đắc thủ. Thất sát trận tổng khống trận nhãn xảy ra vấn đề, cơ hội như vậy, huyết quang thiếu niên sao sẽ bỏ qua. Lúc này một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, toàn thân huyết quang bắn ra bốn phía, từng mảnh từng mảnh huyết hồng lân phiến nổi lên, nguyên bản nhìn qua làn ra 10 điểm bóng loáng cánh tay, lập tức trở nên mấp mô, 10 đầu ngón tay nhọn, một cỗ phảng phất hủy thiên diệt địa khí tức, phóng lên tận trời. Hóa rồng chi lực, xông vào trước nhất bên cạnh Ngọc Hư chân nhân, trong chốc lát trợn mắt hốc mồm, kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn đã không phải là lần đầu kiến thức đến thất giả dạ mãng hóa rồng chi lực, biết rất rõ, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nếu có thất sát trận pháp trận chi lực tăng thêm, có lẽ bọn hắn 20 người còn có thể miễn cưỡng tự vệ, hết lần này tới lần khác lúc này, pháp trận lại xảy ra vấn đề. Mọi người đừng hốt hoảng, càng bối rối sẽ chỉ từ nhanh nó chết thừa dịp cái này hung ma còn không có hoàn toàn hóa thành hình rồng, chúng ta toàn lực xuất thủ, kích địch nửa độ. Duy ma thái tử là trước hết nhất chấn định lại, hơn 20 người ngộ linh kỳ cao thủ, hay là lấy tu vi cảnh giới của hắn tối cao, đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới. Hắn chỗ kim thuộc tính trận nhãn, trước hết nhất mất linh, lúc này nghiêm nghị quát. Lời còn chưa dứt, Duy ma thái tử miệng rộng mở ra, một đạo óng ánh vô so ánh sáng, từ trong miệng hắn bắn ra, lại là một thanh rau hẹ lá lớn nhỏ dài vài tất tiểu kiếm, lưỡi kiếm dù nhỏ, lại quang hoa lóa mắt, khiến người không dám nhìn gần. Qua, một tiếng, Duy ma thái tử một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một cỗ huyết vụ, nháy mắt bị chuôi này tiểu kiếm hấp thu không còn một mảnh, lập tức, tiểu kiếm phát ra một tiếng êm tai réo vang, đón gió căng phồng lên trong khoảnh khắc liền hóa thành dài đến mấy trượng cự kiếm một cỗ lạnh lẽo thấu xương dâng lên mà ra chúng người kìm lòng không được dùng mình một cái không hề nghi ngờ đây là duy ma thái tử bản mệnh pháp bảo ẩn chứa cực kỳ thuần túy rưỡi kim chi khí sắc bén vô song siêu cự kiếm hướng về thương không bay nhanh mà lên trong khoảnh khắc liền tiến vào cao thiên bên trong không thấy bóng dáng kia cỗ rưỡi kim chi khí lại đâu đâu cũng có tốt vậy liền liều mạng đi thương mô lão quái thấy thế cũng một tiếng cười quái dị thân thể nhoáng một cái một cái thổ hoàng sắc hư ảnh, tại phía sau hắn nổi lên, trong khoảnh khắc liền biến thành cao trăm trượng cự nhân, người khoác thổ hoàng sắc chiến giáp, tay cầm hai viên cự trùy, chống con người đột mắt, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, lộ ra vô tận hậu thổ khí tức, song trùy trùng điệp đụng một cái, phát ra ầm ầm nổ vang, chấn động đến mọi người màng nhĩ run lên, lập tức hướng về cách đó không xa huyết quang thiếu niên sải bước đi đến. Lão quái này, vậy mà tế ra mình bản mệnh chân thân pháp tướng, đây mới thực là liều mạng, không mang nửa điểm đùa giỡn. Mọi người thấy thế, cũng sĩ khí đại trấn, cả đám đều tế ra mình mạnh nhất thần thông, chen chúc hướng về phía trước đánh tới. Audio điện tử võ tấn bền chương 1501, hóa rồng Hư, sâu kiến, huyết vân bên trong, một tiếng quát lớn, một viên to lớn mãng thủ, phá không mà ra. Viên này mãng thủ như núi lớn to lớn, phải màu đỏ ngòm bao trùm, thành hình tam giác hình, trên đầu có hai con bén nhọn đoản rác cùng trong truyền thuyết thiên long tráng lệ to lớn sừng rồng có cách biệt một trời trong hai mắt máu lóng lánh một đầu đỏ tươi lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào ngay sau đó máu vải long dài đến mấy trăm trượng thân thể từ huyết vân bên trong bay vút lên ngửa mặt lên trời gào thét tiếng như lôi chấn thiên tôn lĩnh trên không thiên địa nguyên khí cuồn cuộn giống như bị điên hướng về bên này vào tới máu vải long liền phảng phất một khối nam châm đem những thiên địa này nguyên khí không khách khí chút nào hút vào trong cơ thể mình. Tựa là hủy diệt khí tức cường đại, càng là liều mạng dâng lên. Lúc này, Duy Ma Thái tử tế ra lợi kiếm, hướng máu vải long chỗ cổ chém bay mà tới. Chuôi này chỉ có dao hẹ lá lớn nhỏ lợi kiếm, đón gió căng phồng lên, đã dài đến mấy chục trượng chi cự. Điêu trùng tiểu kỹ, máu vải long cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra một con to lớn huyết long chảo, một thanh liền đem chuôi này rưỡi kim chi kiếm bắt tới lập tức liền phát ra chói tai kim loại ma sát thanh âm duy ma thái tử sắc mặt đại biến miệng lẩm bẩm không ngừng hướng lợi kiếm bên trong rót vào chân nguyên pháp lực một cái mặt đen dần dần chuyển trắng rất rõ ràng chân nguyên tiêu hao qua kịch hắn cái này bản mệnh pháp bảo chính là lấy toàn bộ nam châu đại lục cứng rắn nhất kim nguyên tinh chế tạo thành mũi kiếm chi lợi thiên hạ vô suất kỳ hữu người bây giờ lại bị máu vải long tay không tắc sát chộp trong tay dãy ruộ không được Đông đông đông, thương ngô lão quái tế ra kim thân pháp tướng, nhanh chân mà đến, mỗi bước ra một bước, đại địa liền run rẩy một chút, quả nhiên là đất rung núi chuyển, uy phong không ai bị nổi. Kim thân pháp tướng mấy bước vượt đến máu vảy long trước mặt. Hét lớn một tiếng, giờ cao song trùy, phách đầu cái não liền đập xuống. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, dựa vào chính là lực đại chiêu chìm. Tiểu bối, máu vảy long lại là một tiếng gầm thét, huyết long chảo dùng sức một nắm, chỉ nghe rát băng, một tiếng vang giòn. Rồi kim chi kiếm từ đó một phân thành hai, lại bị hắn tay không tức sắt, ngạnh sinh sinh bóp thành hai đoạn. Qua, wow, xa xa duy ma thái tử há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên thân khí tức sát na yếu xuống dưới gần một nửa còn nhiều. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần lập tức trọng thương. Máu vải long nhất thanh bẻ vụn duy ma thái tử bản mệnh pháp bảo, lập tức xong chảo một dương gào thét lên hướng hai thanh đập xuống giữa đầu đến thổ hoàng sắc cự trùy nghinh đón tiếp lấy. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai thanh cự trùy lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành cuồn cuộn cắt vàng. Sau một khắc, máu vải long hai con cự trảo liền tóm chặt lấy kim thân pháp tướng thắt lưng, vô luận kim thân pháp tướng dẫy dụa như thế nào. Đều không làm nên chuyện gì, bị gắt gao bắt lấy. Máu vải long lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên một ngụm cắn giang giác như là nhấm nuốt hoa quả giòn vang chuyển đến thương mô lão quái kim thân pháp tướng lại bị chặn ngang táp tới một nửa thương mô lão quái kêu lên một tiếng đau đớn một chương da bọc xương mặt gầy nháy mắt trở nên ân hồng tự huyết toàn thân đều rung động run một cái máu vải long miệng lớn nhấm nuốt mấy lần ngửa cổ một cái đem kim thân pháp tướng sinh nuốt xuống lập tức lại đem còn lại một nửa kim thân pháp tướng cũng ném trong cửa vào mấy lần nhai đến nát bét nuốt xuống bụng còn phun ra thật dài lưỡi rắn vòng quanh bờ môi liếm một vòng một bộ ăn như gió cuốn vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng phốc thương mô lão quái cũng đầy miệng phun máu khí tức nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đều đều lộ ra không dám tin thần sắc quái vật này thậm chí ngay cả kim thân pháp tướng đều nuốt vào còn tốt sống thập đoàn đại bổ đương kim trên đời còn có cái gì là hắn không thể thôn phệ chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người đã tế ra mạnh nhất sát chiêu, dù coi như nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm được. Giống, máu vảy long đối chen chúc mà đến sát chiêu, nhìn như không thấy, ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, trên thân bao trùm huyết sắc vảy rồng bỗng nhiên bay múa mà ra, hóa thành từng chuôi sắc bén vô song huyết sắc đoản kiếm, xoay quanh bay múa, lại nhoáng một cái, liền biến thành từng đạo sáng tỏ lóa mắt huyết tuyến, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, phun ra ngoài. Xuy suy suy tơ máu chỗ đến, mặc kệ là pháp bảo hay là thần thông, đều đều vô thanh vô tức chôn vùi, nửa điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Cửu Lê tiên tử còn không xuất thủ, một cái hoảng loạn thanh âm, nhìn qua tầng tầng cấm chế, truyền đến trong mật thất dưới đất. Chính là Ngọc hư đạo nhân, mắt thấy thất dạ mãng vảy rồng đều hóa thành tiến công sát khí, như thường lệ lý phỏng đoán, trước mắt chính là kẻ này phòng hộ yếu ớt nhất thời điểm lúc này để lâm kỳ vô thanh vô tức tới gần thì triển ra trảm long quyết tuyệt kỹ chính là thời cơ tốt nhất trận pháp mất linh ta cũng bất lực cửu lê tiên tử sớm đã xuyên thấu qua ngũ thải tinh thạch nhìn thấy đồng hồ tình hình gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly lại là không thể làm gì lâm kỳ dưới mắt liền giấu ở phụ cận sớm đã vận sức chờ phát động duy ma thái tử đã đem thủy tổ còn sót lại nhục thân xá lợi giao đến trong tay hắn chỉ cùng thời khắc mấu chốt lấy nhục thân xá lợi triệt để kích phát tiềm năng nhất cử kiến công. Song khi sơ kế hoạch là muốn nhờ thất sát trận trận pháp chi lực mới có thể đem hắn thần không biết quỷ không hay đưa đến thất giả mãng bên cạnh, bỗng nhiên triển khai một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ lệnh bài 7 đi thứ ba, toàn bộ thất sát trận vận chuyển đều xảy ra vấn đề, cửu lê tiên tử cũng là lực bất tòng tâm. Tiêu chân nhân, cửu lê tiên tử gấp đến độ kêu to, cơ hội như vậy, thế nhưng là lóe lên liền biến mất. Chỉ tiếc, Bên kia tòa Tiêu phàm dù nhưng đã triệt để cầm cố lại thổ ma ngẫu, nhưng muốn làm chân giải quyết còn cần một chút thời gian. Thất Dạ Mãng không có ý định cho bọn hắn thời gian này. Tơ máu những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều đều hóa thành bột mịn. Mắt thấy mình tế gia pháp bảo bị tơ máu xoắn đến vỡ nát, Phu Sơn phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lại không trần chờ, xoay người bỏ chạy. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Thất giả dạ Mãng hóa rồng chi lực triệt để bạo phát đi ra đã vượt qua cái này giao diện vốn có mạnh nhất uy năng, tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Lại ngạnh giang xuống dưới, chỉ có thể là một con đường chết. Lúc này, liền xem như thất sát trận lần nữa toàn lực vận chuyển, cũng đã vô pháp ngăn cản thất giả mãng. Về phần lâm kỳ, chảm long quyết, càng là nghĩ đều khỏi phải lại nghĩ. Lại đừng bảo là cảnh giới tranh lệch xa như vậy tình huống dưới, chảm long quyết có hữu hiệu hay không, cho dù có hiệu. Gặp tình hình như vậy, hắn cũng tuyệt đối không cách nào tới gần thất dạ mãng. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? A, à, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, mấy tên phản ứng hơi chậm, động tác không đủ mau lẹ nam châu tu sĩ, tại căn này không dung chậm nháy mắt, bị tơ máu rảo đi vào. Ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có, lập tức hóa thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Nam tử tóc bạc thấy thế, thân thể nhoáng một cái, dưới xương sườn bỗng nhiên sinh ra hai con ngân sắc cánh, dùng sức một cái, cuồng phong gào thét trong nháy mắt liền hướng nơi xa kích xạ mà đi. Những người khác gặp một lần, cũng phát một tiếng hô, nhao nhao dựng lên độn quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, máu vải long lớn tiếng cười lạnh, chỉ thấy vô tận huyết quang bên trong, bỗng nhiên toát ra mười mấy đầu cực kỳ sáng tỏ diễm lệ huyết tuyến. Hướng về chạy trốn mọi người truy giết tiếp, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Yêu nghiệt, cửu âm thiên vương một tiếng quát lớn, bỗng nhiên dừng chân lại, thân thể nhoáng một cái liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót bay thẳng cửu tiêu chỉ thấy một đầu toàn thân tản ra xanh mờ mờ quang trạch băng phượng phóng lên tận trời đầu này băng phượng dài đến vài chục trường tựa như lấy vạn năm huyền băng tinh điêu tế chắc mà thành vừa vừa hiện thân một cỗ muốn đem chung quanh hư không đều triệt để đông cứng kỳ hàn thấu thể mà ra băng phượng hai cánh khẽ vỗ hướng lên không trung miệng hơi mở một cỗ xanh mờ mờ hào quang phun ra ngoài hóa thành cuồn cuộn gió lốc càn quét mà trước những nơi đi qua huyền băng trống rỗng nổi lên đem toàn bộ hư không đều hóa thành là huyền băng hải dương trong nháy mắt một đạo dày đến mấy chục trượng huyền băng chi tường liền ra hiện tại trước người hắn hướng mãnh liệt mà đến tơ máu nghênh kích đi lên nháy mắt liền ngăn trở tơ máu không gì không phá thế công mấy tên đồng đạo xương này cơ hội tốt trốn qua một kiếp thoáng thở dốc một hơi cực hàn băng phượng huyết quang bên trong truyền đến kinh ngạc thanh âm hiển nhiên thất giả mãng cũng không nghĩ tới, tại dạng này hạ giới, còn có thể nhìn thấy huyền linh thượng giới mới có cực hàn băng phượng. Đáng tiếc, bằng người chút tu vi ấy, có thể phát huy ra cực hàn băng phượng mấy thành uy năng. Thất giả mãng lập tức khinh thường nói, một đạo cực kỳ lóa mắt lóa mắt, xa sau cái khác tơ máu muốn thô lớn huyết tuyến, bỗng nhiên từ trong huyết quang bắn thẳng đến mà ra, hóa thành một thanh huyết sắc cực kiếm, mãnh bổ xuống. Giang giác, huyền băng tường sắt phát ra thanh thúy đến cực điểm tiếng vang tại huyết sắc cửa kiếm tấn công mạnh phía dưới dù coi như là cứng như kim thiết huyền băng tường sắt cũng ngăn cản không nổi bị từ đó hết thảy vì hai cuồn cuộn tơ máu lập tức càn quét hướng về phía trước răng rắc huyền băng vỡ vụn thanh âm không rứt bên tai cửu âm thiên vương kinh hãi dưới chân độn quang cùng một chỗ liền muốn bỏ trốn mất dạng lại nơi nào còn kịp máu kiếm nhất trảm mà qua cửu âm thiên vương lập tức liền mốc tại đó không nhúc nhích một đạo vết máu từ trán của hắn nổi lên lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lan tràn, nháy mắt đem hắn một phân thành hai, hóa thành hai mảnh. Ngay sau đó, tờ máu càn quét mà qua, hai mảnh thi thể triệt để rảo vì bột mịn, cái gì đều không có còn lại. Vừa mới đạt được huyền băng tường sắt che chở, thoảng qua thở dốc một hơi mấy tên ngộ linh kỳ lão quái, thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, lần nữa phát một tiếng hô, bốn phía đảo mệnh. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn độn quang bao nhanh, cũng không nhanh bằng tơ máu tốc độ. Mà lại, lúc trước vì phòng ngừa thất giả mãng thoát thân mà đi, thiên tôn lĩnh bên trên sớm đã bày ra trùng điệp không gian cấm chế, mặc dù muốn nghiêm túc, những này không gian cấm chế cũng không nhất định liền có thể ngăn được mộ linh kỳ lão quái vật, chỉ bất quá vội vàng ở giữa, lại nơi nào có thời gian đến phá giải những cấm chế này. Lại không nghĩ tới, những cấm chế này trái lại thành đưa chính bọn hắn vào chỗ chết huyết sắc cảm bẫy. Ngay tại vạn phân nguy ngập thời điểm, một vòng kim sắc nắng gắt, bỗng nhiên ở giữa không trung nổi lên, mọi người trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiêu phàm không biết lúc nào đã xuất hiện tại nơi đó, hóa thành cao mấy chục trượng cự thần, tay cầm một chương kim sắc cự cung, trên dây cung nhận lấy một chi kim quang trói mắt kim sắc vô tiến, vô tận thiên địa linh khí, chính hướng vô tiến cuồn cuộn mà đi. Trên đầu tên quang mang, như là nắng gắt đồng dạng, lóa mắt trói mắt. Một cỗ đồng dạng hủy thiên diệt địa khí tức, dâng lên mà ra. Trường 1502, chiến trường chuyển di thánh linh chi lực, ngay tại cấp tốc lùi bước suy ma thái tử bỗng nhiên dừng lại thân hình, trừng lớn hai mắt. Hắn là thuần chính nhất thánh linh hậu duệ, đối thánh linh chi lực phá lệ mẫn cảm. Nhưng tiêu phàm giờ phút này thể nội lộ ra thánh linh khí tức, xa so hắn phải mạnh mẽ được nhiều, chẳng lẽ tiêu phàm thánh linh huyết mạch, so hắn còn muốn thuần khiết. Nhưng mà cái này tuyệt đối không thể, tiêu phàm là thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch, nhân loại mạnh nhất cửu linh thể hỗn độn chân thân hắn đương nhiên không biết tiêu phàm trực tiếp luyện hóa trưởng thành thánh linh tinh huyết cùng nội đan. Khoác suy, một tiếng, một viên tựa như núi cao to lớn mãng thủ, từ huyết phân bên trong thăm dò mà ra, hai mắt tinh quang nhấp nháy, gắt gao tiếp cận xa xa tiêu phàm cùng thiên bằng chi cung, tam giác trên mặt lộ ra không thể tin nhân cách hóa thần sắc. Nơi này ước chừng lại không có người so hắn đối thánh linh chi lực quen thuộc hơn. Hắn có thể không đem hắn, sâu kiến, để vào mắt, cũng tuyệt đối không dám khinh thường thiên bằng chi cung. Vô luận kim sí đại bằng hay là ngân dược lôi bằng, đều là đủ để cùng hắn bản tôn đánh đồng mạnh đại thánh linh. Dưới mắt Tiêu Phàm, đủ để đối với hắn tạo thành cự đại uy hiếp. Lập tức mãng thủ hướng huyết phân bên trong co rụt lại, ngay tại cuồn cuộn hướng bốn phía mở rộng nghiền ép huyết tuyến bỗng nhiên dừng lại, cực nhanh thu trở về co lại, vô số tơ máu hướng trung ương hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một ngụm cự hình huyết kiếm, hiển hiện ở trong hư không, đỏ lóng lánh, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ông Hưu, tiêu phàm nhẹ buông tay, sớm đã vận sức chờ phát động kim vú tiến kéo lấy thật dài kim sắc đuôi lửa, như trường hồng kinh thiên, xé rách trong hư không hết thảy, kính bắn thẳng về phía nơi xa đầu kia dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi huyết sắc ác long. Thất dạ mãng lần nữa ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, cự hình huyết kiếm đón kim vú tiến mãnh vỗ tới. Kim quang chấp loạn, huyết phân văng khắp nơi, thiên tôn lĩnh bên trên, bỗng nhiên liền phát sinh lớn chôn vùi. Hư không hoàn toàn méo mó, trừ chính mình. Hết thảy chung quanh bỗng nhiên đều biến thành hư vô, một cỗ mãnh liệt vô so không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, đem mỗi người đều chăm chú bao lấy, trong chốc lát liền bị giam cầm tất cả chân nguyên pháp lực, cả ngón tay đầu đều động đậy không được. Sợ hãi cực độ sông lên đầu, nếu như nói, trên thế giới này còn có cái gì so thất giả mãng hóa dòng chi lực để bọn hắn càng thêm sợ hãi, kia chính là không gian chi lực. Bởi vì không biết, bởi vì hoàn toàn không cách nào trưởng khống, cho nên sợ hãi. Cùng lúc đó, Thất sát trận lần nữa vận chuyển lại, bất quá lần này vận chuyển lại không giống bình thường, Thất sát trận trực tiếp diễn biến thành một tòa không gian đại trận. Loại biến hóa này, cùng năm đó Thất sát trận không có chút quan hệ nào, là hai năm này ở giữa, tiêu phàm một lần nữa bố trí. Đương nhiên, tại Thất sát trận cơ sở bên trên bố trí cái này một lần tính truyền tống trận, tinh xảo là chưa nói tới. Chỉ cần có thể dùng là được, cái này truyền tống trận còn có một cái không giống bình thường chỗ chính là nhất định phải do trời bằng chi lực tới mở. Bình thường mở ra phương pháp là không có tác dụng. Dù là dùng, càn khôn đỉnh đều mở ra không được. Đây là tiêu phàm lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn vẫn luôn đang lo lắng, dù coi như có thất sát trận phối hợp. Cũng chưa chắc liền có thể diệt sát thất dạ mãng. Cái này hung ma thực tế quá mức cường đại. Cùng địch nhân như vậy tác chiến, chỉ dự thiết một chỗ chiến trường. Hiển nhiên là không đủ. Đương nhiên, nếu như hết thảy thuận lợi, lão thiên chiếu cố, tại thiên tôn lĩnh một chống diệt sát thất giả mãng Kia là không còn gì tốt hơn, cái này chuẩn bị ở sau liền mãi mãi cũng không cần vận dụng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hung ma thực lực quả nhiên vượt xa bọn hắn lúc trước dự đoán. Tỷ như thất hải xã tắc đồ, tỷ như sát quỷ, tỷ như tiến dai sau thổ ma ngẫu, những này ẩn tàng thực lực, lúc trước cao cổ giới chi chiến, liền không có chút nào từng hiển lộ qua. Quan trọng trước mắt, lại làm cho thất sát trận vận chuyển phát sinh vấn đề lớn, mọi người liên thủ chi thế lập phá. Thậm chí để Lâm Kỳ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Thiên Tôn lĩnh bên trên kinh thiên động địa tiếng vang, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau mới dần dần bình ổn lại. Cái thứ nhất bỏ trốn mất dạng Vu Sơn phu nhân cùng theo sát phía sau nam tử tóc bạc, chạy ra khoảng cách xa nhất, khó khăn lắm thoát đi không gian chi lực giam cầm phạm vi, mắt thấy như thế kịch biến, đều không chịu được đè xuống độn quang, muốn xem xét cho rõ ràng khi kim quang cùng huyết quang tan hết lại nhìn đem tới thiên tôn lĩnh mấy có lẽ đã bị triệt để san thành bình địa tại lúc trước vô cực điện vị trí hiện ra một cái hố sâu to lớn hố sâu dưới đáy giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua như là lưu ly li, trơn nhẵn như hương bốn phía còn lưu lại không gian truyền tống trận khí tức nhưng một bóng người cũng không thấy phu sơn phu nhân cùng nam tử tóc bạc liếc nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được cực độ nghi hoặc đương nhiên còn có 12 phân cảnh giác chi ý, làm tốt vì thời phi nước đại chạy chối chết chuẩn bị. Không thấy thất dạ máng, không có nghĩa là cái này hung ma liền không tại phụ cận, người này tu vi thực tế cao đến quá đáng, ở trước mặt hắn, bọn hắn những này ngộ linh trung kỳ trở lên lão quái vật, đều giống như ba tuổi tiểu hài, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không gặp rồi, mũi tên kia không gian chi lực, lợi hại như thế. Lại sau một lúc lâu, tựa hồ có thể xác định, nơi này đã không có còn lại những người khác, trung niên Mỹ phụ mới nhẹ nhàng thở vào một cái, thấp giọng nói. Nam tử tóc bạc trầm mặt, không lên tiếng, mũi tên kia không gian chi lực có lợi hại hay không, hắn không có chút nào quan tâm. Hắn quan tâm là, thất giả dạ mãng đến cùng chết chưa? Chỉ cần cái này hung ma không chết, bọn hắn liền vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh. Ai tránh ở đâu, ra đi, đúng lúc này, trung niên Mỹ phụ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, một đạo đen nhánh chảo ảnh, hướng về bên phải nơi nào đó hư không một thanh bắt tới. Hoác suy, một tiếng vang nhỏ, hư không một trận vặn vẹo, một tên thiếu niên mặc áo đen hiện thân mà ra, chính là cửu âm thiên vương, chỉ bất quá thời khắc này cửu âm thiên vương nhìn qua tình hình thật không tốt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân khí tức chợt mạnh chợt yếu, cho thấy phải bị thương rất nặng. siêm đạo hiếu, trung niên Mỹ phụ ngừng tay đến, kinh ngạc nói, lập tức liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai like đạo hiếu cũng bảo trụ tính mệnh, tốt một chiêu ve sầu thoát xác thần thông. Nàng mặc dù cái thứ nhất đào mệnh, lại một mực đều chú ý tới chiến trường tình hình, cửu âm thiên vương hóa thân cực hàn băng phượng ngăn cản máu vải long công kích, cuối cùng bị máu kiếm nhất chém làm hai, triệt để bị huyết quang rảo vì bột mịn, nàng thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Bây giờ lần nữa hiện thân mà ra, tự nhiên là có thay cướp chi vật. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, tu vi đến cửu âm thiên vương dạng này cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát, tổng cũng có chút áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại thân là Nam Châu Đại Lục Ma Đạo Thứ Nhất Tông Giáo Tổ, các loại kỳ chân dị bảo, tự nhiên là cái gì cần có đều có. Cửu âm thiên vương hừ lạnh một tiếng, nói, Phu Sơn Đạo hữu đi đứng ngược lại là rất sắc bén tác. Lúc trước hắn liền cùng tiêu phàm nói qua, Phu Sơn phu nhân mấy người này, nhân phẩm có chút bình thường, nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn có lẽ có thể đánh tới cuối cùng, một khi tình huống có biến, khẳng định xoay người chạy trung niên Mỹ phụ hơi đỏ mặt, liền là cười hì hì nói, thiếp thân bất quá là tự vệ mà thôi. Ta cũng không giống như lớn thiên vương, có thay cướp bảo vật. Nam tử tóc bạc lại lạnh lùng nói, diêm đạo hiếu cũng không cần chỉ trích chúng ta, lúc ấy tình hình kia, chẳng lẽ cùng không chết được. Diêm đạo hiếu dưới mắt, không phải cũng sống được thật tốt. Hai người kia, một cái đem nguyên thần ký phụ tại thi tiêu trên thân, một cái khác càng là trực tiếp sống nhờ tại khôi lỗi thân thể, vì mạng sống, quả thực chính là không từ thủ đoạn để bọn hắn tử chiến đến cùng, vốn cũng không phải là như vậy hiện thực. Nơi này thật mạnh không gian chi lực, ta nhớ được lúc trước chúng ta bày trận thời điểm, cũng không có bao hàm không gian cấm chế. Trung niên Mỹ Phụ cũng là không nguyện ý cùng cửu âm thiên vương lên xung đột, lập tức chuyển di chủ đề. Cửu âm thiên vương nói, không gian này pháp trận là tiêu đạo hữu cộng vào. Hắn đã sớm cùng ta nói tới qua, vạn nhất chiến cuộc bất lợi, liền dùng không gian này pháp trận kịp thời chuyển di chiến trường nam tử tóc bạc khẽ nói chuyển di chiến trường lại có tác dụng gì muốn tiêu diệt kia hung ma cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề trung niên mỹ phụ nhẹ gật đầu nói đúng vậy ngay cả thất sát trận đều không làm gì được hắn thiếp thân cũng thật là không biết còn có cái gì trận pháp có thể đối phó được kia hung ma cửu âm thiên vương không rên một tiếng xoay người rời đi lớn thiên vương nơi nào đi vu sơn phu nhân hỏi đương nhiên là đi mời nhân thủ chuẩn bị tái chiến chẳng lẽ cứ như vậy cùng không chết được. Cửu âm thiên vương cũng không quay đầu lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng đi phải xa. Mời nhân thủ tái chiến, nói nghe thì dễ. Trung niên Mỹ phụ nao nao, tự lầm bẩm nói. Nam tử tóc bạc trùng điệp hư một tiếng, cũng lái độn quang, lao vùn vụt mà đi, ngay cả chào hỏi đều không cùng vu sơn phu nhân đánh một cái, đi phương hướng cũng cùng cửu âm thiên vương đi ngược lại. Trung niên Mỹ phụ trên mặt xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng cũng dậm chân, trốn đi thật xa, đi nhưng lại là một phương hướng khác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thất giả dạ mãng từ không gian thông đạo bên trong trùng điệp quảng gia. Lúc này, hắn sớm đã thu hồi hình rồng, khôi phục nhân thân. Không qua khí tức tựa hồ so vừa rồi yếu nhược rất nhiều, bên trái thân thể máu me đầm đìa, tay trái bốn cái đầu ngón tay chỉ còn lại có hai cây, cho thấy phải thụ thương không nhẹ. Bỗng nhiên lọt vào tiêu phàm thiên bằng chi cung một kích, bất ngờ không đề phòng, dù coi như hắn hóa thành hình rồng, đồng dạng có được thánh linh chi lực, cũng không khỏi bị tổn thương. Mới vừa từ không gian thông đạo bên trong vừa ló đầu, còn chưa hiểu mình ở vào phương nào, huyết quang thiếu niên liền phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, đập vào mặt. Gấp vội ngẩng đầu đi lên, chỉ thấy một tấm hắc sắc ấn tỉ, ầm ầm từ trong hư không nổi lên. Phương này màu đen ấn tỉ, đủ vài trượng chi cự, mặt ngoài tinh quang bắn ra bốn phía, ấn tỉ phía trên, điêu khắc một đầu sinh động như thật toan nghê, dương nhanh múa vuốt, tựa như vật sống, uy phong lẫm liệt. Trong ầm ầm nổ vang, màu đen ấn tỉ mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực, chấn áp mà hạ. Hư, không biết tự lượng sức mình, mặc dù cái này màu đen ấn tỉ phía trên rõ ràng mang theo cực kỳ cường đại toan nghe thánh linh chi lực, tại thất giả mãng trong mắt, cũng chỉ bình thường, hắn thậm chí có thể kết luận, cái này ấn tỉ chủ nhân, là một đầu vừa mới đặt chân thành niên kỳ toan nghe, đưa thân cảnh giới này thời gian cũng không dài. Như tại bình thường, hắn tự nhiên là mảy may cũng không để trong lòng bất quá dưới mắt đôi bốn phía hết thảy đều một mảnh mờ mịt mà lại trên thân mang thương thất giả mãng cũng là không nguyện ý đối cứng cái này màu đen ấn tỉ khi hạ thân nhoáng một cái liền hướng một bên lóe lên mà đi chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ tựa hồ là đột phá một loại nào đó bích trướng trong lúc nhất thời cũng không thèm để ý nhưng mà không đợi hắn đứng vững lại kinh ngạc phát hiện phương kia màu đen ấn tỷ cũng đã thuấn di đến đỉnh đầu của hắn, ầm ầm đập xuống. Vậy mà không tránh thoát. chương 1503, thất việt trảm. Không gian cấm chế, thất dạ mãng sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trường đánh ra, trùng điệp đánh vào màu đen ấn tỷ dưới đáy. Hắn thấy, chỉ là một tên vừa mới thành niên toàn nghề tế gia pháp bảo, có thể có mấy phân uy lực. Ngay tại tiếp xúc màu đen ấn tỷ nháy mắt, ấn tỷ lại hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng thất dạ mãng vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy ngực chân khí vì đó trì trệ vậy mà vận lên không được màu đen ấn tỉ nháy mắt trở nên như nặng như thái sơn giang giác thất dạ mãng thậm chí nghe tới cổ tay phải của mình gãy xương đoạn thanh âm màu đen ấn tỉ không chút nào dừng lại ầm vang mà hạ tiểu bối thất dạ mãng tức giận đến hét lớn một tiếng bỗng nhiên đem đan điền pháp lực nhấc lên thanh sáng lóng lánh một phương thanh sắc ấn tỷ bay múa mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng về màu đen ấn tỷ nghinh kích đi lên. Hai phe đại ấn đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang, còn như lôi minh. Đại ấn màu đen, siêu, một tiếng, bay lên, lập tức biến mất ở trong hư không. Toàn nghề tộc rùa đen rút đầu, cho bản nguyên tổ cút ra đây. Thất dạ mãng thu hồi màu xanh ấn tỷ, chợt quát lên. Hoác suy, một tiếng vang nhỏ, một tên tuấn lãng nam tử xuất hiện tại giữa không trung, tay nâng màu đen ấn tỉ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thất giả máng, chính là toàn nghê vương tộc hiếu chủ Nguyên Hạo, bất quá lúc này Nguyên Hạo, trên thân khí tức huy thế bức nhân, sớm đã đột phá bình cảnh, chân chính bước vào trưởng thành cảnh giới. Lão ma, người hủy hoại vua của ta cung, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nguyên Hạo lạnh lùng nói, tiểu bối, chỉ bằng ngươi cái này khu khu một điểm thánh linh huyết mạch, cũng dám sách tính sổ sách hai chữ thất giả dạ máng cười lạnh một tiếng, cực độ khinh thường. Nguyên hạo cười lạnh nói, ta biết ngươi là trời sinh thánh linh, nhưng ngươi bản tôn, sớm đã tại thượng giới bị vô cực thiên tôn triệt để diệt sát. Bây giờ bất quá là nguyên thần hạ giới, vội vã như chó nhà có tang, mang mang như cá lọt lưới, lúc này mới bảo trụ một chút thần hồn bất diệt. Hiện tại cũng chỉ có thể tại hạ giới hãm hại lừa gạt. Trời sinh thánh linh làm được các hạ cái dạng này, cũng thật sự là khó coi cực kỳ. Tiểu bối, ngươi muốn chết, thất dạ mãng giận tím mặt, gào thét như sấm, ống tay áo lắc một cái, một đạo sáng tỏ huyết tuyến bỗng nhiên bắn ra, hướng giữa không trung Nguyên Hạo chém bay đi. Nguyên Hạo khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khinh thường, hắc hắc cười khẽ hai tiếng, vậy mà liền dạng này đứng ở nơi đó, không tránh không né. Đối thất dạ mãng không gì không phá huyết kiếm, nhìn như không thấy. Hiển nhiên huyết kiếm liền muốn chém tới trước mặt, lại chỉ cảm thấy một trận gợn nước vặn vẹo, nguyên bản cách đó không xa Nguyên Hạo, bỗng nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất dạ mãng đã bị chuyển tới một địa phương khác, một cỗ thấu xương nghiêm hàn, đập vào mặt, dù là huyết quang thiếu niên công tham gia tạo hóa, cũng thoảng qua dùng mình một cái. Dõi mắt chỗ đến, đại địa một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Đầy trời tuyết lớn, nương theo lấy gào thét hàn phong, bay lả tả mà hạ. Một mảnh băng tuyết thế giới, cách đó không xa tuyết lớn bên trong, một cái nữ tử áo trắng lẻ loi mà đứng, dung mạo thanh tú, cứ như vậy đứng tại tuyết lớn bên trong, phảng phất đã cùng đầy trời băng tuyết hòa làm một thể. Có chút y tứ, thất dạ mãng dừng lại, hai mắt gấp nhìn chằm chằm bạch y nữ tử kia, hơi nhếch khóe môi lên. Không nghĩ tới tại dạng này dưới cùng giao diện, còn có người có thể đem băng tuyết thần thông tu luyện tới loại trình độ này, cũng coi như là rất không tệ. Tiểu nha đầu, người đến cùng là toàn nghề tộc sau người vẫn là nhân tộc hậu nhân. Cô gái mặc áo trắng này khí tức trên thân, xác thực có mấy phân cổ quái thậm chí ngay cả thất dạ mãng đều có chút không phân biệt được nữ tử áo trắng nhìn xem hắn dung mạo nhàn nhạt đối thất dạ mãng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ ép căn bản không hề cần hồi đáp hắn ý tứ đã từ từ lộ ra một thanh hẹp dài nguyễn kiếm nhưng nhưng chỉ xuống đất thế nào nghĩ ở chỗ này cùng ta đơn đấu thất dạ mãng không khỏi sừng sốt lập tức cười ha hả bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu tiểu nha đầu nhìn ngươi tuổi không lớn lắm có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Làm sao đầu óc có chút không dùng được a? Nữ tử áo trắng sau nghi có chút nhau một chút, hiển nhiên đối thất giả mãng lần này ngôn từ có chút không vui, nhưng vẫn là không nói gì, bước liên tục khoan thai, lặng yên không một tiếng động hướng về thất giả mãng đi tới. Tốt, đã ngươi không hiểu được chân quý, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thất giả mãng giận tím mặt, từng có lúc, có người dám ở trước mặt hắn như thế ngạo khí ác thất giả mãng cũng lộ ra trôi này không gì không phá huyết kiếm. Chẳng qua hiện nay nắm ở trong tay, rất rõ ràng là dự định dựa theo nữ tử áo trắng hình thức, cùng nàng hảo hảo chém giết một trận. Thân là trời sinh thánh linh, thất giả mãng không cho phép có người so hắn còn muốn ngạo khí. Chỉ bất quá, hắn thực tế là không biết, tân lâm chính là như vậy tính cách, cùng tiêu phàm cùng một chỗ thời điểm, lời nói cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói là đối mặt hắn cái này sinh tử đại địch. Tân Lâm vẫn là như vậy không chậm không nhanh, chậm rãi tới. Ngay tại thất giả mãng đều có chút không kiên nhẫn thời điểm, chỉ nghe, bá, một tiếng, một đạo hàn quang chói mắt, vạch phá hư không. Trong chấp nhóm này, áo trắng váy trắng Tân Lâm đã không thấy bóng dáng, chỉ có một kiếm chém bay mà đến, kia cỗ sát ý, tựa hồ so xung quanh kỳ hàn lạnh hơn. Hư, chém giết gần người, thất giả mãng hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, vung vẩy trong tay huyết kiếm, nghênh đón tiếp lấy song kiếm tương giao, lập tức phát ra cùng loại sắt thép pha chạm thanh thúy thanh âm, huyết kiếm sắc bén, không thể địch nổi, tân lâm trong tay nhuyễn kiếm, lập tức từ đó một chiếc vì hai, dài hơn thước mũi kiếm, bay múa mà ra, lăng không bạo liệt, hóa thành điểm điểm xương trắng, nháy mắt liền cùng đầy trời phong tuyết tan lại với nhau. Tân lâm không chút nào vì đó mà thay đổi, cổ tay trắng vung vẩy, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm, liên miên bất tuyệt thi triển đi ra. Tại bị chém nứt nháy mắt, Nguyễn kiếm lại lấy nhanh làm cho người khác lóa mắt tốc độ một lần nữa mọc ra một đoạn mũi kiếm đến, thật giống như căn bản liền chưa từng bẻ gãy qua. Lấy băng tuyết chi tinh hóa thành lợi kiếm, vậy mà có thể làm mềm. Ông ong, không ngừng, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trăm một kiếm nhanh như một kiếm, trước sau tương liên, cơ hồ hình thành một chương kiếm võng, đem thất giả mãng bao phủ nó hạ. Nhưng thất giả mãng thật đúng là nghiêm túc, vô luận tân lâm Nguyễn kiếm như thế nào xuất thần nhập hóa, chiêu số như thế nào thần kỳ khó lường mỗi một kiếm đưa ra huyết kiếm đều có thể chuẩn xác không sai lầm nghinh kích đi lên đem băng tuyết chi kiếm cắt làm hai đoạn chém giết gần người các người còn kém xa lắm năm đó tiêu vô cực tiểu tặc kia liền thích dùng dạng này đấu pháp kiếm quang bao phủ phía dưới thất dạ mãng cười lạnh liên tục tân lâm hay là không nói lời nào càng đánh càng nhanh thất dạ mãng không chút nào yếu thế đồng dạng càng đánh càng nhanh chỉ bất quá rốt cục có một lần chờ hắn nâng lên huyết kiếm thời điểm đột nhiên cảm giác được, chuyển động có chút không lớn linh hoạt, trong bất trí bất giác, băng tuyết chi tinh đã đem hắn quanh mình hư không đều chậm rãi đông cứng, kỳ hàn đã xâm nhập đến hắn cốt tủy chỗ sâu. Lần thứ nhất, máu của hắn kiếm chưa thể nghênh tiếp mục tiêu, chậm một chút xíu, nguyễn kiếm cùng huyết kiếm sượt qua người, suy, một tiếng, tại trên bả vai hắn lưu lại một vết thương. Bất quá cái này đạo vết thương, vẫn chưa ra chóc thịt bong, càng không có máu tươi văng khắp nơi, tại cắt nước đồng thời, thấu xương nghiêm hàn, liền đã triệt để đem vết thương phong bế sau một lát lại là suy một tiếng thất dạ mãng trên thân lại nhiều một đạo vết thương theo vết thương từng đạo tăng nhiều thấu xương kỳ hàn cũng một chút xíu xâm nhập đến thất dạ mãng kinh lạc bách hải tiểu nha đầu người chơi lừa gạt a à, chém giết gần người không phải như vậy chơi ta đã mất đi kiên nhẫn suốt cục thất dạ mãng một tiếng quát lớn vô tận kiếm dưới ánh sáng một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời thất giả mãng rốt cục triệt để bộc phát. Bóng trắng lóe lên, tân lâm như là một nói tia chớp màu trắng, trong chớp nhoáng hướng phương xa bay đi, căn bản không có ý định cùng hắn cứng đối cứng. Đúng lúc này, trong hư không ba đạo nhân ảnh tránh hiện ra, ba cỗ đồng dạng cường đại cự lực, đón đầu chân áp xuống. Âm vang rung động, toàn nghề vương khí nghiêm nghị, là nguyên hảo tế ra toàn nghề vương ấn. Phương này ấn tỉ, chính là toàn nghề vương cung chấn cung chi bảo, là đời thứ nhất trời sinh thánh linh thanh toan nghe tự mình lấy bản mệnh thần thông tế luyện lưu cho hậu thế hộ thân trí bảo ẩn chứa cực kỳ nồng đậm toan nghe thánh linh khí tức uy năng mạnh không cùng luân so dù coi như là thất giả mãng bản tôn ở đây cũng không dám khinh thường màu đen ấn tỉ một bên thì là kim sáng lóng lánh tiếng xé gió một ngạt vô so một đầu to lớn hoàng kim hàng ma sử vào đầu mãnh kích mà hạ thiên tuyệt thần ni miệng tuyên phật hiệu dáng vẻ trang nghiêm trầm thấp Phật hiệu âm thanh tại băng thiên tuyết địa không ngừng quanh quẩn. Từ thất giả mãng phía bên phải đánh tới, gần chịu tân lâm lúc trước vị trí chỗ ở, thì là tiêu phàm. Long tượng nặng tay, phong lôi kích đáng, thất giả mãng toàn lực bộc phát, ngạnh sinh sinh liền cùng tiêu phàm đám ba người đụng vào nhau. Âm ầm nổ vang, băng tuyết bay dương, một cái hố sâu to lớn, tại băng thiên tuyết địa bên trong ngạnh sinh sinh nện ra, uy phong lẫm liệt không ai bị nổi thất giả mãng, trực tiếp bị nện tiến vào trong hố sâu. Tiêu Phàm, Tân Lâm, Thiên Tuyệt Thần Nhi, Nguyên Hạo bốn người phân loại tứ phương, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trong hố sâu huyết quang thiếu niên, Tân Lâm cùng Thiên Tuyệt Thần ni mặt không biểu tình, nhiễm nhiên là sư đồ hai người, một mạch tương thừa, căn bản liền nhìn không ra các nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm cùng Nguyên Hạo khóe miệng lại có chút nhếch lên, mang theo một sợi mỉa mai ý cười. Mới vừa từ không gian thông đạo bên trong ngã ra đến, liền liên tiếp lọt vào trọng kích dù là thất giả mãng cao minh, lúc này cũng khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên pháp lực kém chút triệu tập không dậy, ngược ẩn ẩn bị đau, hiển nhưng đã tổn thương càng thêm tổn thương. Mấy cái này tiểu tặc, nắm bắt thời cơ phải 10 điểm xảo trá, quyết không để hắn có cơ hội thở dốc. Tiêu phàm, so với tổ tông của ngươi, ngươi thực tế là kém đến quá xa. Đứng tại hố sâu dưới đáy, thất giả mãng cắn răng, mỗi chữ mỗi câu từ miệng bên trong té ra. Năm đó tiêu vô cực mặc dù cũng không phải là một món đồ, chỉ ít cùng người quyết chiến, còn tính là quang minh lỗi lạc. Đến người nơi này, lại là quỷ kế đa đoan, hoa văn trồng chất. Các ngươi họ tiêu, quả nhiên là một đời không bằng một đời. Tiêu phàm liền cười, bên cạnh cười bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói các hạ không cần dùng phép khích tướng. Mảnh bàn về đến, người mới thật sự là gian lận. Các hạ căn bản chính là không nên xuất hiện tại chúng ta Nam Châu Đại Lục. Ngươi là trời sinh thánh linh, cũng nên có chút thánh linh khí phái, vô luận thắng thua, đều là ngươi tại thượng giới sự tình. Lấy thánh linh chi lực, đi tới dưới cùng giao diện làm sằng làm bậy, thế mà còn không biết xấu hổ chỉ trích chúng ta. Không muốn mặt, Nguyên Hạo lập tức trùng điệp gắt một cái, càng là vô sỉ, chớ đây là rất, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ba canh trở lên đã đến thu quan giai đoạn, đĩa bánh không muốn làm đến tháng sau mới kết thúc, ngay tại ngày 30 tháng 9 trước hoàn thành. Cho nên, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ba canh trở lên, nếu như viết nhiều, liền lại nhiều phát một chút, thông báo chư vị một tiếng. Cảm ơn mọi người cho tới nay, đối đĩa bánh ủng hộ, đối đại hào môn hậu ái. Cúi đầu, chương 1504, Sa Luân Chiến. Khư, ngươi cho rằng xoắn suýt một nhóm sâu kiến, từ một chỗ đổi được một địa phương khác, kết quả liền có thể thay đổi. Nói cho ngươi, đừng nằm mơ, vô luận ngươi hoa văn lại nhiều, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Các ngươi những này sâu kiến, cuối cùng là phải bị bóp chết huyết quang thiếu niên cười ha hả bỗng nhiên ở giữa trước mắt quang mang lóe lên một tấm bùa dễ như trở bàn tay đột phá hắn hộ thể lồng ánh sáng thiếp trên mặt của hắn ba một tiếng tại trên mặt hắn bốc cháy lên bất quá hơi lập tức trôi qua thật giống như có người đột nhiên nương đến bên cạnh hắn không nhẹ không nặng phiến hắn một bàn tay tất cả mọi người khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không thể nghi ngờ tờ phù lục này là tiêu phàm tế gia cấp bậc cực thấp hay là tiêu phàm vừa mới ngưng kết kim đan không lâu luyện chế còn sót lại tại chữ vật vòng tay nơi hẻo lánh bên trong dạng này phù lục bởi vì cấp bậc quá thấp đối thất dạ mãng hoàn toàn không có khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương gì thật giống như trong không khí cho bụi đồng dạng hắn hộ thể lồng ánh sáng đối này không có chút nào phòng bị tiêu phàm bỗng nhiên tế ra dạng này một chương đê dai phù lục dụng ý có thể nghĩ thất dạ mãng khe giật mình về sau liền là giận tím mặt tiểu tặc ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, chém thành muôn mảnh. Thất dạ mãng gào thét như sấm, trong tay máu kiếm nhất dương, một đạo sáng tỏ trói mắt huyết tuyến, hướng về giữa không trung tiêu phàm bọn người, quét ngang qua. Ba, một tiếng vang nhỏ, tờ máu những nơi đi qua, tiêu phàm bọn người sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như bọn hắn ép căn bản không hề ở chỗ đó xuất hiện qua, biến mất cực kỳ triệt để. Thất giả dạ mãng giận phát như cuồng, huyết kiếm tung hoành, sáng tỏ tơ máu hướng bốn phương tám hướng chém bay mà ra, suy suy, không ngừng, sắc bén vô song, không gì không phá huyết tuyến, cuối cùng lại biến mất ở trong hư không. Không có gây nên nửa điểm gợn sóng, ngay tại cách thất giả dạ mãng cách đó không xa một cái không gian bên trong, tiêu phàm cùng Tân Lâm, Âu Dương Minh Nguyệt đứng sóng vai. Tân Lâm ở bên trái, Âu Dương Minh Nguyệt bên phải, tại trước mặt bọn hắn, ngũ thải tinh thạch lấp lánh đem băng tuyết thế giới bên trong thất giả mãng nhất cử nhất động đều thấy thanh thanh sờ sờ. Mạnh yếu cách xa, muốn giết hắn độ khó rất lớn. Tân Lâm nhẹ nói, ngữ khí bình thản, không mang bao nhiêu tình cảm sắc thái. Hơn 200 năm quá khứ, dưới mắt già nhi còn là lúc trước bộ dáng, thanh lệ thoát tục, tiếc lời nói như vàng. Đối với người nào đều là bình bình đạm đạm, thậm chí cùng tiêu phàm đối thoại, cũng là như thế. Cứ việc tu vi của nàng đã đột bay mãnh tiến vào, đến một cái cực kỳ kinh người cảnh giới, bên ngoài đồng hồ nhìn tới. Lại không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả khí tức đều không có cái gì cải biến. Hắn bắt đầu phát cuồng, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp lời nói, tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói nguyên bản cũng không có nghĩ qua có thể rất nhẹ nhàng bắt lấy hắn, bày ra cái không gian này trận pháp. Cũng là vì không ngừng tiêu hao thực lực của hắn, để hắn một mực đánh xuống. Không phải nghỉ ngơi, dù là hắn tu vi lại cao, pháp lực lại hùng hậu, cũng cuối cùng sẽ có hao hết thời điểm. Đến lúc đó, này lên kia xuống, chúng ta muốn tiêu diệt hắn, liền có thêm mấy phân hy vọng. Tân lâm khẽ vuốt cằm, không lên tiếng nữa, nàng vẫn là như cũ, chỉ cần tiêu phàm làm ra quyết định, liền kiên định không thay đổi địa chấp hành. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ cười nói, hắn lại bắt đầu hòa yên tĩnh, xem ra nên ta ra sân. Quả nhiên, băng tuyết thế giới bên trong thất giả mãng rốt cuộc đem phẫn nộ trong lòng cưỡng ép theo ép xuống bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên vị trí hoàn cảnh tới nhìn qua đây chính là một cái băng tuyết thế giới trừ kỳ hàn thấu xương cũng không có cái khác chỗ đặc biệt nhưng tiêu phàm bọn người xuất quỷ nhập thần tới lui tự nhiên đủ thấy nơi đây cấm chế thần kỳ thất giả mãng càng xem càng là kinh hãi không gian chi đạo hắn cũng không phải là không hiểu thậm chí có thể nói được là tương đối tinh thông nhưng nơi đây không gian cấm chế lại làm cho hắn không tự chủ được nhíu mày. Thần diệu khó lường, rất khó tưởng tượng, tại dạng này dưới cùng giao diện, còn có người có thể bố trí ra như thế tinh diệu không gian pháp trận. Hắn mặc dù biết cửu linh thể hỗn độn chân thân trong đó một đạo linh can chính là không linh cây, đối không gian chi đạo lực lĩnh ngộ cực mạnh, nhưng kia họ tiêu tiểu bối, có thể lớn bao nhiêu niên kỳ. Liền có thể có như thế cường hãn không gian tạo nghệ, thực tế có chút ra ngoài ý định bên ngoài thất dạ mãng một trái tim dần dần chìm xuống dưới phá không được trận hắn liền ra không được mà tiêu phàm trưởng khống trận pháp hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động bị đánh mặc dù kết quả sau cùng còn không thể xác định nhưng loại này vượt qua trưởng khống cảm giác vẫn là để thất dạ mãng phi thường khó chịu trong lòng vô cùng bất an hắn không thích loại tình hình này nhiều năm trước tới nay hắn đã thành thói quen hết thảy từ ta làm chủ cảm giác lại ổn định lại tâm thần nhìn kỹ một chút có thể hay không tìm tới không gian này pháp trận sơ hở. Bất quá, tiêu phàm rõ ràng không có ý định để hắn ổn định lại tâm thần. Hoác suy, một tiếng vang nhỏ, một vệt kim quang từ phía sau hắn nổi lên, như thiểm điện hướng hắn bay tới. Thất dạ mãng gì cùng ánh mắt, tự nhiên liếc thấy được đi ra, kim quang bên trong bao quả chính là một cái kim cương vòng, mang theo khí tức cực kỳ mạnh. Hừ, thái ất môn, thất dạ mãng hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo tơ máu nổi lên, hướng về kim cương vòng nghinh kích đi lên. Ngay tại tơ máu sắp cùng kim cương vòng tiếp xúc nháy mắt, kim cương vòng chợt chuyển hướng, vòng qua tơ máu, từ một phương hướng khác, hướng thất giả mãng nện đem tới. Cùng lúc đó, cách đó không xa hư không vặn vẹo, phổ hoa chân nhân hiện thân mà ra, toàn thân ngân quang lóng lánh, chín con dao long vây quanh hắn, trên dưới tung bay, không ngừng phun ra ra từng đoàn từng đoàn liệt diễm. Phổ hoa chân nhân vậy mà trực tiếp đem cửu long thần hỏa che đậy tế ra đến, đem mình hộ ở trong đó. Cứ việc trăm năm trôi qua, phổ hoa chân nhân cũng là tu vi lớn tiến vào, nhưng cái này hung ma uy danh quá đáng, thần thông quá mạnh, phổ hoa chân nhân không thể không phá lệ cẩn thận, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Dù sao tiêu phàm định ra sách lược, chính là mượn nhờ không gian pháp trận thần kỳ, cùng cái này hung ma xa luân chiến, một chút xíu tiêu hao thực lực của hắn. Mai chết hắn, lớn mật, thất dạ mãng giận dữ, ống tay áo lắc một cái, màu xanh ấn tỉ bay múa mà ra, một hóa thành ba, bỗng nhiên vây kín, trùng điệp đánh vào kim cương vòng lên. Phanh phanh phanh, ba vang lên đi, kim cương vòng réo vang một tiếng, như thiểm điện hướng phổ hoa chân nhân chỗ phương hướng, bay múa mà quay về, phổ hoa chân nhân giơ tay, đem kim cương vòng tiếp trong tay. Thất dạ mãng đang muốn miệng lẩm bẩm đang muốn thúc đẩy màu xanh ấn tỉ cho phổ hoa chân nhân trùng điệp một kích, đột nhiên, đỉnh đầu hư không xé toạc ra, một đạo so vạc nước còn muốn lớn hơn vàng bạc hai màu hồ quang điện, mãnh bổ xuống, nháy mắt liền tới đỉnh đầu của hắn, ngay cả nửa điểm né tránh thời gian đều không có. Huyết quang lóe lên, vô số tơ máu nổi lên, tại thất dạ đầu chăn đỉnh hình thành một đóa hoa sen màu máu. Vội vàng ở giữa, đây là hắn có thể làm ra duy nhất phòng vệ động tác. Nhưng cái này phòng vệ động tác dù sao quá mức vội vàng, uy lực cực kỳ có hạn. Trải qua lôi quang tháp cường hóa hạo dương thần lôi, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể chống cự được. Âm vang, tiếng vang, hoa sen màu máu lập tức chia năm xẻ bảy, gào thét một tiếng, cứ thể biến mất vô tung. Phích lịch oanh đỉnh, vàng bạc hai màu điện quang, trực tiếp xuyên qua thất dạ mãng thân thể. Thất dạ mãng sắc mặt, nháy mắt mấy lần, hạo dương thần lôi cố nhiên không có đem hắn lăng không nổ tung, nhưng cũng để kinh lạc của hắn tạng phủ thụ thương không nhẹ. Thất dạ mãng phiền muộn phải kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến hắn có thể cảm ứng được, điều khiển lôi quang tháp Âu Dương Minh Nguyệt, cùng phía trước cách đó không xa phổ hoa chân nhân đồng dạng, đều chẳng qua là chỉ là ngộ linh sơ kỳ tu vi, trong mắt hắn, quả thực liền cùng sâu kiến hào không khác biệt, nếu là vào ngày thường bên trong, nói miểu sát có lẽ có ít khoa trương, nhưng mà thật đúng là ngăn không được hắn một chiêu một thức. Bây giờ lại to gan lớn mật chủ động ra tay với hắn, thế mà còn đánh lén thành công. Cầu tặc, thất dạ mãng cắn răng nghiến lợi mắng, máu kiếm nhất tránh, một đạo sáng tỏ tơ máu sen lẫn tựa là hủy diệt khí tức, nhanh như thiểm điện hướng đỉnh đầu hư không chém tới. Tơ máu thực tế tới quá nhanh, Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù người mang pháp trận lệnh bài, có thể tại từng cái không gian tùy ý ghé qua, lúc này lại cũng không kịp rời khỏi. Lập tức cũng không hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái lôi quang tháp, hoàng kim bảo tháp quang hoa đại phóng, lượn vòng tiến lên, ngăn trở tơ máu. Suy, một tiếng, tơ máu đứng tại lôi quang tháp bên trên. Lôi quang tháp run lên, liền bình chân như vải tiếp nhận xuống tới không gì không phá huyết tuyến nháy mắt chôn vùi ngay cả nửa điểm vết tích đều không có tại lôi quang tháp bên trên lưu lại lại là như ý tháp nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn thất dạ mãng càng là hận đến nghiến răng nếu là lần này cùng giao diện những bảo vật khác bị máu của hắn kiếm chính diện chém chúng đã sớm biến thành một đống đồng nát sắt vụn nhưng đối như ý tháp thật đúng là bất lực cũng may những bọn tiểu bối này tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào thúc đẩy món trí bảo này nếu không riêng là như ý tháp liền đủ hắn chịu bất quá tại dạng này hạ giới như ý tháp huy năng cũng giống vậy nhận cực lớn áp chế nếu không chỉ sợ toàn bộ giao diện đều muốn không ổn định phải này cơ hội thở dốc âu dương minh nguyệt sớm đã tay nâng bảo tháp biến mất tại không gian bích chướng về sau cách đó không xa phổ hoa chân nhân cũng tế ra lệnh bài xé mở không gian bích chướng biến mất không còn tâm tích. Mặc dù không gian pháp trận rất kỳ diệu, nhưng lẫn nhau ở giữa tu vi tranh lệch quá lớn, lúc trước định ra kế sách, chính là, mau đánh, xa luân chiến mỗi người xuất thủ một kích, Mà kẻ chúng không chúng, xoay người rời đi. Nhất định không thể tại cùng một cái trong không gian cùng thất dạ mãng chiến đấu. Một khi bị hắn cuốn lấy, nhất định giữ nhiều lành ít. Rõ ràng địch thủ cấp bậc kém xa mình, lại vẫn cứ giống cá chạch trơn trượt, đánh lại đánh không chúng, bắt lại bắt không được, thất giả mãng buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Bất quá tại loại này phiền muộn bên trong, nhưng cũng bao hàm có khiến người hưng phấn, mỹ diệu tiền cảnh. Giết tiêu vô cực hậu nhân, đoạt được tiểu tử kia cửu linh thể hỗn độn chân thân, là đủ thành tựu mới thánh linh thân thể, lại đoạt được như ý tháp, trở lại thượng giới, thiên hạ dù lớn, ai có thể là ta địch thủ. Lần nữa nhìn thấy lôi quang tháp về sau, thất giả mãng tâm tư lại hoạt động mở, lẩm bẩm nói. Chỉ cần nặng thành tựu mới thánh linh thân thể, lại thêm trong truyền thuyết như ý tháp mịch thiên uy năng, đừng bảo là toàn bộ huyền linh thượng giới có thể tung hoành vô địch, dù là ngày sau phi thăng tiên giới, cũng không có gì đáng lo lắng. Như ý tháp vốn là tiên gia tạo hóa chi bảo, thì sa môn thiên vương bởi đó thành tựu vô thượng uy danh. Các hạ thật đúng là tham lam hạng người, sắp chết đến nơi, thế mà còn tại làm cái này nằm mơ ban ngày. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa hư không lóe lên, áo trắng bạch bào tiêu phàm hiện thân mà ra, tay cầm một thanh thanh lóng lánh trường kiếm, cười như không cười nhìn qua hắn, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt mỉa mai chi ý. chương 1505, Phản bội Tiểu tặc, đi chết đi, huyết quang thiếu niên gặp một lần tiêu phàm hiện thân, lập tức hai tay đồng rạc hơn 10 đạo tơ máu giao nhau bay ra, tạo thành một cái huyết sắc phi hình vòng xoáy, hướng về tiêu phàm càn quét mà đi. Hắn thực tế đã khó mà khoan dung những này sâu kiến đối với hắn đánh lén cùng trêu đùa. Tơ máu những nơi đi qua, tiêu phàm ngay cả nửa phân hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị chém thành mảnh vỡ thất dạ mãng sắc mặt lập tức chìm xuống dưới tiểu tạc này xem ra giống như thật như thế không nghĩ tới cũng chỉ là một cái hư ảnh tại pháp trận này bên trong tựa hồ cảm giác của hắn cũng xảy ra vấn đề bị suy yếu không ít bằng không coi như lại khó lường huyễn thuật sao lại dám ở trước mặt hắn thi triển bá một thanh thanh lóng lánh trường kiếm bỗng nhiên từ huyết quang thiếu niên sau lưng giết tới một kiếm này không có hoa chiêu, cũng không có có hậu thủ, chính là như thế một kiếm, thẳng tắp chém tới, duy nhất chỗ dựa vào người, chính là tốc độ, nhanh đến cực điểm. Tiểu tặc, thất dạ mãng càng là giận tím mặt, không cần suy nghĩ, quay người một kiếm nghiêng nghiêng vẩy đi lên. Dưới cùng giao diện đồng nát sắt vụn, sao có thể đỡ nổi máu của hắn kiếm. Quả nhiên, hai kiếm chạm nhau, soạt một tiếng vang nhỏ, tiêu phàm trường kiếm trong tay vỡ nát, hóa thành mười mấy đoạn mảnh vỡ thất dạ mãng không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút. Nếu như tiêu phàm trường kiếm từ đó một phân thành hai, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, hiện tại vỡ thành mười mấy phiến, tính là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, thất dạ mãng liền hiểu được, 16 phiến ly dao bản mệnh vẩy rồng biến thành đoàn kiếm, lóng lánh thấu xương hàn mang, chém bay mà hạ. Thất dạ mãng hừ lạnh một tiếng, toàn thân hiện ra từng mảnh từng mảnh đỏ tươi lân giáp, đem toàn thân cao thấp đều bao vây lại, phải rồng kiếm những nơi đi qua, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại là lông tóc không thương. Tiêu phàm sầm mặt lại, trong tiếng hít thở, một trường mãnh kích mà ra. Long tượng nặng tay, trong lúc này, thất giả mãng dù coi như có muôn vàn thủ đoạn, cũng chỉ có thể đồng dạng trong tiếng hít thở. Một trường nghênh đón tiếp lấy, âm vang một tiếng thật lớn, thất giả mãng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tự lực cuồn cuộn mà đến, mang theo tử địch thiên bằng khí tức, không khỏi toàn thân rung mạnh, dưới chân một hư, liền lùi lại bảy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, lại vẫn lay động hai lần. Tiêu phàm cũng không có lần nữa xuất thủ, chỉ là đứng ngay tại chỗ, lạnh lùng tiếp cận hắn, lạnh nhạt nói, lão ma, xem ra ngươi không thi triển hóa rồng chi lực, cỗ này thân thể cũng không gì hơn cái này. Thất giả mãng giữ tợn cười lên, quát tiểu tặc, người không nên đắc ý, coi là luyện hóa một điểm thánh linh chi lực ra mau, liền thật có thể trưởng khống thiên địa này chi uy rồi. Kém xa đâu, ta biết kém xa, bất quá các hạ bộ thân thể này, cũng không phải thật thánh linh thân thể, kia hóa rồng chi lực, người mỗi lần đều muốn tiêu hao thánh linh nguyên thần mới có thể triển khai ra được. Các hạ lúc trước hạ giới thời điểm, nguyên thần chi lực liền tàn khuyết không đầy đủ, tại hạ giới qua nhiều năm như vậy, lại làm hao mòn không ít. Lại không biết các hạ còn có thể thi triển mấy lần nữa. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói, ngữ khí chấn định như hằng. Tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong, thất dạ mãng sầm mặt lại, nói ta liền biết quỷ vật không đáng tin cậy, kia quỷ bà còn cùng ngươi hồ nói cái gì. Tiêu phàm từ tốn nói, nên nói, nàng đều nói. Hừ, dù là chỉ có thể lại thi triển một lần, muốn tiêu diệt các ngươi cái này mấy tiểu bối, đó cũng là thước tha có dư. Tiểu tặc, ngươi không phải tự cao nhục thân cường hoành A. À. Bản nguyên tổ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính luyện thể thuật. Thất dạ mãng gầm hét lên, toàn thân huyết quang lăn lộn, từng mảnh từng mảnh huyết sắc phẩy rồng nháy mắt nối liền cùng một chỗ, hóa thành một kiện đỏ tươi ướt át giáp trụ, thân thể đón gió căng phồng lên, hóa thành hơn 10 trượng chi cự, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua tiêu phàm, tựa như một tôn huyết sắc ma thần, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, thấu thể mà ra. Tiểu tặc, có dám đánh một trận, tiêu phàm liền cười, nhẹ nói, lão ma, người có hai cái mau bệnh, cái thứ nhất mau bệnh chính là tự cho là đúng. Về phần cái thứ hai mau bệnh nha, càng thêm chí mạng, đó chính là ngu. Người cảm thấy ở thời điểm này, ta sẽ mắc lừa cùng ngươi liều mạng A. Nói, tiêu phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả một thân chiến giáp đỏ lòng thất dạ mãng tức giận đến giận sôi lên, nâng lên một cái chân to, một khước đập mạnh xuống dưới. Trong chốc lát ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển. Mà tiêu phàm đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Cùng lúc đó, mang theo thanh toàn nghề thánh linh khí thức màu đen vương tỷ, hóa thành mấy chục trượng chi cự, xé rách hư không, vào đầu trấn áp mà hạ. Nguyên hạo thậm chí trong hư không hiện ra thanh toan nghề bản tướng, lắc đầu vẫy đuôi, từng đạo chân nguyên pháp lực, liên miên không ngừng mà đánh vào đến vương tỷ bên trong. Có không gian pháp trận che chở, nguyên hạo có thể không hề cố kỵ thỏa thích đem toàn thân pháp lực đều rót vào pháp bảo bên trong. Vương tỷ chịu uy, không cùng luân so, giống thất giả dạ mãng bị một đám tiểu bối triệt để khí mộc, nhìn cũng không nhìn, giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên hướng không trùng trần áp xuống màu đen vương tỷ oanh kích mà đi. A-di-đà Phật, Phật hiệu từng tiếng, phong thanh trận trận, hoàng kim hàng ma sử từ một phương hướng khác, trùng điệp đập xuống. Khác một bên hư không, lôi quang tháp nổi lên, phích lịch lấp lánh, vô tận vàng bạc sắc hồ quang điện, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại lôi quang tháp dưới đáy hình thành một cái cự đại lôi cầu, uy thế bức nhân. Cách Âu Dương Minh Nguyệt cách đó không xa, phổ hoa chân nhân lần nữa tế ra kim cương vòng, thất dạ mãng lại là giống to một tiếng, đối chính đang xúc thế lôi quang tháp cùng kim cương vòng không thèm để ý, giơ lên khác một nắm đấm, hướng về hoàng kim hàng ma sử ninh kích quá khứ. Đúng lúc này, một cỗ kỳ hàn khí hơi thở, lại đột nhiên tập đến phía sau hắn. Một đầu đến hàn băng diễm biến thành bạch xà, cuốn lấy thất dạ mãng thắt lưng, thất dạ mãng chưa lấy lại tinh thần, trong chốc lát liền đã ngưng kết thành băng, huyền băng chi lực đem hắn toàn thân trên dưới đều cóng đến mất thăng bằng, nửa điểm đều không thể động đậy oanh, toàn nghề vương tỷ, vào đầu chân áp, oanh, nặng hơn vạn cân hoàng kim hàng ma sử cũng đập ầm ầm tại huyền băng thất dạ đầu chăn đỉnh. Oanh, kim cương vòng đón đầu nện xuống, oanh, thô to vô so vàng bạc hai màu lôi trụ, chính giữa thất dạ mãng trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, khí lãng cuồn cuộn, cuồn cuộn hướng hai bên càn quét mà đi, thất dạ mãng hoàn toàn bị vô tận công kích bao phủ hoàn toàn. Dù coi như là trời sinh thánh linh hạ giới, cỗ này một lần nữa ngưng tụ nhục thân, tại như thế cường hãn liên hợp công kích phía dưới. Cũng không có khả năng bình yên vô sự, khí lãng chưa tan hết, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, liền từ thất dạ mãng đứng chỗ đứng bộc phát ra, xen lẫn vô tận nổi giận chi ý. Sâu kiến, chỗ này dám như thế, hắn kích phát hóa rồng chi lực, mau lui, tiêu phàm thanh âm vang lên, lui, nghĩ lui đi nơi nào, giữ tận trong tiếng cười, một bước nhìn qua có chút cổ xưa quyển trục. Bay múa mà ra, nay tấm quyển trục phía trên, lấy cực kỳ cứng các bút họa phát họa ra sơn hà xã tắc biển cả mênh mông núi xa xanh ngắt có khác một loại tang thương cảm giác vừa mới xuất hiện liền là bộc phát ra một cỗ cực mạnh mẽ không gian khí tức lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra nháy mắt liền đem băng thiên tuyết địa đều tràn ngập phải tràn đầy phốc 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 vài tiếng nhẹ vang lên không tốt lệnh bài tan vỡ nơi xa truyền đến âu dương minh nguyệt mang theo kinh hoàng thanh âm để cái này hung ma tại cuồng nộp phía dưới, liều lĩnh kích phát hóa rồng chi lực. Chính là cố định sách lược, tiêu phàm từ trong truyền tống trận vừa hiện thân, liền cùng mọi người nói đến rõ ràng. Đoàn người sở dĩ nhiều lần chọc giận thất dạ mãng, chính là như thế. Chỉ bất quá rốt cuộc không nghĩ tới, cái này hung ma thế mà còn tùy thân mang theo cường đại như thế không gian bảo vật, vậy mà tại nháy mắt liền đánh nát bọn hắn pháp trận lệnh bài. Không có lệnh bài, đoàn người liền không cách nào xé rách hư không cũng giống vậy bị vây ở chỗ này. Cùng đã hóa thành hình rồng thất dạ mãng vây ở cùng một cái không gian bên trong, mà lại không gian này vẫn là như vậy hẹp nhỏ, cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng chuyện tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, giống một tiếng nổi giận lôi minh, kinh thiên động địa, dài đến mấy trăm trượng chi cự máu vải long, nổi lên như núi cao to lớn đầu lâu bên trên hai viên con mắt toát ra huyết hồng hỏa diễm, lửa giận sớm đã để cái này hung ma đánh mất cuối cùng một tia nhân tính riêng là từ trên người hắn lộ ra khí tức, liền ép tới người ngay cả khí đều không kịp thở. Ngay cả thiên tuyệt thần ni đều hơi biến sắc, truyền thuyết này bên trong thượng giới thánh linh chi lực, quả nhiên tuyệt không phải người hạ giới có thể chống lại. Thiên tuyệt thần ni vốn là gừng quế chi tính, già di cay, nhưng mà đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, trong lòng vô cùng rõ ràng, song phương thực lực đối so, thực tế quá mức cách xa, dù coi như mọi người liên thủ, cũng tuyệt không nửa phân phần thắng. Hiện tại lệnh bài vỡ vụn, ngay cả chạy chối chết cơ hội đều không có. Sâu kiến, các ngươi đều phải chết, máu vải long ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lắc đầu vẫy đuôi, liền muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà dị biến nảy sinh, máu vải long gào thét từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên 10 điểm không hiểu. Không biết lúc nào, dưới mặt đất băng cứng bên trong, vươn hai con thổ bàn tay lớn màu vàng, gắt gao bắt lấy máu vải long hai đầu chân sau, vô luận hắn như thế nào lắc đầu vẫy đuôi, như thế nào dâng lên độn quang, từ đầu đến cuối đều không làm nên chuyện gì, chính là không cách nào ly khai mặt đất. Thổ ma ngẫu, lúc trước máu vải long phái phái váy đen thiếu phụ tiến đến bài trừ thất sát trận tổng khống trận nhãn, có chút hiên lòng không dưới, cố ý lại đem một lần nữa luyện hóa sau thổ ma ngẫu phái ra ngoài, theo sát phía sau, quả nhiên đánh tiêu phàm cùng cửu lê tiên tử một trở tay không kịp. Thất sát trận bị phá, bất quá sát quỷ cùng thổ ma ngẫu cũng theo đó một đi không trở lại. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, máu vải long cũng không rảnh bận tâm, không biết phái đen thiếu phụ và thổ ma ngẫu đến cùng là bị tiêu phàm diệt sát, hay là chạy trốn tới địa phương khác. Dù sao tiếp xuống tiêu phàm liền khởi động không gian truyền tống trận, đem hắn truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này. Lại không nghĩ tới, thổ ma ngẫu hội tại dạng này quan trọng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện, nắm chắc hai chân của hắn bởi vì hắn đối thổ ma ngẫu một điểm tâm phòng bị đều không có tự nhiên bị cái này ma ngẫu không tốn sức chút nào đánh lén đắc thủ không hề nghi ngờ thổ ma ngẫu lại một lần nữa làm phản về phần tiêu phàm đến cùng có thủ đoạn gì thần không biết quỷ không hay xúi rục thổ ma ngẫu về sau còn thành công che đậy tin tức không để hắn phát giác trong lúc nhất thời lại nơi nào làm được rõ ràng chỉ bất quá máu vải long phẫn nộ chi dư cũng hơi kinh ngạc tốt như vậy một nước sát chiêu thế mà cứ như vậy dùng rồi. Để thổ ma ngẫu cầm cố lại hắn nhất thời nửa khắc, có tác dụng gì? Hắn đã kích phát hóa rồng chi lực, những này dưới cùng giao diện sâu kiến, chẳng lẽ còn có biện pháp nào có thể tổn thương đến hắn? Không hiểu, chỉ có thể nói, kia họ tiêu tiểu bối, đầu óc thực tế tú đậu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1505